Mình rất vui và cảm ơn các bạn đã đến với kênh La La Truyện. Các bạn đang nghe truyện, thần y độc phi thủ hạ lưu tình, tác giả, lạc nhật sơn hải, thể loại, cổ đại ngôn tình, cung đình trạch đấu, he, nữ cường, y phi, không gian, hoàng thúc. Mời các bạn cùng nghe truyện, tập 13, Ninh Phi càng là sắc mặt trắng bệch, nàng khóc nói hết lời, tô hoàng hậu cuối cùng vẫn là không để thái tử phi dùng các nàng ninh gia hương phấn, đây không phải đánh nàng khuôn mặt, đánh ninh gia khuôn mặt sao, cùng biến tướng thừa nhận ninh thị hương phấn có độc, khác nhau ở chỗ nào, phượng ấu sao dựa theo tô hoàng hậu yêu cầu, cùng hoa âm thỉnh mạch, mở điều dưỡng đơn thuốc, cuối cùng còn dặn dò một câu, thái tử phi điện hạ hẳn là trân quý đứa bé này, đến cùng là cái sinh mạng nhỏ, không nên vì đẹp, không đặt hài tử khỏe mạnh trong lòng. Nàng, là không thích hoa âm, quân thiên giận đôi vợ chồng này, nhưng không xuất thế hài tử là vô tội. Nàng sẽ không bởi vì một chút ân oán cá nhân, liền vi phạm y đức cổ vũ hài tử mẫu thân dùng trắng bột chì hoa âm trong lòng kìm nén bực bội hừ lạnh ai cần ngươi lo giả nhân giả nghĩa sắc mặt làm cho người buồn nôn bản thái tử phi cùng giận ca ca có hài tử ngươi rất ghen ghét rất không cam tâm a à. phượng ấu sao không nói hoa âm đắc ý như thế nào bị bản thái tử phi nói trúng phượng ấu sao mẹ ta không để ta cùng các so nói chuyện hoa âm thỉnh an kết thúc về sau những thứ này tần phi đều từ trong cung tê phượng đi ra, lẫn nhau tạm biệt, riêng phần mình hồi cung, hoa âm chung quy là không có cam lòng, bà bà hướng về phượng ấu sao tiện nhân kia, không để nàng dùng, nàng cũng không cần sao, nghịch phản tâm lý, cái này không liền lên đã đến rồi sao, ninh phi nương nương, đông cung có thượng hạng song tỉnh lục, có cần phải tới nếm thử cái này trà mới. Hoa âm miễn cười phát khởi mời, nhận, được thái tử phi không bỏ, là bản cung may mắn. Ninh phi nguyên bản rất quể oải, nghe xong Thái tử phi chủ động mời chính mình, liền biết Thái tử phi giống như nàng. Đối cứng mới tô hoàng hậu phán quyết rất bất mãn. Đối với Ninh thị hương phấn là ưa thích bị phượng ấu sao tiểu tiện nhân kia đổ một hộp, thì thế nào? Nàng có thể lại cho một hộp mới cho Thái tử phi, lấy Thái tử phi niềm vui. Phượng ấu sao rời đi tô hoàng hậu cung điện sau đó liền hướng ngoài cung đi. A à, cửu lúc này hẳn là tại công bộ đi làm a à? không kìm lòng được liền nghĩ tới hắn công bộ binh bộ lễ bộ hình bộ đều tại ở gần ngoài hoàng cung chỗ kiến tạo công sở quan viên mỗi sáng sớm trời còn chưa sáng liền muốn lên ngồi xe đi công sở điển danh tiếp đó chính là khổ cực một ngày đi làm tan tầm phượng ấu sao nhớ tới người yêu cái kia tiêu cực biến nhắc trạng thái không biết lúc này có phải hay không tại công bộ lười nhắc đâu đi xem hắn một chút a à. nàng là thái y viện viện sứ lại là trấn quốc công nữ nhi có chức quan phẩm cấp tiến vào công bộ sẽ không đem nàng làm tỳ nữ ngăn lại, lại cùng cửu hoàng thúc quan hệ vô cùng tốt, một năm này giúp cửu hoàng thúc phụng dưỡng Mai Thái Phi, là cả triều đều biết sự tình. Nàng chủ động đi thăm A Cửu, chính là thăm gia thuộc trước, đây, A Ngũ vừa mới thi đậu thám hoa lan, bị phân phối đến hình bộ nhậm chức thời điểm, ta còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt đi hình bộ, phân cho hình bộ quan viên, để cho bọn hắn chiếu cố nhiều lấy chút A Ngũ, sự thật chứng minh, là có hiệu quả ân tình qua lại một khối này, phượng ấu sao cũng tương đối coi trọng, dù sao, trên đời này, ai cũng không có cách nào, vĩnh viễn đơn đã độc đấu, mà không dựa vào bên người bất luận kẻ nào, phượng ấu an suốt môn thời điểm, không mang hộp cơm, liền đi tìm dư công công mượn, dư nguyệt sanh ngay tại đông xưởng, nghe xong là ân nhân cứu mạng phượng ấu sao đồ vật mong muốn, không nói hai lời. Lập tức tự mình đưa hai cái khoảng chừng tầng năm hào hoa mở đất một điêu hoa cung đình hộp cơm lớn đi qua, làm, phiền, dư công công phượng ấu sao đêm đã sớm từ trong không gian, lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt, sữa chua, thịt bò khô, bánh kẹo, chocolate, vị mặn bánh bích quy, vị mặn cửa hàng thịt heo, quả vui vẻ các loại đồ ăn vặt, tổng cộng nhiều hơn 20 loại, hai ba cũng là mặn miệng, bởi vì công bộ bên trong quan viên trên cơ bản cũng là nam nhân, nam tính thiên vị khẩu vị, bình thường là mặn, nữ tính thiên vị khẩu vị, thì lại ngọt, tràn đầy hai cái hộp cơm sau đó, còn thừa lại một chút phượng ấu bộ an toàn đưa cho Dư Nguyệt Sanh, Dư Công Công mang về, khi ăn vặt ăn, ngài thường ngày bên trong khổ cực giúp A Cửu làm việc, ngày đêm truyền lại tình báo. Dư, Công Công kém chút cảm động đến nước mắt tuôn đầy mặt, phượng cô nương có lòng, lão nô nơi nào ăn đến những thứ này quý giá đồ vật. Phượng, ấu sao rất kiên trì, đem khoảng chừng nặng ba cân đồ ăn vặt, đều kính đáo đưa cho hắn, ngài là đông xưởng đốc công, cũng không phải cái gì lão nô tài, lại là a cửu đắc lực thuộc hạ vốn là kim quý nơi nào ăn không được dư công công khóe mắt ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe đa tạ phượng cô nương cất nhắc lão nô ta từ chối thì bất kính hắn là tên thái giám trên thân thiếu đi cái xem như nam nhân bộ kiện coi như bò tới đỉnh ngồi vững vàng đông xưởng đốc công bảo tọa những cái kia văn võ thần tử quý tộc dòng họ mặt ngoài nịnh bợ hắn trên thực tế sau lưng đều xem thường hắn coi hắn là hoạn quan nô tài, chỉ có vị này chữa khỏi chính mình hai chân phượng cô nương, chưa từng từng xem nhẹ hắn, cho là hắn không phải nô tài, là quý giá, phượng, cô nương đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Đi công bộ. Là thăm chiến thân vương điện hạ sao, dư nguyệt sanh hiểu rõ tại tâm, cười tựa như một đóa hoa, ta mượn hai cái lanh lợi tiểu thái giám, giúp ngài mang đồ, miễn cho mệt mỏi ngài. Phượng, ấu sao không có cự tuyệt, lớn như vậy hai cái hộp cơm, cộng lại mười mấy cân, trời cực nóng, còn muốn từ đông xưởng đi bộ đến công bộ công sở, hai khắc đồng hồ sau đó, công bộ công sở, quân nghiêng chính chán đến chết mà, nằm nghiêng trên ghế, hai đầu thẳng tắp bình chắc đôi chân dài giao hòa, vểnh lên ở trên mặt bàn, đầu ngửa ra sau, trên mặt còn che kín một bản binh khí thự cung nỏ chế tạo đồ phổ, chung quanh công bộ quan viên, gặp được đều lắc đầu, vị này cửu hoàng thúc, từ khi tới công bộ sau đó. Mỗi sáng sớm điểm danh nhất định đến trễ, đi làm nhất định ngủ tán giá trị nhất định về sớm dùng chế tạo nỏ khuôn đúc hỏa lô nung khô nữ nhân gia dùng cây trâm còn có thể thỉnh thoảng giờ làm việc lén lút chuồng đi ra ngoài làm cả công bộ trên dưới nhức đầu không thôi nhưng không thể làm gì ai bảo nhân gia là đã bình định nam cương chi loạn đánh lùi hung nô đông mang liên quân đại anh hùng đâu cửu hoàng thúc công bộ cửa ra vào có vị cô nương xinh đẹp nói là tới thăm ngươi quân nghiên chính không có phản ứng tiếp tục sách che mặt ngủ chung quanh công bộ các đồng liêu, nhưng là dựng lên bát quái lỗ tai nhỏ, cửu, hoàng thúc, cô nương xinh đẹp kia mang cho ngươi ăn ngon, đề hai cái rất lớn hộp cơm. a à, đúng, nàng còn giống như người mang chức quan, trên người có thái y viện viện sứ yêu bài. Hưu, tiêu cực biến nhắc ngủ ngon quân nghiên chính, hóa thành một đạo bóng đen, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chúng công bộ đồng liêu hai mặt nhìn nhau. Nguyệt thượng thư đều không sai khiến được chiến thân vương điện hạ, mỗi lần gọi hắn mười mấy lần đều không mang theo lý tới. Vẫn là vị cô nương này lợi hại. Sợ là chiến thân vương điện hạ người yêu a. À. Quân nghiên cử vận chuyển kinh công đến cực hạn, trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài, bất quá là hai cái hô hấp ở giữa công phu, liền đã từ sâu trong công bộ công sở, đã tới cửa ra vào, đứng ở cửa một cái rất tinh tường thân ảnh, nàng hôm nay mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, một đầu màu lam đai lưng, phát họa ra không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, dưới đại thái dương, chống đỡ một miếng dầu dù giấy che nắng, trên dù vẽ lấy khả ái sóc con, chính là phượng ấu sao, phía sau nàng đi theo hai cái đông xưởng thái giám, sách theo rất lớn mở đất một điêu hoa hộp cơm, cái kia hai cái thái giám, quân nghiên chính có ấn tượng, là dư công công bên cạnh hai cái tâm phúc ca, cửu, phượng ấu sao gặp được hắn, trên mặt tuyệt mỹ lập tức tràn ra nụ cười, con mắt tựa như trong suốt hồ nước. Đẩy ra mát mẻ gợn sóng, quân nghiên chính một trái tim, lập tức trướng đầy nồng nặc cảm xúc giống như là có vô số hồ điệp ở ngực phát sóc cánh sao ngươi lại tới đây thanh âm của hắn có chút câm con mắt đen kịp nhìn chầm chầm nàng dường như đè nén cái gì phượng ấu sao cười nói ta tới thăm ngươi a à, cho ngươi cùng ngươi các đồng liêu tiễn đưa một ít thức ăn nói đến một cách tự nhiên quân nghiên chính nghe được chính mình trái tim nhảy lên kịch liệt âm thanh bịch phù 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 sớm đã vượt ra khỏi bình thường nhịp bên ngoài nóng vào nói. Hắn, đi làm, nàng chuyên môn tới công sở thăm hắn, còn cho hắn tiễn đưa ăn, đến nỗi ngươi các đồng liêu, thì bị hắn trực tiếp loại bỏ rơi mất. Chỉ nghe thích nghe, hảo. Phượng, ấu sao thu cái thanh kia khả ái dù giấy, quân nghiên chính trực tiếp giúp nàng cầm dù, phượng ấu yên tâm bên trong bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, cái này giống hay không? Bạn trai hỗ trợ giỏ sách, quân nghiên chính một cái tay cầm dù, một cái khác đại thủ, thì từ phía dưới khẽ quấn, giữ lại người yêu non mềm không xương tay nhỏ, mười ngón trắng chặt, dắt nàng phòng ngừa nàng làm mất, cái này công bộ công sở, vẫn là thật lớn, phượng ấu sao lỗ tai nóng lên, như thế tại công bộ, tại như vậy nhiều quan viên dưới mí mắt, tay cầm tay, cái này cùng công khai quan hệ khác nhau ở chỗ nào, công bộ trên dưới hết thảy chừng 30 cái quan viên, bây giờ, lại có hơn 20 cái, đều từ làm việc trong phòng chạy ra, bác quái hề hề hướng về bên này nhìn lén, cửu hoàng thúc mang theo tiểu cô nương tới công bộ công sở. Thú vị! Bọn, hắn còn dắt tay nhỏ đâu, ai, người tuổi trẻ bây giờ a, à, trước mặt mọi người, cũng không biết tránh hiềm nghi. Trí tổ tông lễ pháp tại nơi nào? Khôi, hài a ngươi ngưu đại nhân, chiến thân vương điện hạ, chưa từng tuân thủ qua lễ pháp. Hắn ngay cả bang đều không tốt tốt hơn, còn dám kháng chỉ cự hôn. Chẳng, lẽ vị cô nương này đây chính là chiến thân vương điện hạ thà bị kháng chỉ cũng muốn cự hôn nguyên nhân đừng nói vẫn rất xinh đẹp sao vị kia đã bị chém đầu sao huyện chủ dễ nhìn cô nương này là lai lịch gì a à? hạ quan biết được các ngươi nhìn cô nương kia bên hông lệnh bài nàng là thái y viện viện sứ thái y viện người đứng đầu kinh đô đệ nhất dược sư y thuật vô song sao dược sư lợi hại a à? vị cô nương này thế nhưng là đã cứu thái thượng hoàng cùng bệ hạ mệnh giống như vẫn là phủ quốc công đích nữ còn giống như gã cho qua quá ngưu đại bảo ngươi rất rảnh rỗi sao như cái hương giả thôn phụ ở sau lưng nhai người cái lưỡi một đạo uy nghiêm mười phần âm thanh từ bên cạnh truyền đến chính là tính khí không tốt lắm công bộ thượng thư nguyệt canh nhường ngươi sửa đổi cung nỏ bản vẽ nhưng vẽ hoàn thành phía trước cái kia cực bát quái ngưu đại nhân bị hô to tục danh lập tức giật cả mình, hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, quay đầu, liền thấy người lãnh đạo trực tiếp sống Diêm Vương một dạng mặt đen, lập tức không người chấp tay bồi tội, chưa vẽ hoàn thành, Nguyệt Thượng Thư, hạ quan cái này liền đi vẽ, cam đoan hôm nay tán giá trị phía trước nộp lên bản vẽ. Nguyệt, Thượng Thư hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm sâm sâm ánh mắt, hướng về cái kia một đám thò đầu ra, bác quái xem náo nhiệt bọn thuộc hạ quét tới hơn 20 cái đầu, su su su, trục trở về vội vàng ngồi trở lại trước bàn làm việc, có làm bộ nâng bút vẽ bản đồ, có phát tính toán tính toán công bộ sổ sách, có tiếp tục nghiên cứu tu sửa đại vận hà sự nghi, phượng, ấu sao đem hết thảy nhìn ở trong mắt, biết vị kia miệng không che đậy công bộ ngưu đại nhân, nếu là ồn ào ra chính mình đã từng gả cho qua thái tử sự tình, nhất định lại muốn ghét bỏ một hồi sống to. Đủ loại chỉ trỏ ùng ùng kéo đến, nếu không phải Nguyệt Thượng Thư kịp thời quát bảo ngưng lại, nàng sợ rằng sẽ rất lúng túng, Nguyệt Canh cùng quân nghiên chính, là cùng một cái văn phòng phượng ấu sao để cho cái kia hai cái tiểu thái giám đem cái kia hai cái hộp cơm lớn đặt ở a cửu trên bàn làm việc quân nghiên chính lòng tràn đầy cả mắt đều là tức phụ nhi một đôi yêu giả cặp mắt đào hoa cười công ấu sao cũng là cho ta sao ngươi thật là tốt vừa vặn ta đói phượng ấu sao ngươi nơi nào ăn đến nhiều như vậy hộp này là ngươi nàng đem trong đó một cái hộp cơm mở ra bên trong chứa a cửu thích mai đường chocolate, thịt bò khô, một cái khác hộp cơm, phượng ấu sao cho đối diện bàn làm việc nguyệt canh, cung kính nói, thượng thư đại nhân, đa tạ ngươi cùng chư vị đại nhân, đang làm việc bên trong diều dắt, dạy bảo A cửu, A cửu trẻ tuổi, việc làm không có kinh nghiệm gì, tính cách lạnh nhạt bất thiện giao lưu, nếu có làm không tốt chỗ, hy vọng các ngươi nhiều tha thứ chút, đây là nhà mình đồ ăn vặt cửa hàng một chút đặc sắc đồ ăn vặt, đưa cho thượng thư đại nhân cùng chư vị đại nhân làm ăn vặt ăn, một điểm tâm ý, bất thành kính ý. Nguyệt, canh cũng không biết vì cái gì, nhìn xem cái kia một hộp cơm lớn đồ ăn vặt, trong lòng bỗng nhiên có một loại xung động muốn khóc, hắn đơn giản muốn hướng phượng ấu sao hung hăng cáo một hình dáng, cử hoàng thúc đó là không có kinh nghiệm sao, vậy căn bản là cái không phục quản giáo thứ nhi đầu A, cử hoàng thúc đó là bất thiện giao lưu sao. Vậy căn bản là tới công bộ một tháng không có lý tới qua bất luận kẻ nào, lão thần gọi hắn làm việc mồm mép đều phải mài khoan khoái, Phát bao nhiêu lần hỏa, cũng không có ý nghĩa, cử hoàng thúc đó là làm không tốt sao? Đó là thái độ làm việc tương đương không tốt, liền không có làm qua một kiện cùng công bộ việc làm có liên quan sự tình, phượng cô nương có lòng, hảo ý của ngươi, lão thần sẽ truyền đạt cho công bộ tất cả quan viên, đem những thứ này mỹ vị đồ ăn vặt dư bọn hắn phân. Việc canh hít sâu một hơi, chung quy là không có cáo trạng cho cửu hoàng thúc lưu lại mặt mũi, hắn nhớ tới nữ nhi bảo bối mặt trăng lặng đã nói với hắn, phượng gia đích nữ là nhân trung long phượng, đối với nữ nhi vô cùng tốt, sầm quý phi thọ yến sau đó, còn chủ động đưa năm thất thanh loan mềm gấm, một hộp giá trị 7.000 lượng diện sương, đồ ăn vặt một số, trực tiếp đưa đến nguyệt cửa phủ, cái này cũng là hắn vừa rồi vì cái gì ngăn lại ngưu đại bảo cái kia ngớ ra nói tiếp nguyên nhân, phượng ấu sao. Là nữ nhi mặt trăng lặng quận chúa rất coi trọng bằng hữu, hắn xem như trưởng bối, tự nhiên muốn cố kỵ một chút nữ nhi bằng hữu danh tiếng, quân nghiên chính có chút mất hứng, quét nguyệt thượng thư trên mặt bàn cái kia hộp cơm lớn, giống như so với mình cái này vẫn còn nặng một chút, thì ra tức phụ nhi tiễn đưa ăn, không phải đều cho ta một người, nồng nặc lòng ham chiếm hữu quấy phá, không hiểu chua chát, ấu sao, làm sao còn phân nhiều như vậy cho những cái kia người không quan trọng. Mắt, thấy nguyệt thượng thư vui tươi hớn hở địa. Sách theo lớn như vậy hộp cơm, lần lượt đi cho hơn 30 công bộ quan viên, tán đồ ăn vặt, mỗi người đều phân một nắm lớn. Quân nghiên chính cảm xúc có chút rơi xuống, nho nhỏ âm thanh quán trách một câu, phượng ấu sao cảm thấy hắn, giống như một cái rũ cục lấy lỗ tai cái đuôi cảm xúc rơi xuống chó săn nhỏ, nàng tự mình lột một cái hắn thích mai đường, tiến tới hắn môi mỏng bên cạnh, móng chi, ngươi lại ăn không được nhiều như vậy, đa phần một chút đưa cho ngươi đồng liêu, là vì để cho bọn hắn có thế sau này trong công tác quan tâm ngươi một chút. A cửu, mặc kệ ở nơi nào việc làm, tạo mối quan hệ đều rất trọng yếu. Những thứ này đồ ăn vặt, kỳ thực không tốn bao nhiêu tiền, nhưng mà tại sắp tiếp cận giữa trưa, công bộ đám quan chức đều bụng đói kêu vang thời điểm đưa tới, không hề nghi ngờ có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt. Quân nghiên cửu nguyên bản đang giấm lấy, nghe nàng kiểu nói này, rủ xuống khóe miệng, một đường vung lên, vung lên, lại vung lên, còn kém cùng thái dương vai sóng vai, thì ra ấu sao là vì giúp ta trù tính chó, sang nhỏ bỗng nhiên có chút xấu hổ, hắn tới công bộ sau đó, liền không có làm việc cho tốt qua, mỗi ngày đến trễ về sớm trốn việc, thật sự nếu không làm rất tốt, chẳng phải là cô phụ nàng một phần tâm ý, quân nghiên chính lập tức đem bộ kia lười biến lười biến trạng thái, từ bỏ, ánh mắt dần dần nghiêm túc, dựa sát nàng trắng nõn đậu hủ hiện ra phấn đầu ngón tay, hắn cắn một viên kia ô mai đường, vẫn không quên duỗi ra lưỡi, vụng trộn tại nàng chỉ trên bụng. Liếm lấy một ngụm nhỏ, ngọt, tay, của nàng, sao đường ngọt hơn, càng mỹ vị hơn, phượng ấu sao cảm thấy chỉ trên bụng truyền đến thấm ướt cảm giác, biết gia hỏa này lại vụng trộm ăn nàng đậu hũ, nguyết hắn một cái, nói cho ngươi nghiêm chỉnh đâu. Quân nghiên chính lại bị nàng cái nhìn này, trận lên nửa người đều mềm, đầu trống rỗng, nàng đẹp mắt nhất, chính là đồng tử, giống như là đồng tử bên trong thiếu phiến, so hồ nước còn muốn thanh tịnh, hết thảy mỹ hảo cùng ánh sáng đều ẩn chứa trong đó hắn trước đó nghe những cái kia hôn quân yêu phi cố sự còn cảm thấy khoa trương bây giờ lại hận không thể mình chính là một cái hôn quân ngày ngày cùng nàng thân mật từ đây quân vương không tảo triều phượng ấu sao không có chút nào ý thức được nhà mình người yêu trong đầu nhất lên mang theo một loại nào đó màu sắc phong bạo ở một bên tận tình khuyên bảo lục bộ bên trong binh bộ hộ bộ hình bộ công bộ lễ bộ lại bộ tại mọi người cứng nhắc trong ấn tượng binh bộ trưởng binh lợi hại nhất hộ bộ trưởng tài khống chế cả nước tài chính hơi kém chi hình bộ trưởng pháp quốc gia vận hành bình thường cần luật pháp ước thúc cũng cũng không tệ lắm lễ bộ trưởng ngoại giao giữa quốc gia và quốc gia qua lại cũng là quyền lợi bộ môn lại bộ là phòng nhân sự thiên hạ quan văn ra hết nơi này có chút không tầm thường chỉ có công bộ chủ tu thiện công cụ chế tạo không tham dự hạch tâm tranh quyền thường thường là không được coi trọng nhất một cái bộ môn nhưng a cửu sự thật thật sự sao như thế phượng ấu sao xé mở một túi nhỏ quả hồ đào một bên trang bàn vừa tiếp tục đạo chân tướng sự thật là công bộ cái ngành này nắm trong tay là thiên hạ dân sinh sĩ nông công thương vốn cũng không có chia cao thấp bốn nâng song hành quốc chi có thế hưng quân lâm quốc dưới mắt vẫn là một cái nông nghiệp hóa quốc gia nhưng khi quốc gia xã tắc phát triển tới trình độ nhất định công nghiệp hóa sẽ dần dần thay thế nông nghiệp hóa thành là chủ lưu sẽ trở thành xã hội tiến bộ tiêu chí quân nghiên cửu nguyên bản bởi vì thái hòa đế đem hắn phân phối đến lục bộ cuối cùng bộ môn mà cảm thấy bất mãn hết sức cho nên tiêu cực biến nhắc nhưng giờ khắc này hắn lại bị người trong lòng mà nói thật sâu hấp dẫn công tượng không phải cái gì kỳ kỹ dâm xảo công tượng chế tạo công cụ cũng không phải cái gì rách rưới đồ chơi cũng không phải là mọi loại tất cả thấp hèn chỉ có khoa khảo cao mặc kệ là đối với nông sự vẫn là quân sự công tượng cũng là không thể thiếu. Đây không phải chuyện mất mặt gì. Phượng, ấu sao cũng không có ý thức được, không biết lúc nào, cửa của căn phòng làm việc này, đã tụ tập công bộ cơ hồ tất cả quan viên, bọn hắn bởi vì lấy được công bộ thượng thư nguyệt đại nhân phân đồ ăn vặt, trong lòng cảm niệm, chuẩn bị tự mình tới hướng Phượng ấu sao nói lời cảm tạ, kết quả lại nghe được nàng khẽ đảo kinh thiên chi ngôn, cái này hơn 30 trong quan viên, có một nửa cũng là thợ khéo nhân viên kỹ thuật, có tự ý chế binh khí, có tự ý thiết kế nông cụ, có tự ý nắp cao ốc phòng, bọn hắn là lục bộ bên trong, tối bị xem thường một nhóm quan viên, chưa từng có người nào cùng bọn hắn nói qua, công tượng là không thể thiếu, công bộ là cực trọng yếu, càng không có người đối bọn hắn cho tới nay xử lý việc làm cho cao như vậy khẳng định cùng tán dương. Công bộ đám quan chức từng cái kích động đến không kềm chế được, có người thậm chí hốc mắt đỏ lên. Kích động nhất không gì bằng Nguyệt Canh, hắn xem như công bộ thượng thư, hắn công bộ mỗi năm bị triều đình định giá rác rưởi nhất, tối không có tồn tại cảm bộ môn, thậm chí năm trước thời điểm, còn có khác năm bộ người đưa ra giải tán công bộ, tiết kiệm chi tiêu, cần tu sửa cung điện thời điểm trực tiếp thuê một nhóm thợ thủ công là được rồi, Phượng Ấu yên tâm qua một tấm tờ giấy, vẽ lên mấy bút, nói, cũng tỉ như, bây giờ quân lâm quốc nông dân trồng trọt, gieo hạt cũng là dùng ngưu lôi kéo máy gieo hạt, bón phân thời điểm. Là thủ công bón phân tưới nước, cái này cũng rất tốn sức, hao thời hao lực công bộ có thể xác định phương hướng nghiên cứu nghiên cứu ra một loại có thể để gieo hạt cùng bón phân đồng thời tiến hành máy gieo hạt tăng lên rất nhiều nông dân lao động hiệu suất nàng nâng bút lại vẽ lên hai bút còn có thể thiết kế bánh xe nước đây đều là cải thiện dân sinh nàng đời trước là cái học bá tại trong sách lịch sử nhìn thấy rất nhiều đồ liền trực tiếp vẽ vào nói ra thật xấu hổ cũng là hoa hạ đa xin su su người dân lao động năm 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 tích lũy trí tuệ lại bị nàng lấy sạch tới hy vọng hoa hạ lão tổ tông có thế xem ở nàng là vì thế giới này thương sinh bách tính phục vụ phân thượng không nên trách tội quân nghiên chính nhìn xem những cái kia bản vẽ chấn kinh cửa ra vào công bộ đám quan chức không một không sợ hãi rớt xuống ba bọn hắn kìm nén không được nhao nhao đi tới trên bên bàn nhìn xem phượng ấu sao vẽ đi ra ngoài tinh diệu bản vẽ nhất là chủ quản nông nghiệp công cụ ba cái kia quan viên, càng là liên thanh sợ hãi tháng phục cái này. Quân lâm quốc máy gieo hạt cũng là một cước, vậy mà có thể đồng thời ba cước, quá thần kỳ. Phượng, cô nương cải tiến như thế, giống như thật sự có thể làm được gieo hạt, bón phân đồng thời tiến hành. Còn có cái này bánh xe nước, cũng là huyền diệu đến cực điểm. Quân, nghiên chính nhìn xem hắn yêu nhất nữ nhân, bị một đám đồng lưu nhiệt tình vây quanh, càng không ngừng nhằm vào ấu sao bản vẽ tiến hành đặt câu hỏi, nàng cũng từng cái kiên nhẫn đáp lại, treo đến đồng liêu từng đợt sợ hãi tháng phục, hắn một mực biết nàng rất đặc biệt, nàng đưa cho chính mình hai quyển binh thư là cao như vậy sâu, trợ hắn đánh thắng thắng trận, nàng nắm giữ tri thức viễn siêu người bình thường, lại bao dung cực lớn hiện, đơn giản không gì không biết, quân, nghiên chính phản phất có thể tiên đoán được, nàng những kiến thức này. Sẽ đối với quân lâm quốc tương lai mang đến như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn cảm thấy, nàng giống như cách hắn càng ngày càng xa, rõ ràng ngay tại bên cạnh, lại phản phất muốn bắt không được, nàng lóa mắt, mới chính thức bắt đầu, tài năng của nàng, sẽ bị càng ngày càng nhiều người nhìn thấy, hắn biết được nàng làm như vậy, không phải là vì đoạt người nhãn cầu, càng không phải là vì làm náo động, mà là là vì để cho chính mình làm việc cho tốt, vậy hắn liền nghe nàng, bắt đầu từ hôm nay, cũng không tiếp tục tiêu cực biến nhát, nghiêm túc tại công bộ làm ra một phen sự nghiệp tới, ấu sao quân nghiên chính hoán nàng một tiếng hắn kỳ thực không thích nàng bị một đám người vây quanh hắn thực sự hy vọng lực chú ý của nàng chỉ đặt ở trên người mình thế nào a cửu phượng ấu sao chính xác không sai lầm từ bốn phía một đám đại nhân thanh âm bên trong phân biệt ra được hắn ánh mắt của nàng từ trên bảng vẽ dời nhìn về phía hắn chứa tinh lộng nguyệt trong con ngươi ấn ra a cửu một người cái bóng chung quanh công bộ đám quan chức còn đắm chìm tại phượng ấu sao lấy ra huyền diệu công cụ trong bản vẽ như si như say, chỉ có công bộ thượng thư Nguyệt canh lấy lại tinh thần, ý thức được nhân gia Phượng cô nương là chuyên môn tới thăm cửu hoàng thúc, nhân gia là lưỡng tình tương duyệt, bọn hắn cái này chừng 30 cái đại nam nhân chen ở chỗ này, tính là cái gì sự tình, Phượng cô nương tính tính tốt, ngược lại cũng dễ nói, nhưng mà cửu hoàng thúc tính khí không tốt, vạn nhất cửu hoàng thúc tức giận, khí bọn hắn những thứ này không tán thưởng, chiếm lấy hắn tương lai tức phụ nhi, sau này tìm bọn hắn gây chuyện nhưng là không ổn, Nguyệt Thượng Thư lại kéo căng lên mặt vuông vắng, cao giọng nói, các ngươi bọn này đại lão gia, đem phượng viện sứ một cái cô nương gia bao bọc vây quanh chen ở Trung ương, còn thể thống gì a? À, nên làm cái gì làm cái gì đi. Bây giờ cũng không phải tán trách nhiệm nghỉ một thời gian. Nguyệt, canh là công bộ sống Diêm Vương, quan uy hiển hách, ngày bình thường, những thuộc hạ này, cũng không ít bị hắn quở mắng, quả nhiên, một tiếng này quát lớn sau đó, hơn ba mươi đại lão gia gia lập tức nhanh tựa như như chim cúc co ro đầu nhao nhao xưng là không dám việc làm lười biếng phượng ấu sao thấy thế lập tức hiểu rồi nguyệt thượng thư là đang giúp nàng trong lòng đối với vị này lấy tính tình táo bạo lớn trứ danh công bộ thượng thư lại nhiều hai phần hảo cảm nếu như thế sẽ không quấy rầy chư vị đại nhân công tác những bản vẽ này liền tặng cho các đại nhân nàng cũng nghiêm túc từ vẽ ra những thứ này công cụ tiền tiến bản vẽ sau đó không có ý định giữ lại càng không định dùng tới lợi nhuận tiền loại vật này nàng đã sớm không thiếu quyền đương làm là vì a cửu đền đáp như vậy thì làm sao được nguyệt thượng thư con ngươi chấn động hai tay chảy mồ hôi mọi người đều biết đối với công tượng tới nói bản vẽ thiết kế vốn chính là linh hồn là trân quý nhất vật công bộ tả thị lan gật đầu không tệ những bản vẽ này cũng là phượng viện sứ tâm huyết sáng ý chúng ta sao có thể trực tiếp chiếm dụng liền, cái kia bác quái ngưu đại bảo, đều lắc đầu liên tục, không nên không nên, đây không khỏi quá khi dễ người. Phượng viện sứ những chủ ý này, khéo như thế diệu, những công cụ này một khi chế tạo ra, tất có đại dụng. Phượng, ấu sao gặp bọn họ dạng này chính trực, phẩm tính không tệ, khóe môi độ công càng sâu, chư vị đại nhân nói quá lời, vốn là ấu an nhàn rảnh thời điểm, vẽ đi ra ngoài đồ chơi, nhận được chư vị đại nhân để ý, để bọn chúng có cơ hội bị chế tạo ra, Đạo phúc quân lâm quốc bách tính. Nếu không phải A Cửu tại công bộ nhậm chức, ta cũng không cơ hội đem bọn nó đưa cho chư vị nhìn. Nguyệt, thượng thư cùng chúng công bộ quan viên, đều cảm thấy nàng này không phải người thường A, làm cho người kính nể một lòng vì thiên hạ thương sinh, không so đo danh lợi, không cầu ngưỡi đạt đến triều chính, cái này càng ngày càng làm bọn hắn cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy chính mình thân là nam nhi bảy thước, lại tầm thường vô vi nửa đời kết quả còn không bằng một cái tuổi trẻ nữ tử cấp độ cảnh giới cao, Nguyệt Thượng Thư cảm kích nói, nếu như thế, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính, bất quá, những bản vẽ này sáng ý chế tạo ra công cụ, công bộ đều biết ký tên người thiết kế, chính là Phượng Viện Sứ, công bộ chỉ là thay chế tạo. Phượng ấu sao nhíu mày, hảo? Không, tệ, nghĩ không ra thời đại này, cũng rất hiểu tôn trọng tri thức bản quyền, cầm bản vẽ, công bộ đám quan chức từng cái khó nén vẻ hưng phấn, lần lượt rời đi căn phòng làm việc này. Nguyệt Thượng Thư vì cho hai người lưu lại phong phú không gian tư nhân, cũng đi công bộ tả thị lan chỗ đó, trong phòng, lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại phượng ấu an hòa quân nghiên cửu nhị người, quân nghiên chính vui vẻ, bắt được người trong lòng tay, đặt ở bên môi, hôn một ngụm, ấu sao, người có thể tới nhìn ta, ta rất vui vẻ. Nàng quả nhiên là quan tâm hắn, ưa thích hắn, nàng tặng đồ cho bên ngoài những cái kia đồng liêu cũng là vì giúp hắn lôi kéo nhân tâm hắn biết bao may mắn có thể có được hiền lành như vậy khắp nơi vì hắn lo nghĩ bộ dáng phượng ấu sao nói trước đó a ngũ vừa đi hình bộ nhậm chức thời điểm ta cũng đi qua một lần quân nghiêng chính một tiếng hừa nhẹ thì ra ta không phải là phần độc nhất giống như là trút giận tại nàng đậu hủ nguyên chất một dạng trên mu bàn tay cắn một cái lưu lại một vòng nhi dấu răng hiện ra nhàn nhạt màu hồng phượng ấu yên vui ngươi chúc cẩu sao, làm sao còn cắn người đâu. Quân nghiên chính lại hừ một tiếng, đúng, chuyên môn cắn ngươi. Nói, xong, lại đổi vị trí, tại tay nàng trên lưng, lại cắn một cái, dày đặc non mềm cảm giác, để cho hắn ái bất thích miệng, trên tay của nàng, có một cổ nhàn nhạt mùi thuốc, cùng nàng cần cổ hương vị rất giống, có thư giãn tinh thần hiệu quả, hắn chỉ nghe rồi một lần, nếm một chút, đã cảm thấy đáy lòng nhũng phồng hắc ám cảm xúc, bị đuổi tản ra, tiểu bạch nhãn lan tham ăn tham uống nuôi lớn còn cắn ta quen được ngươi phượng ấu sao trừng hắn muốn đem tay rút trở về quân nghiên chính là ôn nhu nắm lấy tay của nàng nàng vốn cho là rất dễ dàng liền có thể cởi ra ai có thể nghĩ cái kia nhìn như ôn nhu kiềm chế bên trong lại ẩn chứa kinh khủng bá đạo cùng giam cầm lực đạo nàng như thế nào rút đều rút không trở lại quân nghiên cửu tâm nghĩ cũng không phải chính là ngươi nuông chiều ta trước đó ta cái gì cũng không có bốn phía hết thảy đều là lạnh, ngươi kéo lại tay của ta, đem ấm áp cho ta, nhưng ta là cái tiểu bạch nhãn lan, ta đặc biệt lòng tham, hoàn toàn không vừa lòng tại tay ngươi trong lòng một điểm kia điểm ấm áp, ta còn muốn chiếm lấy ngươi tất cả mọi thứ ấm áp, ngươi đối với ta như vậy dung túng, để cho ta nội tâm vạn vẹo âm u như độc lan một dạng phát sinh, dây dưa tay của ngươi, còn nghĩ đem ngươi cả người đều vững vàng gò bó, chỉ có thể tại độc lan trong ôm ấp hoài bảo không giúp giải dụ, kêu khóc tấu sao ngươi có biết hay không, có đôi lời gọi, dưỡng lan là mối họa. Quân, nghiên chính đưa lỗ tai đi qua, môi lướt qua nàng trong trắng lộ ra phấn tai, dùng một loại nhu hòa lại tàn nhẫn âm thanh, nỉ non, ngươi quá nuông chiều con chó sói này, hắn càng ngày càng không vừa lòng. Phượng ấu sao không khỏi sợ run cả người, cái này tựa như hải yêu sai rần một dạng giọng thấp, chấn động màn nhĩ của nàng, để cho dòng máu của nàng nghịch lưu xông vào đầu óc, đem suy nghĩ đều cho đảo loạn không cách nào suy xét quả thật là dưỡng lan là mối họa nàng dần dần có chút chống đỡ không được như thế một cái đại xuất ca hóc mon bạo tăng ôm ngươi một hồi trắng tay của ngươi một hồi bám vào ngươi bên tai dỗ ngon dỗ ngọt nàng viên này trái tim nhỏ sắp phụ tải không được kia cái gì nếu không thì ngươi làm việc trước ta ô phượng ấu sao vốn là chuẩn bị trốn ai biết đã trở thành tai họa lũ sói con căn bản vốn không cho phép nàng chạy trốn một cái nghiêng người môi đè lên lấy hôn phong giam, tình ý liệu nguyên, quân nghiên chính vuốt phượng ấu sao cái ót, lấy một loại tuyệt đối nắm trong tay tư thế, kéo dài cái này làm càng, tình vẫn kéo dài hôn, hắn đối với nàng hương vị nghiện, đặc biệt ưa thích cùng nàng làn da tiếp xúc, càng ưa thích cùng nàng khí tức lượng lờ, lý trí lung lay sắp đổ, phản phất bạch nhật phi thăng, ngoài cửa sổ, công bộ công sở trung đình trong viện, hạ thiền véo von tê minh, chim anh cất giọng ca vàng, gió nhẹ ấm hung ngày mùa hè đỏ tươi thái dương cũng dần dần ấm lên, càng ngày càng khô, quân nghiên chính lấy môi, cúng bái trong lòng của hắn thái dương, hắn thực sự khát vọng, trong ngực thái dương, sau này mỗi một ngày, đều có thể chỉ vì một mình hắn mọc lên ở phương đông lặng về phía tây, không biết là lúc nào dừng lại, phượng ấu sao đỏ thắm nghiêm mặt, ngồi ở trên bàn làm việc của hắn, hắn thì ngồi ở phía dưới trên ghế, lôi kéo nàng hai cánh tay, lấy một loại mê ly mà chuyên chú ánh mắt, ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi để cho ta về sau, như thế nào chuyên tâm làm việc phượng ấu sao không có lấy lại tinh thần cái gì quân nghiêng chính tiếng âm trầm thấp hơi câm làm một chút khô khô về sau ta mỗi một ngày tới làm ngồi ở vị trí này đều có thể nhớ tới ngươi trên bàn hôn ta dáng vẻ phượng ấu sao Cờ Mờ nờ, rõ ràng là thuần khiết công bộ công sở bàn làm việc gắn gượng bị a cửu làm ra một loại không thể tả được cảm giác giống như là đang chơi cái gì màn ảnh nhỏ đóng vai, phượng ấu dàn xếp lúc cảm thấy cái này bàn làm việc quá nóng, nàng ngồi không yên, nghĩ xuống, quân nghiên chính cũng không để cho nàng toại nguyện, lại đem nàng đẩy trở về, còn từ bên cạnh lấy ra một bản cung tiễn chế tạo đồ phổ sách, đặt ở trên đùi của nàng, bắt đầu lật xem, nếu như mỗi ngày đều có thế dạng này đi làm, vậy thật đúng là giống như thần tiên thời gian. Phượng, ấu sao bỗng nhiên muốn đánh bạo hắn đầu chó tao bất quá tao bất quá quả thật là dưỡng lan là mối họa cái này lũ sói con tựa hồ mở ra cái nào đó kỳ quái thần bí chốt mở một dạng mỗi lần luôn có hành động kinh người để cho nàng thẹn đến toàn thân không được tự nhiên ngươi trả cho ta cái kia lạnh như băng trầm mặt a cửu bây giờ cái này lời tao quá nhiều không trả quân nghiên chính không ngẩng đầu thật đúng là tại nàng trên đùi lật sách công tác hoàn toàn không biết da mặt là vật gì ấu sao giám sát ta đi làm có thể để cho chuyện ta gấp rưỡi hắn ưa thích như bây giờ chỉ cần người yêu bồi tiếp hắn công việc gì đều nguyện ý thật tốt làm hết thảy đều trở thành hưởng thụ phượng ấu sao bất đắc dĩ ta lại không thể cuối cùng bồi tiếp ngươi ta cũng có chuyện chính mình phải làm muốn cho trong cung quý nhân xem bệnh muốn đi quản lý bên ngoài cửa hàng muốn đi giúp tam thúc phục kiện quân nghiên chính nói vậy chờ ngươi có rảnh rỗi liền đến bồi ta hắn sẽ không giam cầm tự do của nàng, tuy nói nội tâm của hắn đê hèn nguyện vọng, muốn đem nàng cho khóa đến bên cạnh mình, giam lại, chỉ vây quanh tự mình một người, chỉ thấy nàng, nhưng hắn chung quy là không nở, hảo. Phượng, ấu sao biết đạo hắn dính người, sờ đầu hắn một cái, khóe môi câu lên một vòng dung túng ý cười, ngược lại sau ngày hôm nay, công bộ công sở bên trong người. Đều biết nàng và A Cửu là quan hệ như thế nào, cùng hắn đồng liêu quan hệ cũng đánh tốt, nàng sau này đến bên này, tất nhiên là xuất nhập tự do, dựa theo người hiện đại quan điểm đến xem, công bộ những quan viên này, đều thuộc về dân kỹ thuật, mấy người này, kỳ thực rất dễ thân cận, tại chuyên nghiệp lĩnh vực có đề tài chung nhau, hoặc kỹ thuật nghiền ép, liền có thể thu được bọn hắn tán thành cùng hữu nghị, xoay chuyển ánh mắt, phượng ấu sao phát hiện quân nghiên chính kẹp ở trong sách một tấm bản vẽ. Trên bản vẽ vẽ lấy tinh diệu ra các liên nổ, nàng không khỏi cười, người cũng không phải hoàn toàn tiêu cực biến nhát đi. Nhắc đi. Quân nghiên chính nói, đây là án lấy ngươi cho ta binh pháp trên sách thuật, trả lại như cũ đi ra ngoài, không có đưa cho công bộ thượng thư nhìn qua, phía trước cảm thấy không cần thiết. Ngừng tạm, hắn nói tiếp, quân khí 30 có 6, mà cung vì xưng bài, võ nghệ 10 có 8, mà cung là thứ nhất, trong bốn nước lớn, chỉ có quân lâm quốc chung quanh, nhiều lần bị đông mang cùng hung nô loài cỏ này nguyên bộ lạc tiểu quốc tập kích, đối với quân nhân mà nói, đối phó những thứ này dân tộc du mục tốt nhất vũ khí chính là cung nỏ. Phượng ấu gắn mê mà nhìn chầm chầm vào hắn, nói, A cửu vốn là dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, lúc nghiêm túc lên, lại nhiều chút túc sát chi khí, khóe mắt bao hàm bể nghệ thiên hạ lạnh, càng ngày càng làm cho người không dời nổi mắt, hắn là cố ý tại công bộ đóng vai phế vật, nhưng trên thực tế trong lòng ngực có đồi núi, trong lòng có càng khôn mà, trong binh thư thuật gia các liên nổ, có thể liên phát 10 mũi tên, tầm bắn khoảng chừng 1 km, lực sát thương cực lớn, nổ sàn thiết trí, có thể để hắn cố định tại trên tường thành, dùng phòng thủ, như vậy quân địch sẽ rất khó khăn công phá bên ta tường thành. Chính là phòng thủ lợi khí, quân nghiên chính giếng sâu tầm thường u đồng tử, lập loài ánh sáng khác thường, bây giờ quân lâm quốc quân đội sử dụng cung tiễn, cũng là nguyên thủy nhất đơn tiễn, còn cần dùng nhân lực kéo ra, cái này gia các liên nổ lại là cơ quan trang bị, tự động liên phát mũi tên. Một khi đầu nhập đại quy mô chế tạo, ắt sẽ tăng lên rất nhiều thực lực quân ta. Phượng, ấu sao không khỏi tán thưởng. A cửu thật sự rất thông minh. Nếu như ta nhớ không lầm, cái kia trong binh thư chỉ có liên quan tới gia các liên nổ nguyên lý miêu tả, cũng không có chính xác tuyến đồ. Cái kia bản vẽ chính ngươi lục loại ra tới a. Quân nghiên chính câu môi, đoán chừng hậu kỳ còn muốn điều vừa. Phượng, ấu yên tâm đạo, nàng người yêu là cái thiên tài chân chính, thiên hạ đệ nhất đao đao pháp người bình thường cuối cùng cả đời có thể đều lĩnh hội không thấu một chiêu. A cửu lại tại ba tháng ngắn ngủi bên trong toàn bộ học được, cho tới bây giờ đi lên chiến trường, lại gắt gao bằng vào thấy qua hai quyển binh thư, liền tuyệt địa lật bàn, quyết thắng thiên lý, hiện nay tiến vào công bộ, vẫn như cũ có thể chỉ dựa vào mấy dòng chữ nguyên lý, liền tự mình vẽ ra hoàng mỹ gia các liên nổ bản vẽ. A cửu cùng nàng không giống nhau, nàng biết đến nhiều, là đời trước học được 26-27 năm thành quả, hắn nhưng là hoàn toàn dựa vào chính mình hiện học thiên phú quá mạnh ý chí lực cũng kinh người ta cảm thấy a à, cửu ngươi cứ việc buông tay ra đi làm liền tốt công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật là năng lực sản xuất đệ nhất thái hòa đế cùng cả triều văn võ xem thường công bộ chờ bọn hắn phát hiện ngươi tại công bộ làm ra kinh người dường nào thành tựu lại hối hận liền đến đã không kịp quân nghiên chính chuyên chú nhìn chăm chú nàng giống như là đang ngưng mắt nhìn chính mình thần minh, trên đời này chỉ có nàng tán thành hắn, cho là hắn vô cùng lợi hại, cho là hắn là thiên tài, cho là hắn cuối cùng sẽ có một ngày có thế chấn nhiếp tất cả mọi người, đông, cung, thái tử phi hoa âm, ngồi ở trước bàn trang điểm, khóe môi mỉm cười, chấm lấy trắng bột chì, hướng về trên mặt bôi lên, vô cùng thần kỳ, nguyên bản lớn điểm lấm tấm, trở nên da xù xì, sau khi nàng liên tục dùng mấy ngày, lại tựa như mở đông một dạng trắng nõn trơn mềm chính nàng đều yêu gia loại kia tuyệt vời xúc cảm. Hôm qua, thái tử vào triều trở về, cũng khen nàng khí sắc thay đổi xong biến đẹp, còn ông nàng đối với nàng cười, cái này ninh thị hương phấn, thật sự là quá tốt dùng, hoa âm giữa lông mày đều là liễm diễm thủy triều. Hôm qua thái tử đối với ta ôm nhu như thế, còn ngủ lại tại trong ta tẩm điện, từ hôm nay bắt đầu, ta không chỉ phải dùng nó bôi khuôn mặt, còn muốn dùng nó xoa lược toàn thân, như vậy, thái tử liền sẽ đối ta da thịt càng thêm mê muội. Thái tử Phi cởi áo nới dây lưng, dùng bàn tay cùng chỉ bụng chấm lấy trắng bột chì, một tấc một tấc mà bôi lên tại toàn thân, đầu tiên là hai tay, sau đó là bả vai, nhưng phàm là bị trắng bột chì bôi vân chỗ, da thịt đều trở nên giống như đậu hũ nguyên chất một dạng vừa trắng vừa mềm. Phản phất về tới đậu khấu thiếu nữ lúc, mắt thấy hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, hoa âm kích động trong lòng, cha lên, tới giúp bản thái tử phi bôi đằng sau. Là, nương nương. Thiếp thân đại nha hoàng cha lên, đi tới, hoa âm nằm ở trên ghế dựa mềm, vì phòng ngừa đè đến bụng hài tử, nàng không thể nằm sấp, chỉ có thể nằm nghiêng, thân thể càng ngày càng nặng, đã rõ ràng lộ ra nghi ngờ, nàng gần nhất không thể nào nôn nén, nhưng bắt đầu rụng tóc, cha lên một bên nhu hòa tỉ mỉ chấm lấy trắng bột chì, ban chủ tử xoa phía sau lưng, bởi vì mang thai cồng kềnh quan hệ, thái tử phi cổng bắt đầu biến dày, đã không nhìn thấy vai hồ điệp cốt. Nhưng bởi vì cái gọi là tái đi che ba xấu, cái này phấn một hoa lên, cái này cổng lại không lộ vẻ mập, chủ tử, ngài lại rụng tóc, có phải hay không ban đêm ngủ được không tốt. Cha lên, nhặt lên thái tử phi trên bả vai ba cây cổng tóc, đưa tới, hoa âm sắc mặt ảm đạm, khẽ nhíu mày, tóc đầu ta vốn là không nhiều, cái này. Gần nhất rơi có chút hung a. À. Cha lên, an ủi, nô tỳ nghe, người phụ nữ có thai đều biết rụng tóc. Nếu không thì, đi thái y viện mời một người y, tới vì ngài điều lý điều lý. Hoa, âm nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu, không cần, ta còn uống vào phượng ấu sao tiểu tiện nhân kia cho mở thuốc dưỡng thai. Cha lên, trầm mặt, phượng ấu sao là thái y viện viện sứ, cũng là kinh đô y thuật cao nhất người, lại tìm khác ngự y tới, kê đơn thuốc, cũng sẽ không so phượng viện sứ tốt hơn, hơn nữa khác biệt ngự y kê đơn thuốc cùng uống, còn có thể dược lực tương xung có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng xấu, thái tử phi điện hạ, lau sạch, nhưng hương phấn chỉ còn lại không tới một bốn. Đi, ngoài cung ninh thị son phấn cao thơm trong cửa hàng, mua năm hộp. Không, năm mươi hộp, hoa âm lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa cho nha hoàng, cha lên tiếp nhận, không người dạ, đây là một tấm một trăm lượng ngân phiếu, ninh thị hương phấn bên ngoài bán hai lượng bạc một hộp, vừa vặn đủ mua năm mươi hộp, nàng người chủ tử này vẫn là trước sau như một móc, phân công tỳ nữ đi làm việc, một điểm chất béo cũng không cho chạy trốn phí đều không, cha lên trong lòng yếu ớt thở dài, không khỏi hâm mộ lên tô hoàng hậu, sầm quý phi trong cung tỳ nữ, thay chủ nhân ban sai đều có thể thu được không ít khen thưởng, kiếm lấy trên lệch giá, nhất là tô hoàng hậu trong cung một vị hi ma ma, dựa vào hoàng hậu khen thưởng, tại ngoài cung đều cho nông thôn người trong nhà ở trong thành mua một bộ 200 bằng phẳng nhà, lúc chiều, cha lên rời đi hoàng cung. Đi tới diêu quan trên đường một nhà ninh thị son phấn cửa hàng, nàng và cửa hàng trưởng quỷ nói hết lời, mài hỏng một mét, 50 hộp trắng bột chì mới cho nàng tiện nghi một hai, trả tiền 99 lạng, cha lên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đi ra ninh thị son phấn cửa hàng, chuẩn bị hoa hai văn tiền đi bên đường nước trà người bại liệt mua một ly trà uống, làm trơn yết hầu, ai biết, chân trước mới từ ninh thị son phấn cửa hàng cửa ra vào bậc thang đá xanh thượng tẩu xuống, chân sau ở phía đối diện linh dược các cửa ra vào. Thấy được một bóng người quen thuộc, ngươi làm sao ở chỗ này, phượng ấu sao nhìn xem đối diện cách đó không xa cha lên, một đôi mắt đẹp nguy hiểm mà nheo lại, nàng bị tô hoàng hậu gọi đi đông cung thỉnh mạch, cũng có mấy lần, mỗi lần cũng là cái này tên là cha lên nha hoàng phục dịch thái tử phi hoa âm. Là cái rất được thái tử phi cưng chiều thị tỳ, nàng nhìn thấy cha len trong tay mang theo một cái rất lớn hộp quà tặng tử, cái hộp bề ngoài dùng màu đỏ gấm nhung bao quanh, in ninh thị cửa hàng nhãn hiệu, nhãn hiệu là một đóa nở rộ hồng mẫu đơn, cha len lấy làm kinh hải, sao dược sư. Đây, cũng quá đúng dịp, kinh đô nhiều như vậy ninh thị son phấn cửa hàng, nhiều như vậy linh dược các chi nhánh, nàng hiếm thấy xuất cung mua sắm một lần, liền đụng phải thái tử phi đối thủ một mất một còn, phượng ấu sao nghiêm túc nói, ngươi mua cái gì? Trong, lòng ẩn ẩn có một cái không ổn ngờ tới, cha lên vô ý thức liền đem cái kia rất lớn màu đỏ nhung tơ quà tặng hộp gỗ, hướng về sau lưng ẩn giấu dấu, nàng nhớ rất rõ ràng, tại trong hoàng hậu cung tê phượng sao dược sư đã từng nói ninh thị hương phấn có độc, không cho phép thái tử phi điện hạ dùng, còn đổ ninh phi đưa cho thái tử phi cái kia một hộp, lúc đó náo loạn động tỉnh không nhỏ, đem ninh phi tức khóc, thái tử phi cũng tức điên lên, không? Không có gì. Chính là thái tử phi điện hạ chỉ rõ muốn một chút đồ trang điểm, lông mày thanh bút, cao thơm, miệng mở cái gì? Cha lên, tự cho là thông minh mà nói láo, ánh mắt né tránh, phượng ấu sao biết bao thông minh, lập tức đoán được cái gì nhếch miệng mỉm cười a à, đã như thế cái kia hạ cô nương làm việc trước à. a lên, âm thầm thở dài một hơi lập tức xách theo hộp gỗ cũng không đoái hoài tới quán ven đường bán nước trà uống vội vàng lên hồi cung xe ngựa phượng ấu sao đưa mắt nhìn xe ngựa một ngựa tuyệt trần bóng lưng khóe ngôi câu lên một vòng cười lạnh tự gây nghiệt không thể sống nàng để cho linh dược cắt một cái tiểu dược đồng tiểu nhị đi đối diện ninh thì cửa hàng hỏi thăm một chút Quả nhiên, tiểu dược đồng tiểu nhị trở về nói cho nàng, cha lên tại đối diện trong cửa hàng, duy nhất một lần mua 50 hộp ninh thị hương phấn, bởi vì cùng trưởng quỹ trả giá gần nửa canh giờ, cho nên rất nhiều người đều nhìn thấy, sau khi nghe ngóng liền biết 50 hộp trắng bột chì. Phượng, ấu sao cảm thấy nực cười, hoa âm là dự định trực tiếp ở trước mặt phấn ăn sao. Giống, loại này hương phấn, liền cùng hiện đại phấn lót dịch, phấn bánh, định trang mật phấn không sai biệt lắm một hộp hai năm đều dùng không hết ta, à, không đúng. nàng hẳn là dự định toàn thân bôi lên. phượng ấu sao cười lạnh không dứt, cái này đúng thật là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh quá dài. một cái người phụ nữ có thai đem có độc trắng bột chì xoa lượt toàn thân, xoa tại nhô lên dựng trên bụng, sẽ sinh ra như thế nào đáng sợ kết quả, sinh non cũng là nhẹ, lần này tốt, ta vốn đang suy nghĩ, làm như thế nào đối phó ninh gia cái kia đám người đâu, một khi hoa âm chì trúng độc thai nhi xảy ra vấn đề, nàng nhất định sẽ để cho Ninh Phi chịu không nổi, Hoàng trưởng Tôn nếu là thật sự ra một cái ngoài ý muốn gì, toàn bộ Ninh gia đều phải gánh trách. Phượng, ấu sao phản phất đã thấy một màn kia ngăn cản, không cần thiết, có nữ nhân ưa thích làm, ưa thích tự chịu diệt vong, nàng tại sao muốn đi ngăn cản, Phượng ấu sao cũng không phải mở thiện đường, sự tình huyên náo càng lớn, đối với chính mình càng có lợi. Đối với dân lên trắng bột chị Ninh Phi, chế tác trắng bột chị Mạnh Ngự Y, tại kinh đô trắng trợn bán trắng bột chì ổn định hầu phủ trừng phạt lại càng nặng phượng ấu dựa theo thường sinh hoạt đi trong tiệm bận rộn tại đồ ăn vặt trong cửa hàng lại thêm mấy loại đồ ăn vặt để cho cửa hàng lượng tiêu thụ nâng cao một bước mỗi lần trong cung có người truyền triệu nàng đi bắt mạch nàng liền sẽ thuận đường đi một chuyến công bộ công sở cho a cửu tiễn đưa chút đồ ăn ngon lại điều tra thêm cương vị nhìn bạn trai có hay không tiêu cực biến nhắc mỗi một lần đi chiến thân vương đều biết đặc biệt cao hứng, không chỉ chiến thân vương cao hứng, chiến thân vương công bộ đồng liêu cũng đặc biệt cao hứng, bởi vì phượng ấu an tổng sẽ mang nhiều một hộp cơm lớn mỹ vị đồ ăn vặt phân cho bọn hắn u. chiến thân vương phi lại tới a, công bộ viên ngoại lang ngưu đại bảo vừa nhìn thấy phượng ấu sao, cơ hồ vô ý thức nuốt nước miếng một cái, mặt tràn đầy hưng phấn mà nhìn chầm chầm trong tay nàng sách theo hai cái hộp cơm lớn, cực kỳ nhiệt tình lên tiếng chào chiến thân vương điện hạ tại cùng nguyệt thượng thư thảo luận gia các liên nổ chế tạo sự nghi đâu, sợ rằng phải làm phiền chiến thân vương phi chờ một lát. Phượng, ấu sao tại chỗ liền nháo cái mặt đỏ ửng, đừng làm loạn hô, ngưu đại nhân. Công cộng nơi, gọi nàng chiến thân vương phi cái gì, ngưu, đại bảo vui vẻ, làm như có thật nói, này làm sao có thể là loạn hô đâu. Ngoại trừ ngài, còn có ai xứng làm chiến thân vương phi, nếu như vợ ta thường xuyên đến công bộ cho ta đưa cơm, còn giúp ta thu xếp công bộ công sở bên trong quan hệ, ta cả một đời cho nàng làm trâu làm ngựa. chung, quanh mấy cái công bộ quan viên nghe vậy cười ha ha, nhạo bán ngưu đại bảo, ngưu đại nhân, ngươi có thế dẹp đi a, à, lão quan côn một cái, làm cái gì xuân thu đại mộng đâu. chính là, đại bảo chúng ta thực tế một chút, trước tiên nói bên trên tức phụ nhi, lại thảo luận có làm hay không con dâu trâu ngựa. ngưu, đại nhân ngươi đừng hâm mộ ngươi cho rằng thiên hạ nữ nhân cũng giống như chiến thân vương phi như vậy hiền lành tài giỏi a à. kết quả lại la ó bọn này công bộ dân kỹ thuật các đại nhân toàn bộ đều đi theo gây rối gọi nàng chiến thân vương phi phượng ấu sao chỉ có thể dùng đồ ăn vặt trắng miệng của bọn hắn làm gì bọn này đại lão gia dùng đồ ăn vặt cũng không chận nổi miệng một bên miệng lớn nhai lấy ăn một bên trêu gẹo nàng khó trách chiến thân vương từ nam cương chiến thắng trở về vô luận như thế nào đều phải kháng chỉ cự hôn có chiến thân vương phi tốt như vậy hiền nội trợ há có thể không xung quanh giận dữ vì hồng nhan phượng ấu sao nhớ tới a cửu kháng chỉ cự hôn lần đó mạo hiểm đến nay lòng còn sợ hãi chiến thân vương phi lần trước cho chúng ta vẽ tam giác máy gieo hạt bản vẽ bây giờ đã đầu nhập đại quy mô sinh sản nhóm đầu tiên đã thả vào kinh đô tây giao trong một thôn thí nghiệm sau đó hiệu quả đặc biệt tốt còn có chiến thân vương phi thiết kế bánh xe nước cũng tại chế tạo tốt Thượng thư đại nhân đặc biệt hài lòng. Quán thái ruộng đồng thời điểm, tặc tiện lợi. Bệ, hạ hôm nay tảo triều, còn biểu dương chúng ta nguyệt thượng thư đâu, nói công bộ vì thiên hạ nông dân mưu phúc chỉ, nguyệt thượng thư liền nói là ngài nghĩ ra ý tưởng hay, cả triều văn võ đều không tin đâu. Ngư mỗi lúc đó ngay tại hiện trường, ta nghe xong bọn hắn nói không tin ba cước máy gieo hạt, bánh xe nước là chiến thân vương phi thiết kế, nói nữ nhân không có khả năng có phần này đầu óc ta lúc đó cái kia khí A, cầm lấy hốt bản, đem binh bộ cái kia hỗn đảng đầu đập ra một cái túi. Phượng, ấu sao nhịn không được cười lên, ngưu đại bảo tại tuyên chính điện đương đường dùng hốt bản ẩu đã binh bộ quan viên, cái kia náo nhiệt lại hỗn loạn tràn cảnh, suy nghĩ một chút liền tốt thú vị, càng, ngưu chính là, hình bộ viên ngoại lang vậy mà cũng nhảy dựng lên, đi theo ta cùng một chỗ đánh, cái kia viên ngoại lang dáng dấp còn rất anh tuấn, tức giận đến mặt đỏ rần, hắn vừa động thủ, Hình bộ vài người khác cũng đi theo hắn cùng một chỗ, gia nhập chiến đấu, cùng chúng ta công bộ cùng một chỗ, ẩu đã binh bộ quan viên. Cuối cùng Thái Hòa đế khí trực tiếp bãi triều. Phượng ấu sao đang uống một ly trà chanh, phốc trực tiếp phun ra, Phượng Ngủ cũng tại tảo triều đánh người. Hình, bộ viên ngoại lang, trẻ tuổi soái khí, ngoại trừ em trai nhà mình, không làm người thứ hai nghĩ, đúng, đúng đúng, cái kia hình bộ viên ngoại lang liền kêu Phượng Ngủ hắn không cẩn thận bị binh bộ thị lan ủ phân một con mắt chiến thân vương tại chỗ bạo khởi một cước đem binh bộ thị lan cho đạp bay ra ngoài hung hăng đụng vào trong điện cửu long trụ thượng đoạn mất hai cây xương sườn thổ huyết đi nửa cái mạng có chiến thân vương cái này võ công sức chiến đấu cực cao gia nhập vào chúng ta công bộ cấp tốc giành được chiến đấu ngưu đại bảo một bên nhai lấy thịt bò khô vừa cùng nói bình thư tựa như tâm tình kích động đạo thái hòa đế rời đi bãi triều phía trước để cho tất cả công bộ, binh bộ, hình bộ quan viên, tại tuyên chính điện bên ngoài quỳ hai canh giờ tự xét lại. Phượng ấu sao thái dương thấm ra mồ hôi mịn, nàng mấy trương nông cụ bản thiết kế, vậy mà tại tuyên chính điện sớm lên triều, đưa tới dạng này đại quy mô quần ẩu sự kiện, phượng ngũ là đệ đệ ta. Thái hòa đế xử phạt, cũng rất dễ lý giải, bởi vì dính tới lục bộ bên trong ba bộ, nhiều như vậy quan viên quần ẩu, sau lưng rắc rối khó gỡ, cơ hồ có thể đem kinh đô quyền quý vòng tám thành trở lên đại gia tộc đều liên lụy đi vào cũng không thể toàn bộ trọng phạt a à, thất kính thất kính nguyên lai là phượng thế tử ngưu đại bảo đối không vừa chấp tay bày tỏ kính ý vốn cho là loại này quý huân thế tử cũng là hoàng khố đồ hèn nhát phượng thế tử thật chân tình như vậy khí khái ngạo nghễ ra lệnh quan bội phục phượng ấu sao cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết giữa nam nhân đánh nhau đánh ra hữu nghị cái này trâu đại bảo chỉ là thân hình cao lớn vạm vỡ lại râu ria xồm xoàm, lộ ra lão, trên thực tế cũng liền 24, hiển nhiên một cái tháo hán dân kỹ thuật, cái tuổi này, trong tình huống không có bối cảnh, dựa vào chính mình bò lên trên ngũ phẩm công bộ viên ngoại lang vị trí, chứng minh cũng là có chân tài thực học, bởi vì ngưu đại bảo là từ trong hương thôn đi ra, cho nên lần này khai phát ba cước máy gieo hạt, bánh xe nước nhiệm vụ, Nguyệt Thượng Thư giao cho hắn tới giám sát chiến, thân vương phi. Bên ngoài có đông cung người tìm ngài. Đông Cung. Phượng ấu sao kinh ngạc ngẩng đầu là, sao dược sư, thái tử phi điện hạ xuất huyết nhiều, có sinh non dấu hiệu, thái y viện ngự y đều đi, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương điểm danh, muốn ngài mau chóng tới cho thái tử phi cùng hoàng trưởng tôn cứu mạng. Ngài cũng đừng chậm trễ, nếu là hoàng trường tôn chân sảy thai, nhưng là hỏng. Tới, thông báo, không là người khác, chính là phượng ấu an tam ngày trước thấy qua cha lên, phượng ấu sao không chút hoang mang, một tiếng cười khẽ, ý vị thâm trường nhìn thái tử phi thiếp thân nha hoàng, nói, không phải đã sớm nói, cái kia trắng bột chỉ có kịch độc, thái tử phi khăng khăng không nghe, càng muốn dùng, ngươi còn vụng trộn giúp nàng xuất cung mua nhiều như vậy, bây giờ tốt đi. Cha lên, dọa đến sắc mặt trắng bệt như chết người, hai chân mềm nhũng, trung lập cập. Chưa chắc là cái kia hương phấn vấn đề. Vang cầu ngài, nhanh lên đi đông cung cứu mạng. Phượng, ấu sao biết đạo, cái này gọi là không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định thái tử phi cái này thiếp thân nha hoàng còn tồn lấy tâm lý may mắn thành nàng liền đi đông cung bốc đám người này tầng cuối cùng tấm màn che đông cung thái tử phi tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng từng đợt truyền tới tựa như thê lương nữ quỷ đồng dạng một chậu tiếp lấy một chậu huyết thủy bưng ra ngoài đỏ chói đâm người con mắt phượng ấu sao đến thời điểm nhìn thấy tình huống này trong lòng đã nắm chắc hoa âm bởi vì sử dụng trắng bột chì quá lượng Đối với thai nhi tạo thành ảnh hưởng to lớn, nàng cũng không phải mãn tính trì trúng độc, mà là cấp tính trì trúng độc, ấu sao A, người có thể tính tới, nhanh, tô hoàng hậu vừa thấy được nàng, phản phất thấy được cứu tinh một dạng, khóe mắt hàm chứa nước mắt, nắm lấy tay của nàng liền hướng thái tử phi giường bệnh bên cạnh kéo, nhanh mau cứu bản cung tôn nhi, vô luận như thế nào, đều phải bảo vệ hoàng trưởng tôn mệnh, phượng ấu sao nghe xong tô hoàng hậu ý tứ này, là để cho nàng tiếp sức cứu trợ hài tử bảo đảm tiểu, nhưng trên thực tế, thai nhi mới 4 năm tháng lớn, không có khả năng sớm sinh non sinh ra đặt ở trong hòm giữ nhiệt, còn phải tiếp tục tại sản phụ trong tử cung phát dục. Theo lý thuyết, nhất định phải bảo trụ thái tử phi mệnh, hoàng, hậu nương nương, không có gì bất ngờ xảy ra, thái tử phi đây là cấp tính trì trúng độc đưa đến sinh non xuất huyết nhiều, muốn đồng thời bảo đảm hai cái, rất khó khăn. Phượng ấu sao ăn ngay nói thật, nàng tại thái tử phi trong phòng bệnh, thấy được thái y viện hai vị viện phán phó viện trưởng mười vị ngự y còn có một số bận rộn bưng bồn máu lao huyết thủy tiểu y sĩ có thể nói chỉ cần là không có ra ngoài đến khám bệnh tại nhà thái y viện quan viên đều bị gọi tới tô hoàng hậu sắc mặt tái nhợt nàng gắt gao nắm chặt phượng ấu sao cổ tay con ngươi kịch liệt co rút lại âm thanh cũng thay đổi luận điệu từ viện phán cùng trần viện phán cũng là nói như vậy rất khó đồng thời bảo toàn hai cái nhưng mà bản cung tin tưởng ngươi là không giống nhau ngươi chắc chắn có thể bảo vệ hài tử đứa bé kia là giận nhi hết thảy cũng là bản cung hết thảy hoàng hậu là cái người biết chuyện nàng rõ ràng không sai lầm biết quân thiên giận cái này thái tử chi vị hoàn toàn là dựa vào không xuất thế hoàng trưởng tôn mới mưu tới nếu là hài tử rơi mất giận nhi thái tử chi vị nhưng là không yên sầm vương bên kia tùy thời có khả năng thượng vị thay vào đó hoàng hậu nương nương ngươi trước tiên buông tay ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực không có lớn như vậy chắc chắn không được ngươi nhất định muốn cứu hài tử nhất định muốn tô hoàng hậu phản phất cử chỉ điên rồ một dạng tay là buông lỏng ra cũng không chỗ ở đang thì thào rõ ràng tinh thần cảm xúc nhận lấy kích thích cực lớn phượng ấu sao sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn xem trên giường bệnh đắm chìm trong trong vũng máu xuất huyết nhiều như thế nào cũng không cầm được hoa âm Mấy cái ngự y vây quanh hoa âm đang cứu trị, hoa âm không chỉ sinh non, còn có cấp tính trì trúng độc đủ loại bệnh biến chứng hình dáng, nhịp tim không đủ, sắc mặt trắng bệt, thiếu máu, cấp tính đau bụng, bên cạnh mấy cái ngự y gặp nàng tới, nhau nhau tự động cho nàng cái này thái y viện người đứng đầu, tránh ra một con đường, các ngự y từng trương mặt mo, cũng là trắng bệt trắng héo, từng đôi tựa như rễ cây già tay, ngân châm đều cầm không vững, ẩn ẩn run rẩy. hoàng trưởng tôn nếu là không còn bọn hắn những thứ này ngự y đều biết cũng dẫn đến bị vấn tội có thể hay không nhìn thấy ngày mai thái dương đều khó mà nói phượng viện sứ làm sao đây hoàng trường tôn khoái thai ngừng phượng viện sứ đứa nhỏ này không lưu được thai tâm càng ngày càng yếu ớt huyết nếu là lại như thế tiếp tục chảy đi xuống chắc chắn phải chết phượng viện sứ hạ quan nhớ kỹ ngươi có biện pháp ngăn lại bệnh nhân xuất huyết nhiều còn có phương pháp đặc thù có thể cho bệnh nhân truyền máu ngài nhanh lên một chút lại dây dưa một khắc, thật muốn một xác lạng mạn. Những lão gia hỏa này, gấp đến độ đều phải điên rồi, bọn hắn toàn bộ đều đem viện trưởng phượng ấu sao xem như cứu tinh đến xem, chỉ có mạnh có mạnh ngự y, trầm gương mặt một cái, miếng chặt môi, nắm chặt nắm đấm xử ở một bên không nói một lời, tự hồ là đang cố gắng đè nén cái gì, ân. Phượng, ấu sao ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, nàng lấy ra quỷ môn 13 châm, tại trên hoa âm mấy chỗ đại huyệt, lần lượt thi châm, hạ thủ mười phần tinh chuẩn ngón tay không chút nào rung động vẫn như thái sơn hoàn toàn không có những thứ này lão ngự y hốt hoảng bộ dáng trấn định khí tức từ trên người nàng lan tràn ra người phụ nữ có thai lượng xuất huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt phượng ấu sao cho lúc trước hoa âm đã kiểm tra rất nhiều lần lấy ra hoa âm mẫu máu cũng biết hoa âm nhóm máu liền trực tiếp từ ngọc lục bảo điều trị trong không gian lấy ra đối ứng nhóm máu túi máu cho người bệnh truyền máu đồng thời lấy ra một bình nước muối sinh lý một chút, ở bên trong rót vào có thể giải trì trúng độc y địa toan canxi natri, còn có một số có thể trung hòa kim loại nặng trì ion thuốc tây, túi máu cùng một chút cùng một chỗ phủ lên, xuất huyết nhiều dừng lại, hoa âm, đau đớn bị rõ ràng giảm bớt, sắc mặt nàng tái nhợt đáng sợ, bờ môi khô nứt, cuốn họng bởi vì vừa rồi kêu đau, cơ hồ là khàn khàn, nàng hữu khí vô lực, trước mắt ánh mắt cũng là mơ mơ hồ hồ, trong đầu từng trận vù vù. Vù tai cũng rất lợi hại, Phượng. Ấu sao, Thái, Tử Phi vẫn nhận ra chính mình túc địch, Phượng Ấu sao không ngẩng đầu, lạnh lùng nói, tiết kiệm một chút khí lực, đừng nói chuyện. Hoa âm run rẩy, cứu ta, hết, sức đáng thương, mang theo khàn khàn tiếng khóc, cứu ta hài tử, bên cạnh các ngự y, đều không chịu được động dung, cảm thấy Thái Tử Phi bộ dáng này, thật sự là quá thê thảm, giống như là trong vũng máu một đóa tái nhật tàn lụi hoa, mẹ con đồng lòng, đều nhanh chết, còn nghĩ hài tử, ai biết, phượng ấu sao trên tay mặc dù đang kéo dài cho hoa âm làm giải phẫu, nhưng lại cũng không có trấn an thái tử phi cảm xúc, ngược lại một tiếng cười khẽ, ngươi đem 50 hộp có kịch độc trắng bột chì, ngày đêm bôi lên ở trên người thời điểm, có từng cân nhắc qua sẽ thương tổn hài tử. Lúc này ngược lại là mẫu tính đại phát. Hoa, âm con ngươi chấn động, giống như là bị đâm đau đớn, khóe mắt nước mắt lập tức liền tràn ra, tiểu tiện nhân này. Nàng và hài tử đều như vậy còn mở miệng châm chọc nàng và hài tử thực sự là quá đáng thương lại còn phải dựa vào loại cạn bã này y sư cứu mạng hu hu càng nghĩ càng ủy khuất nước mắt căn bản không dừng được phượng viện sứ ngươi có phải hay không quá mức cứu người liền cứu người làm sao còn mắng thái tử phi nàng bây giờ cơ thể rất yếu đuối cảm xúc cũng rất yếu đuối ngươi thầy thuốc nhân tâm đâu ngươi lớn y chân thành đâu mạnh có ở một bên không vui thấp giọng trách cứ nếu là đem thái tử phi trách mắng cái nguy hiểm tính mạng tới ngươi gánh chịu nổi hai đầu nhân mạng sao phượng ấu sao dùng một loại nhìn trí chướng ánh mắt phủi mạnh có một mắt đuôi lông mày khóe mắt càng là đùa cợt a à, phát minh trắng bột chì thoa khuôn mặt mạnh ngự y có tư cách gì ở đây giáo huấn người nếu là thái tử phi một xác lạng mệnh lớn nhất người có trách nhiệm chẳng lẽ không phải ngươi cái này vì kiếm tiền xem mạng người như cỏ rác lòng dạ hiểm độc ngự y sao mạnh có lập tức câm, bờ môi hé mở, muốn nói điều gì, lại phát hiện chính mình một chữ đều không nói được, cổ giống như là bị một cái bàn tay vô hình, cho hung hăng bóp, lưng bên trên cũng ra một tầng mồ hôi, phượng ấu sao mà nói, phản phất một thanh sắc bén đao nhọn, đâm vào trái tim của hắn, một đao lại một đao, đau vô cùng, cũng làm hắn cảm thấy dị thường sợ hãi, hắn phát minh ninh thị hương phấn, bên trong một ba thành phần, cũng là dùng trắng chì mài đi ra ngoài tinh tế tỉ mỉ bột phấn lại tăng thêm một chút trân châu phấn hương liệu. Trắng bột chì đối với làn da hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, trường kỳ sử dụng đối với thân thể là sẽ có một chút cũng không lương ảnh hưởng, nhưng mà mạnh có hay không nghĩ đến, cái này ảnh hưởng xấu, vậy mà lại nghiêm trọng như vậy, trong kinh đô nữ tử mua cái này trắng bột chì, đích xác cũng có một chút nhỏ nhẹ trúng độc phản ứng, nhưng mà mạnh có đánh cược chính là nữ tử lòng thích cái đẹp, các nàng thà bị cường độ thấp trúng độc, vẫn sẽ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên điên cuồng mua sắm, nhưng mà, thái tử phi cái này triệu chứng trúng độc thật sự là quá nặng quá nặng đi. Vượt xa khỏi hắn mong muốn, càng vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng, chung quanh thái y viện đồng liêu, toàn bộ đều dùng một loại phê phán, con mắt lạnh lùng, các cao trừng mắt mạnh có, phản phất hắn là hạnh lâm y giới bại hoại một dạng, loại ánh mắt này, thật sâu đau nhói mạnh có, trung y cái này một nhóm, nhất là xem trọng tư lịch cùng danh tiếng, hắn căn bản chịu không được cái này, mạnh có hít sâu một hơi, phát ra giống như là cái cưa cưa đầu gỗ loại kia the thế không bình thường âm điệu, thái tử phi nguyên nhân bệnh không nhất định là bởi vì vi thần chế tác ninh thị hương phấn, cũng có thể là là người khác đầu độc, vi thần cho rằng, hẳn là nghiêm tra trong khoảng thời gian này thái tử phi ẩm thực nơi phát ra, phượng viện sứ không cần quan uổng vi thần. Phượng, ấu yên tâm đạo, thật không có gặp qua sau so ngươi da mặt còn dày hơn, đều cái này mấu chốt, còn từ chối trách nhiệm đâu không biết xấu hổ tới cực điểm tính toán bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm mạng người quan trọng nàng hôm nay nếu là cứu không được hoa âm cùng hoàng trưởng tôn mệnh cũng sẽ cùng theo hoạch tội thậm chí liên lụy phượng gia cùng tam thúc cổ đại cũng là dạng này trọng yếu nhất hoàng tự chết thảm giận đùng đùng quân vương trên cơ bản đều biết để cho một sóng lớn người đi theo chôn cùng, nàng từ không gian lấy ra một cái máy theo dõi, động thái giám sát lấy thái tử phi huyết trì trình độ, những thứ này kỳ kỳ, quái quái dụng cụ y tế, thấy thái y viện các đồng lưu nhìn mà than thở, nhưng lại không dám mở miệng hỏi nhiều, chỉ sợ quấy rầy phượng viện sứ cứu người, bọn hắn đều nghĩ sống, huyết trì hàm lượng, sau khi tiêm vào giải dược, chậm chạp mà ổn định hạ xuống. Nhưng còn tại vượt chỉ tiêu online, phượng ấu sao thấy nhức đầu, nàng có phải hay không một ngày ba lần toàn thân bôi lên trắng bột chì A, đều tiêm vào khu chì giải dược, như thế nào huyết chì trình độ vẫn là cao siêu tiêu, thể nội tồn tại chì ion cũng quá là nhiều A. Gặp, qua tìm đường chết, chưa thấy qua như thế có thế tìm đường chết, hoa âm cuối cùng là có nhiều yêu trắng bột chì trắng đẹp hiệu quả A, phượng, viện sứ, không xong, thái tử phi bắt đầu rút, giống chứng động kinh bệnh nhân. Trái viện phán phát ra một tiếng kinh hô, mắt trợn trắng ngự y lại độ hoảng loạn, chỉ có phượng ấu sao là 10 phần trấn định, nàng đó là cấp tính trì trúng độc đưa đến trung khu thần kinh tính chất não bệnh, trì độc hại đến đầu óc của nàng. Các, ngự y nghe không hiểu, tô hoàng hậu cũng nghe không hiểu, bất đắc dĩ, phượng ấu sao lại tăng thêm một chi theo mà axit nitric canxi, một chi hai lưu huỳnh bính thuần, tô hoàng hậu một mực không đi, khó chịu ở bên kia lau nước mắt. Ánh mắt liền không có từ con dâu trên bụng dời qua, một mực chắp tay trước ngực nhắc tới, ông trời phù hộ tôn nhi ta sống lâu trăm tuổi phượng ấu sao chê nàng nói nhao nhao lại nổi lên không đến bất luận cái gì tác dụng nhân tiện nói hoàng hậu nương nương nếu không thì ngài đi bên ngoài nghỉ ngơi a à. thái tử phi xuất huyết nhiều triệu chứng đã dừng lại tô hoàng hậu chính là không chịu cũng không chê căn này phòng bệnh huyết tinh phượng ấu sao ghét nhất loại này không phối hợp thân nhân bệnh nhân giải phẫu phòng bệnh tự nhiên là càng thanh tịnh càng tốt không phải nhân sĩ chuyên nghiệp ra ngoài các loại đây cũng là, rất nhanh, loại này chán ghét thân nhân bệnh nhân, lại tới hai cái, thái tử cùng thái hòa đế, nhi tử ta thế nào? Trẫm cháu trai thế nào? Hai cái này đại nam nhân, sau khi đi vào, cơ hồ là trăm miệng một lời địa, chất vấn phượng ấu sao, chẳng ra sao cả, tình huống rất không ổn. Người phụ nữ có thai cấp tính trì trúng độc, đã đồng phát trúng độc tính chất não bệnh, thần nữ đang tại kiệt lực giải độc phượng ấu yên tâm bên trong thầm thang hoa này âm như thế nào lẫn vào a à, cho đến bây giờ liền không có một người quan tâm nàng chết sống toàn bộ chỉ để ý hoàng trưởng tôn thái hòa đế khẩn trương nói trẫm muốn ngươi vô luận như thế nào đều phải bảo trụ hoàng trưởng tôn phượng ấu sao đơn giản muốn quất cẩu hoàng đế một cái tát tai mẹ nó nàng cũng không phải thần tiên một cái hai cái đều dùng cường quyền đè người dùng vên mặt hất hàm sai khiến giọng điệu mệnh lệnh nàng bệ hạ nói thật giữ được tỷ lệ chỉ có ba thành. Ba thành. Thái Hòa đế cao mày, ngươi liền trẫm cùng Thái Thượng Hoàng Mệnh đều cứu được, Hoàng trưởng Tôn như thế nào cứu không được. Phượng, ấu sao cảm thấy cậu Hoàng đế tại hung hăng tràn quấy, đây nếu là đặt tại bây giờ, loại bệnh nhân này gia thuộc, nếu như không đạt được hắn mong muốn hiệu quả trị liệu, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ y náo, phụ, Hoàng, ngày trước tiên đừng tức giận. Thái tử quân thiên giận kéo lại Thái Hòa đế tay áo, đạo, chúng ta đi xem hài tử một mắt, khắc hết thảy liền giao cho ấu sao a, nhi thần tin tưởng nàng sẽ tận lực. Phượng, ấu sao kinh ngạc nhìn chồng trước quân một mắt, không nghĩ tới, hắn còn có thể giúp mình giải vây, thái hòa đế cảm xúc lúc này mới hơi hòa hoãn một chút, hai cha con liền tiến vào thái tử phi tẩm điện chỗ sâu, tại trên bên giường bệnh đứng vững, mặc dù biết tình huống thảm liệt, nhưng mà ga giường mãn lớn choáng nhuộm chói mắt đỏ tươi vẫn là thật sâu kích thích thái tử cùng hoàng đế, bọn hắn không phải không có từng thấy máu, nhưng vấn đề là, thái tử Phi bây giờ đang tại phát bệnh, bị kinh phong người bệnh một dạng, điên cùng rút quốc lấy, lệch ra mắt lát miệng, thậm chí nước bọt đều từ khóe miệng chảy ra, giống như một yêu dị quái vật, thái hòa đế cực kỳ hoảng sợ, như thế nào nghiêm trọng thành dạng này. Quân, thiên giận cũng hoàn toàn không thể tin được, bây giờ trên giường bệnh cái kia, là chính mình kiều nhuyễn làng gia hoặc nộn thái tử Phi, thái. Tử phi dùng hương phấn bên trong, có kịch độc trì, độc hỏng thần kinh não, cũng đã thương thai nhi, phượng ấu sao đúng sự thật hồi báo, nàng trước tiên cho hoàng đế một cái bột trì có độc ấn tượng, miễn cho sau đó, họ mạnh, họ ninh cự không thừa nhận, nhìn cũng nhìn, hai vị mời trở về đi, phượng ấu sao bắt đầu đuổi người, đợi thêm một chút. Thái hòa đế không chịu đi, cùng tô hoàng hậu một cái đức hạnh, thế nhưng là một giây sau phát sinh tình trạng ngoài ý muốn thành công để cho vị này đế vương phá phòng ngự, hoa âm bởi vì trì trúng độc tính chất não bệnh, áp bách thần kinh não, đột nhiên phun ra, vẫn là loại kia phun ra tính chất nôn mửa, trực tiếp nôn thái hòa đế cùng thái tử đầy đầu đầy mặt một thân, quá mức đột nhiên, căn bản tránh cũng không thể tránh, phượng ấu sao đứng hơi dựa vào sau một chút, chỉ là trên tay áo phun đến rất ít một chút, thái hòa đế, thái tử. Hoàn toàn bị phun ra tính chất nôn mửa cho lộng choáng váng, khó có thể tin cứng ngắt ngay tại chỗ, con ngươi chấn động, trên má cơ bắp đều bất quy tắc run rẩy, phản phất đã trải qua trên đời này buồn nôn nhất sự tình một dạng, người tới. Hộ giá Thái, hòa đế căn bản nhẫn nhịn không được, cái này đầy đầu đầy mặt mang theo hôi chua vị uế vật, phát ra thét lên mấy cái thái giám, thị vệ vọt vào, nghe xong muốn hộ giá, còn tưởng rằng có người hành thích, kết quả vừa tiến đến nhìn thấy hoàng đế cái này dáng vẻ chật vật. Toàn bộ đều sợ ngây người, vẫn là đại thái giám dư công công trước hết nhất phản ứng lại, tay lấy ra sạch sẽ mà khăn vừa giúp bệ hạ lau trên mặt nôn một bên lôi kéo bệ hạ rời đi phòng bệnh thái hòa đế đáy mắt tràn đầy nồng nặc chán ghét quân thiên giận cũng không tốt hơn chỗ nào một dạng đối với trên giường bệnh còn tại phun ra tính chất nôn mửa hoa âm lộ ra mãnh liệt căm ghét cảm xúc cảm thấy nàng bẩn thật buồn nôn làm sao làm thành dạng này cuối cùng vẫn là phượng ấu sao cho hoa âm dùng cưỡng ép chống nôn thuốc tây trận này, tai nạn, mới xem như triệt để dừng lại, hoa âm chống nôn sau đó, bị kinh phong một dạng rút, cũng dần dần ngừng. Cái kia hai chi giải trì châm, có tác dụng, nàng vừa rồi, là có ý thức, nhìn thấy chính mình yêu nhất phu quân, chính mình lớn nhất phụ hoàng chỗ dựa, cũng không quay đầu lại, hùng hùng hổ hổ rời đi phòng bệnh, nàng đột nhiên cảm giác được vô cùng tuyệt vọng, hình tượng triệt để hủy. Đời này cũng gần như hủy, phượng ấu sao cho người phụ nữ có thai làm một cái sinh kiểm, nhìn xem phiến tử, nàng nhíu mày, thái tử phi, hoàng trường tôn thai tâm khôi phục. Nhưng mà, hắn tự hồ bởi vì trì trúng độc, phát dục có chút dị dạng, làm sinh kiểm thời điểm, đã là ban đêm, lớn như vậy đông cung, đèn nến dài minh, thái hòa đế, thái tử, bởi vì bị thái tử phi phát bệnh nôn một thân, đều rời đi thanh tẩy đi, cũng không muốn lại bước vào phòng bệnh này, thái tử phi bệnh tình ổn định rồi, huyết trì trình độ dần dần hạ xuống, còn tại kéo dài truyền máu, thua dịch dinh dưỡng, thua một chút, Phượng Ấu Sao đã phát hiện trong phim dị thường, nàng từ đối với bệnh nhân riêng tư bảo hộ, liền đem trong phòng bệnh còn lại ba vị ngự y nghĩ biện pháp cho chi ra ngoài. Phượng Ấu Sao phương thức làm việc là hiện đại ngoại khoa giải phẫu bác sĩ phương thức làm việc đối với loại này thai nhi sinh xét ra hình quái dị tình trạng, ngoại trừ hài tử người thân phụ mẫu có quyền biết. Người ngoài khác cũng không có quyền tri hiểu, phượng ấu sao không thích hoa âm là một chuyện, nhưng mà tại loại này vấn đề tính nguyên tắc bên trên, cũng sẽ không kinh xuất dị dị dạng. Hoa, âm đã vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn, lúc này đang nằm, các phương diện cơ thể cơ năng đang chậm rãi khôi phục lấy, chợt nghe được phượng ấu sao lời nói, còn tưởng rằng mình nghe lầm, làm sao có thể chứ, con ta chính là hoàng trưởng tôn, khâm thiên dám trách qua, là tử vi đế tinh chuyển thế, hắn không có khả năng đều có tàn khuyết. Người, phụ nữ có thai cảm xúc lại kích động, đỏ ngầu cả mắt, tơ máu bò đầy ánh mắt, dễ dụa muốn từ trên giường bệnh đứng lên, làm gì mất quá nhiều máu nàng, chỉ là hơi hơi dơ lên hạ thân, lại vô lực mà ngã trở về phượng ấu sao phản bác, Khâm Thiên dám còn nói ta là phượng mệnh đâu, cửu cửu cực quý chi mệnh, thẳng lên thanh vân, phượng tại cửu thiên, ngươi nhìn ta phải không, ta nếu thật là, còn có thể chỗ này thức đêm tăng ca trị bệnh cho ngươi, thậm chí đi ngủ đều không cách nào ngủ. Nàng cũng không tin số mệnh, Khâm Thiên dám trong kia một ít thiên sư Nàng tìm thức đã cảm thấy là một đám phục vụ tại Hoàng Quyền lão thần cung, thật, sự, thái tử phi, những cái kia lão thần cung mà nói, ngươi tùy tiện nghe một chút là được rồi, coi là thật ngươi liền thua, hay là muốn tin tưởng khoa học, khoa học y thuật kiểm tra biểu hiện, con của ngươi, tiểu não phát dục không được đầy đủ, có cục bộ tiểu não nước động triệu chứng, còn có nhỏ nhẹ môi hở hàm ếch. Hoa, âm toàn bộ liền choáng váng, trong đầu giống như là có đại chù y tại loạn xoảng bang mà đập suy nghĩ lý trí toàn bộ bị đập cái nhão nhẹt, cho dù là đổi bất kỳ một cái nào mẫu thân đều không cách nào tiếp nhận chính mình không xuất thế hài tử là cái tiểu não phát dục không hoàn toàn dị dạng huống chi hoa âm trong bụng ôm là hoàng trưởng tôn là hy vọng của nàng là thái tử hy vọng là cái sau phụ hoàng mệnh căn tử không không có khả năng con ta sẽ không dị dạng sắc mặt nàng trắng bệch giống như là bị rút sạch rõ ràng không có tiếng khóc nóng bỏng nhiệt lệ nhưng từ khóe mắt trượt xuống đi ra, đem gối đầu đều nhuộm ướt một mảnh nhỏ, phượng ấu sao tiếp tục trình bày sự thật, tiểu não phát dục không được đầy đủ, hài tử xuất thế sau đó 89 phần 10, là cái đường thị hội chứng, ân, dùng các ngươi tới nói, chính là một cái tiên thiên si ngốc, đứa ngốc, môi hở hàm ít đâu, chính là sức môi, sau khi sinh như cái như con thỏ là ba muối miệng. Hoa, âm nước mắt một mực lăng, khóc không ra tiếng ánh mắt càng ngày càng trống rỗng phượng ấu sao nhìn thái tử phi cái này hình dáng liền biết nàng cái này là thực sự thương tâm dù sao còn không có cùng cách thời điểm chính mình vô số lần nhìn thấy nàng tại trước mặt quân thiên giận đóng vai yếu đuối đóng vai ủy khuất anh 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 chân chính thương tâm là không giả bộ được ngươi là hài tử mẫu thân ngươi có quyền biết hài tử tình huống thật dưới tình huống bình thường loại này dị dạng đề nghị phá thai không cần hoa âm khàn giọng kiệt lực một trái tim phản phất đã nứt ra một dạng, nàng run rẩy tái nhợt tay, đặt ở chính mình hơi hơi bụng to ra bên trên, mu bàn tay tái nhợt, bởi vì truyền máu, truyền dịch, còn cắm kim tim cùng ống truyền dịch, dán vào y dụng trắng băng dính, gân xanh mạch máu nhô lên, lộ ra thon gầy mà không đầy đủ, phượng ấu sao con mắt hơi hơi nheo lại, thái tử phi, loại này dị dạng, nếu để cho hắn Giáng sinh trên đời này, hắn cả một đời đều đau đớn không chịu nổi, cả đời uống thuốc. Cả đời bị tàn những bệnh ma dày vò, cả đời gặp ngoại nhân khác thường, trào phúng, kinh bị ánh mắt, tuổi thọ của hắn không có khả năng rất dài, người thân là hài tử mẫu thân, chẳng lẽ những tâm con của mình dạng này quá ngắn tạm một đời sao? Hoa âm bò đầy tia máu trong mắt, chứa đầy đậm đến tan không ra đau đớn, không, nàng, cũng không hoài nghi phượng ấu sao y thuật cùng kết quả kiểm tra, dù sao, lần này nàng cho là mình chết chắc, cuối cùng vẫn là người chính mình ghét nhất đem tính mạng của mình từ Diêm Vương trong tay cho kéo lại, nàng cũng không phải là không có đầu óc, biết nếu như Phượng Ấu sao nếu như thật muốn trả thù, đang cấp chính mình trị liệu quá trình bên trong, tùy tiện thêm một dọc đồ vật, hoặc tùy tiện không xem như, nàng và hài tử đều khó có khả năng sống sót, không cần thiết lượng quanh cái một vòng lớn lại đã kích nàng, ta, không thể mất đi hài tử, không thể, hoa âm thống khổ ngũ quan đều vặn vẹo, trong đầu của nàng hiện ra, là hoàng trưởng tôn không còn sau đó, thái tử mẫu hậu phụ hoàng hoàng tổ phụ đều biết đối với nàng vứt bỏ như giày rách nàng cũng lại không thành được đại gia lòng bàn tay cưng chiều nàng cũng không còn cách nào ngồi vững vàng vị trí này nàng vì leo lên thái tử phi chi vị bỏ ra quá nhiều vì vặn ngã phượng ấu sao cái này phía trước giận vương phi nàng thiết lập độc kế giết mình xong bào thai muội muội giả chết lừa gạt quân thiên giận vì làm quân thiên giận chính phi nàng hướng bệ hạ dân lên giang hồ để nhất cao thủ phụ thân đi ám sát vũ nghiêm hầu phụ thân bị trả thù bị giết, vì không mất đi thái tử phi chi vị, nàng nhất định phải sinh hạ cái này tiên thiên si ngốc hài tử, ít nhất còn có thể trước tiên lừa gạt cái nửa năm, nửa năm, có thể làm rất nhiều chuyện, phượng ấu sao nhíu mày, vì cái gì không thể, ngươi còn trẻ, cùng để cho cái này dị dạng thương con đắng mà đi đến thế này, tại sao không để cho hắn sớm một chút giải thoát, hắn nói không chừng còn có thể một lần nữa đầu thai tốt, thái tử phi ngươi có biết. Đứa nhỏ này sở dĩ sẽ tiên thiên dị dạng, là bởi vì người phụ nữ có thai trong máu chì chảy đến tử cung cùng cuốn trốn bên trong độc thương hắn đứa nhỏ này là vô tội bị mẫu thân liên lụy đều bị hại thành dạng này còn không cho người ta một cái thống khoái còn để cho người ta tiếp tục đến nhân gian chịu khổ hoa âm không chỗ ở lắc đầu tái nhật môi khẽ trương khẽ hợp không ta muốn sinh ra hắn nhất thiết phải sinh hạ phượng ấu sao thở dài biết không cách nào cùng bệnh nhân trao đổi tại hiện đại nếu như hai vợ chồng làm sinh kiểm, gặp phải dị dạng, bác sĩ đề nghị phá thai, hài tử phụ mẫu đều biết không chút do dự đồng ý, thê tử tỉnh dưỡng một đoạn thời gian, có thể lại muốn một cái, nàng không có lại nói cái gì, ngoài cửa sổ, một mảnh đen kịch, trung đình trong hoa viên từng trận hạ trùng tê minh, phượng ấu sao cảm thấy hơi mệt chút, nàng cường độ cao công tác có hơn 10 giờ, nàng quyết định đi sát vách tiểu hít mắt một hồi để cho phải viện phán cùng khác ngự y sang đây xem bệnh nhân, vừa đi đến cửa, liền nghe được đằng sau truyền đến một đạo thanh âm thê lương, ngươi đi đâu vậy, ngươi có phải hay không muốn đem hài tử hình quái dị sự tình nói cho người khác biết. Hoa âm sắc bén mà mẫn cảm, ngươi không thể làm như vậy. Phượng ấu sao, hoa âm biết, một khi phượng ấu sao bước ra cái này cửa phòng, đem hoàng trưởng tôn là dị dạng sự tình tuyên dương ra ngoài, nàng liền triệt để xong, thái tử cũng xong rồi, sợ hãi trước đó chưa từng có cuốn tới, bành, hoa âm không biết từ nơi nào tóe ra khí lực, từ trên giường bệnh bay xuống, ném xuống đất, ta va ngươi. Đừng nói cho bọn hắn. Phượng, ấu sao tay, từ trên khung cửa thu về, nàng mặt không thay đổi quay tới, dùng một loại không có bất kỳ cái gì nhiệt độ mà ánh mắt, nhìn xem thái tử phi thê thảm bộ dáng, nhìn khoảng chừng một phút, một phút này, đối với hoa âm tới nói. Mỗi một giây cũng như một năm như vậy dài dằng dặc, dày vò cực kỳ, nàng dùng một loại ánh mắt cầu khẩn, nhìn chầm chầm nàng, tràn đầy sợ hãi cùng nước mắt, phượng ấu sao mắt đen nặng nề, ngươi có phải hay không ngốc? Ta nếu thật hữu tâm chiêu cáo thiên hạ, cũng sẽ không đem phía trước ba cái kia ngự y cho chi tiêu đi. Hoa âm cứng đờ, nàng khuôn mặt tái nhợt, tràn ngập mờ mịt, vì cái gì? Nàng, không rõ, các nàng không phải đối thủ một mất một còn sao. Nàng đoạt phượng ấu sao giận vương phi, thái tử phi chi vị, phượng ấu sao không nên hận độc chính mình sao giống như chính mình hận nàng người bệnh có tư ẩn quyền ngươi là người bệnh ngươi không xuất thế thai nhi dị dạng là ngươi tư ẩn chỉ có ngươi cùng thái tử có quyền được biết cũng chỉ có hai vợ chồng các ngươi có quyền quyết định cáo không nói cho người khác quyết định hài tử phải chăng phá thai phượng ấu sao âm thanh tỉnh táo lại bình thản hoa ghi âm và ghi hình là toàn thân thần kinh cẳng thẳng đều thư giãn xuống sụi lơ trên mặt đất Cuối đầu, phượng ấu sao đem nàng lại cho lấy được trên giường bệnh, đem nàng dãy dụa rơi truyền dịch ống tim, một lần nữa đâm vào trong mạch máu, cố định lại, không cần cho nhân viên y tế tăng thêm phiền phức. Hoa, âm khàng khàng tiếng nói nói, ngươi chỉ có thể nói cho thái tử. Phượng ấu sao gật đầu, ân. Hoa âm nhắm mắt lại, vậy thì không có sao, phượng, ấu sao đi gian phòng cách vách, mệt mỏi cái óc dính vào gối đầu liền ngủ mất rất lâu không có cao cường như vậy độ liên trục làm việc qua, việc làm cường độ có thể so với mười mấy giờ tại ICU cấp cứu phòng, bệnh, cho sắp chết người phụ nữ có thai làm cứu giúp giải phẫu, ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, phượng ấu sao liền dậy, nàng đi ra phía dưới phòng bệnh, nhìn thấy trên dụng cụ biểu hiện thái tử phi huyết trì trình độ đang vững bước hạ xuống, nàng lại cho thái tử phi đổi hai bình mới một chút, đánh một châm trì dược thủy, trong toàn bộ quá trình. Thái tử Phi cũng là tại ngủ say, thức đêm phòng thủ ngự y gặp nàng tới, cảm thấy kính để đứng lên, không mình hành lễ, vị này phượng viện sứ, không chỉ cứu được Thái tử Phi cùng Hoàng trưởng Tôn, còn cứu được bọn hắn những thứ này ngự y mệnh, phượng ấu sao, ba vị đại nhân không cần đa lễ. Nàng, an bài thay ca, để cho ba người này đi ngủ, lại đổi ba cái ngự y tới trực luân phiên, Thái y viện các đồng liêu, đối với nàng viện trưởng này nhân tính hóa an bài, Phi thường hài lòng trong lòng cảm kích buổi trưa thái tử tới quân thiên giận hôm qua bị hoa âm phun ra một thân trong lòng tựa hồ có bóng tối chỉ là xa xa nhìn hoa âm một mắt xác định bệnh nàng tình đã ổn định mẫu tử bình an liền đi bên ngoài sảnh đang ngồi phượng ấu an tọa ở đối diện hắn cấu sao đa tạ ngươi cứu được mẹ con bọn hắn quân thiên giận vô cùng cảm kích trong ánh mắt hình như có hỏa hoa nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng lần này may mắn mà có ngươi ngươi cứu được hoàng trưởng tôn cũng cứu được bản thái tử phần ân tình này, ta nhớ xuống. Cùng cách hơn một năm, rất nhiều chuyện đều xảy ra thay đổi, trước đó hắn thích nhất là hoa âm, nhưng mà tại nhận rõ nữ nhân kia chân diện một sau đó, thời gian dần qua liền không thương, ngược lại thấy được vợ trước hảo, ý thức được mất đi vợ trước mới là hắn đời này tổn thất lớn nhất, vợ trước có thế không so đo hiềm khích lúc trước, cho hắn vợ con cứu mạng. Để cho hắn vô cùng xúc động, Phượng Ấu An mạc nhiên nói, có chuyện, phải nói cho ngươi, liên quan tới hài tử quân thiên giận mơ hồ đoán được cái gì khuôn mặt ác liệt giảm thấp thanh âm nói thai tâm không phải đã khôi phục sao hoàng trưởng tôn chẳng lẽ có cái gì không tốt người chung quanh đều bị lui cái này bên ngoài sảnh trừ bọn họ hai lại không người bên cạnh phượng ấu sao liền đem thai nhi hình quái dị chuyện đúng sự thật nói cho hắn quân thiên giận sắc mặt kịch liệt biến hóa phản phất nhận lấy lớn lao kích động một dạng lập tức nói không thể phá thai Đứa nhỏ này phải lưu lại. Phượng Ấu Sao, cái này một cái hai cái, đều tật xấu gì, hai cái này vợ chồng không phải người nhà không tiếng một nhà cửa, sắc mặt đều như thế một dạng, Quân Thiên giận hít sâu một hơi, lại buồn bực thật dài hô lên, ống tay áo ở dưới nắm đấm không tự chủ siết chặt, Ấu Sao, đó là một cái mạng, là Quân Lâm quốc tôn quý nhất hoàng trưởng tôn, hắn nhất thiết phải tại nửa năm sau sinh ra. Phượng, Ấu Sao ánh mắt dần dần trở nên lạnh coi như hắn sinh ra cả một đời chịu khổ chịu dày vò, sống không lâu, cũng không cái gọi là sao. Quân, thiên giận không nói, dám vẽ trầm mặt. Cùng hoa âm không có sai biệt, phượng ấu sao có chút nhớ đánh người, nắm đấm không hiểu ngứa. Ngươi cùng thái tử phi còn trẻ, về sau còn có thể có hài tử. Nghe nói hoàng hậu nương nương tháng trước định cho ngươi nạp hai vị thái tử lương để, các nàng cũng có thể cho ngươi sinh con, ta là thái tử. Quân, thiên giận cắt đứt nàng hẹp dài trong con ngươi dũng động vòng xoáy mạch nước ngầm ta đầu tiên là thái tử mới là một người cha ấu sao ta rất cảm tạ ngươi cứu được hài tử cùng a âm cũng rất cảm kích bên trong ngươi không có đem hài tử hình quái dị sự tình hướng bên ngoài nói nhưng mà đứa bé này hắn nhất định phải bình yên sinh ra hắn không có ở đây thái tử cũng không nhất định là ta phụ hoàng đến nay còn tại điên cuồng thiên vị sầm vương tứ phong mà ban thưởng tài bảo trong triều trọng yếu chính vụ cũng không hoàn toàn giao cho ta cái này thái tử tới làm còn để cho sầm vương hiệp lý phượng ấu sau đáy mắt tràn đầy thất vọng ta hiểu rồi hoàng trưởng tôn lại tôn quý cũng chỉ là một thẻ đánh bạc thái tử thái tử phi trong tay thẻ đánh bạc khó trách hoa âm vừa nghe đến nàng chỉ có thể nói cho thái tử lập tức liền bình tĩnh lại bởi vì hoa âm hiểu rất rõ thái tử đức hạnh biết thái tử so với nàng càng không nở trước mắt quyền thế, không có ai sẽ để ý hoàng trưởng tôn có nguyện ý hay không Giáng sinh đến trên đời này, cũng không người để ý hoàng trưởng tôn sẽ hay không đau đớn. Đây chính là hoàng gia, thật xin lỗi, ta, quân, thiên giận thấy được nàng đáy mắt nồng nặc thất vọng, cảm giác tim bị đâm đau đớn, hắn vô ý thức duỗi ra một cái đại thủ, bưng kín khuôn mặt, chính mình bất kham nhất một mặt. Cứ như vậy sáng loáng bà cởi trần ở người yêu thích trước mặt, phượng ấu sao dời đi ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ một gốc cây ngô đồng trên nhánh cây có một tổ chim sẻ điểu mụ mụ đang cấp chim nhỏ cho ăn có lỗi với giữ lại đối với đứa bé kia nói đi đây là các ngươi vợ chồng lựa chọn nên nói nàng cũng nói cha mẹ người khác lựa chọn thế nào nàng một ngoại nhân không tốt quá nhiều quan hệ dù sao nàng cũng không phải là chú cứu thế gì chỉ là bảo vệ cẩn thận bên cạnh trọng yếu thân nhân người yêu liền đã muốn đem hết toàn lực, ngoài cửa, truyền đến Đông Cung Thái giám người hầu âm thanh, Thái tử Điện Hạ, chiến thân vương tới, ngay tại Đông Cung Yến khách sảnh, A cử tới. Phượng ấu sao trên mặt, tràn ra nụ cười mừng rỡ, Thái tử ở một bên thấy được rõ ràng, loại kia vui sướng, là phát ra từ nội tâm, cặp kia đôi mắt đẹp, là như thế linh động tràn ngập chờ mong, Thái tử không khỏi tim một bức, dâng lên một cổ chua xót hắn kìm lòng không được nhớ tới mới vừa cùng phượng ấu sao thành thân đoạn thời gian kia mỗi lần chính mình trở về giận vương phủ nàng cũng là như vậy mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng nóng bỏng hướng về phương hướng của mình chạy mà đến một đi không trở lại nàng bây giờ một trái tim hoàn toàn không trên người mình cũng chỉ sẽ đối với quân nghiên chính lộ ra cái loại biểu tình này thái tử điện hạ ta đi xem một chút a à cửu phượng ấu sao đứng dậy vẫy vẫy ngồi lâu áo bào vuốt lên cấp trên nhăn nheo bận rộn một ngày một đêm cuối cùng có thể buông lỏng xuống, quân thiên giận có chút ghen ghét, hẹp dài con mắt ảm ảm, ân, bản cung tùy ngươi cùng đi. Phượng ấu sao, không cần. Không vui ngươi quấy rầy chúng ta, hơn nữa hai người các ngươi quan hệ rất kém cỏi, một khi chạm mặt, không chắc lại muốn hướng về phía hổ khác, không, được. Quân thiên giận kiên nhẫn không bỏ đi theo phía sau nàng, bước lên thông hướng đông cung yến khách sảnh hành lang, chiến thân vương đã tới đông cung thăm, nhất định là thăm bệnh nặng hoàng trưởng tôn ta xem như hài tử phụ thân, tự nhiên muốn nên đón khách mời, bằng không không hợp lễ nghi. Phượng ấu sao, ngươi, là như vậy biết lễ người sao, phượng ấu sao như có điều suy nghĩ nhìn chầm chầm thái tử căng thẳng cầm, bỗng nhiên nói một câu, thái tử điện hạ yên tâm, hài tử hình quái dị sự tình, ta sẽ không khắp nơi nói lung tung. Chỉ cần thái tử nghiêm trị trắng bột chì người chế tạo, là được rồi. Đây, là điều kiện của nàng, nàng đoán quân thiên giận không yên lòng, giống như tối hôm qua hoa âm tại trong phòng bệnh cũng đối với nàng không yên lòng sợ nàng nói lung tung, quân thiên giận sững sờ, hầu kết hơi hơi nhấp nhô, ngươi. Coi là thật sẽ không nói cho chiến thân vương. Hắn, biết thật là sợ phượng ấu sao nói cho quân nghiên chính, dù sao hai người bọn họ tự hồ đã là tình lữ, công bộ bên kia truyền tới, quân nghiên chính cũng là hắn kế thừa hoàng vị trên đường kình địch, nếu để cho kình địch biết được chính mình nhược điểm, thì còn đến đâu, trắng một chì người chế tạo mạnh có. Ninh gia, Phượng, ấu sao trầm giọng nói, ta không cách nào cam đoan Thái Tử Phi sau khi tỉnh lại, truy cầu trách nhiệm, mạnh có cùng Ninh gia có thể hay không ra vẻ chống chế, đến lúc đó còn cần Thái Tử Điện hạ trợ giúp. Quân, Thiên giận gật đầu, hảo. Phượng ấu sao, nếu như ngươi có thể giúp ta đối phó bọn hắn, như vậy hài tử hình quái dị sự tình, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nàng, không có trăm phần trăm chắc chắn có thể lấy sức một mình để cho mạnh có ninh phi ổn định hầu phủ hoạch tội lúc đó cho hoa âm cứu giúp mạnh có liền đã từng chút đẩy trách nhiệm nói thái tử phi là ăn những vật khác trúng độc yêu cầu nghiêm ngặt loại bỏ thái tử phi khoảng thời gian này ẩm thực nhưng nếu như là người bị hại hoàng trưởng tôn phụ thân nhảy ra xác nhận liền hoàn toàn khác nhau quân thiên giận nghe nói như thế ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lửa nóng ta đáp ứng ngươi đối phó một cái nho nhỏ mạnh ngự y mà thôi rất đơn giản, đến nỗi Ninh Phi, nàng là sầm quý phi chó săn, Ninh Phi sau lưng ổn định hầu phủ, cùng sầm vương quan hệ không tệ, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ đem Ninh gia cái này một thế lực, cho rút, không chỉ có thể giúp Phượng Ấu Sao, đối với hắn chính mình cũng có lợi, Phượng Ấu Sao hài lòng, như vậy, hợp tác vui vẻ. Nói, đến, đây là nàng bắt được thái tử thứ hai cái trí mạng nhược điểm, thứ nhất nhược điểm, là tô hoàng hậu dùng vô tướng trà, tím thù hương, độc mạng tính hại thái hòa đế giao dịch điều kiện là trong vòng một năm thái tử không được đối với a cửu ra tay thứ hai cái nhược điểm hoàng trường tôn cơ hình giao dịch điều kiện là đối phó ninh phủ ổn định hầu phủ cao cao tại thượng thái tử đã từng đối với nguyên chủ chẳng thèm ngó tới thái tử bây giờ bị nàng bóp trong lòng bàn tay trở thành nàng một con cờ hay nàng quét sạch con đường phía trước chướng ngại cấu sao một đạo hết sức quen thuộc tất âm thanh từ hành lang một chỗ khác phần cuối truyền tới phượng ấu sao ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy một bộ trường bào màu lam đậm anh tuấn cao lớn chiến thân vương đang tha thiết nhìn nàng đồng thời khóe mắt sát ý như dao sưu sưu hướng về bên người nàng bên cạnh quân thiên giận gọt chó săn nhỏ nhếch môi ánh mắt như đen ngòm giếng cổ một dạng nhìn ra được có chút không cao hứng a à cửu phượng ấu sao mỉm cười biết lại muốn dỗ nhanh chóng vuốt lông nàng đi qua mỉm cười nói chạy thế nào đông cung tới quân nghiêng chính hơi hơi cúi đầu dài mà nồng đậm lông mi cục xuống, lập tức chỉ ủy khuất, ngươi hôm qua tới công bộ tìm ta, ta cùng Nguyệt Thượng Thư đàm luận một chút sự tình, mới ra tới ngươi liền chạy, mặc kệ ta chạy đông cung đi, còn tại chồng trước ngươi trong nhà chờ đợi một ngày một đêm. Phượng, ấu sao nháy nháy mắt, tự hỏi làm như thế nào sắp xếp ngôn ngữ, lời này nghe, giống như nàng cùng một cặn bã nữ tựa như, thủy tính dương hoa, đối với chồng trước quân nhớ mãi không quên. Phi phi phi, a. À cửu ngươi cái miệng này, đổi trắng thay đen năng lực, không tầm thường, phượng ấu sao đưa tay ra, nhéo nhéo hắn cái kia trương đáng giận xinh đẹp khuôn mặt, ta cho thái tử phi cùng hoàng trưởng tôn chữa bệnh mà thôi. Quân, nghiên chính bị nàng bóp khuôn mặt, một bộ mặt nàng nhào nặng tròn xoa làm thịt bộ dáng, ta là sợ bọn họ khi dễ ngươi. Liền, hoa âm tiện nữ nhân đó, chết thì chết, còn muốn ấu sao tốn sức đi cứu, càng quan trọng chính là, hắn rất không thích ấu an hòa chồng trước sát lại thật chặt, dù sao, ấu sao trước kia thật là rất thích nàng chồng trước. Vạn nhất chính mình một cái sơ sẩy không coi chừng, tình của Phục Nhiên làm sao bây giờ, chiến, thân vương yên tâm, ấu sao là đông cung quý khách, nàng cứu được thái tử phi cùng hoàng trưởng tôn mệnh, bản thái tử cảm ơn trong lòng, tuyệt đối sẽ không khi dễ nàng, khó xử nàng, quân thiên giận nghe nói như thế, đó cũng là giận, vị chu mười phần mà liền xông tới, ấu sao cũng là thái tử có thể gọi sao. Quân, nghiêng chính phía trước một giây còn tại nũng niệu, một giây sau liền tựa như hung thần ác sát, một cái nắm ở người yêu, lòng ham chiếm hữu mười phần mà đem nàng đầu đặt tại mình trên lồng ngực, không để chồng trước trông thấy mặt của nàng, phản phất nàng bị chồng trước nhìn nhiều, hắn đều chịu không được, quân thiên giận bị hắn cái này gần như khiêu khích động tác, đánh nộ khí, lập tức vọt tới trong đầu, vì cái gì gọi không thể bản thái tử trước đó cũng là gọi nàng như vậy. Đáng, chết, hắn trước đây liền nên một kiếm giết người điên trong tháp cái kia còn không có có thành tựu, cửu công chúa, cũng không đến nổi đến bây giờ, đã trở thành họa lớn, còn đoạt hắn yêu dấu nữ nhân, trước, kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Quân nghiên chính không khách khí chút nào mắng trở về, thái tử điện hạ, bản vương phải nhắc nhở ngươi một chút, các ngươi đã cùng cách rất lâu, ngươi chỉ có thể hô to thái tử phi khuê danh, không thể lại như vậy gọi ngươi vợ trước. Cùng, cách, vợ trước, hai cái này từ, cắn rất nặng, cố ý tại quân thiên giận trên ngực đâm đao, quân thiên giận quả nhiên bị triệt để chọc giận, hai mắt đỏ bừng, gầm nhẹ nói, quân nghiên chính. Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải là trước đây ngươi từ trong cản trở, nhiều lần xúi dục chúng ta quan hệ vợ chồng, chúng ta căn bản sẽ không cùng cách, bây giờ ở tại trong đông cung thái tử phi, cũng sẽ không là bên trong cái kia làm thiên làm địa nữ nhân hết thảy đều là lỗi của ngươi hắn vô số lần mà mong mỏi nếu như thái tử phi là ấu sao tốt biết bao nhiêu nếu như sau này chính mình đăng lâm cửu ngũ thời điểm bồi bên người hoàng hậu là ấu sao thật tốt ngượng ngùng quân nghiêng chính khóe môi câu lên một vòng có thể xưng âm độc cười hắn ngay trước mặt thái tử nhi cúi đầu xuống trong ngực tình nhân đỉnh đầu hôn một cái nàng bây giờ là chiến thân vương phi phiền phức về sau thái tử điện hạ, cùng ấu bảo an cầm khoảng cách. Quân thiên giận tức giận đến phổi đều phải nổ, chiến thân vương phi. a, à, ban ngày liền bắt đầu nằm mơ. Nghĩ, hay lắm, phượng ấu sao cũng không thích chồng trước quân gọi mình nhũ danh, làm gì nói mấy lần, chồng trước quân căn bản không nghe, vẫn như cũ làm theo ý mình. A à, cửu như thế náo một chút, đạo cũng tốt, không, phải nằm mơ giữa ban ngày. Nàng từ cái nào đó khoan hậu bền chắc trong lồng ngực, quay đầu nhìn về phía chồng trước quân đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao đây là nàng lần thứ nhất yêu đương cũng là lần thứ nhất thật tâm thích một cái nam nhân không có ý định đổi cứ như vậy một đường dắt tay đi đến cùng chung đi cứu nguy đất nước quan hiểm trở từ người yêu đến vợ chồng đến hài tử cha mẹ quân thiên giận vốn là lên cơn giận dữ nghe được phượng ấu sao lời nói sau đó cả người phản phất bị đã kích khổng lồ khó có thể tin đứng thẳng bất động ngay tại chỗ ngươi. Ngươi đáp ứng cái này tâm cơ cẩu. Phượng ấu sao không vui nhíu mày, một giây sau, quân nghiên chính chỉ ủy khuất mà cọ đến bên tai nàng cáo trạng, nải cẩu hình dáng, ấu sao, hắn mắng ta, ta chỉ là thích ngươi thôi. Vừa nói, còn một bên sát bên nàng đậu hủ nguyên chất một dạng cổ, cọ sát quân thiên giận suýt nữa tức giận đến linh hồn xuất khiếu, anh Tuấn ngũ quan đều vặn vẹo, giả trang cái gì tiểu bạch hoa đây? Giả trang cái gì ủy khuất nữa, chiến thân vương là cái không biết xấu hổ tiện nhân phượng ấu yên tâm đau mà lục lục tiểu nải cẩu cái ót không vui trừng thái tử một mắt a à cửu không phải cái gì tâm cơ cẩu thái tử điện hạ chú ý ngôn từ quân nghiên chính nắm ở eo của nàng anh quân thiên giận triệt để nổ tung một hồn xuất khiếu hai hồn thăng thiên một cái rút trường kiếm bên hông ra hướng về phía chiến thân vương liền đâm tới anh cái đầu của ngươi anh quân nghiên chính thiết tí đột nhiên giữ lại phượng ấu sao cành liễu một dạng mềm mại eo nhỏ nhắn, xoay người một cái, đem nàng vững vàng bảo vệ, cực mê người cặp mắt đào hoa bên trong hiện lên một tia dọa người hồng mang, như đỏ tươi thập tự tin, thon dài thẳng tắp bền chắc đôi chân dài, nhất kích đá xoáy, không chỉ đá bay thái tử kiếm trong tay, còn đem thái tử cầm kiếm cổ tay phải. Đá gãy xương, răng rắc, một tiếng tử đau đến trên trán thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, liên tục lui lại mấy bước, trường kiếm cũng rơi xuống trên mặt đất, quân nghiên chính tiêu diệt tình địch mới mở miệng liền cáo trạng vẫn là loại kia ủy khuất ba ba giọng điệu ấu sao hắn muốn dùng kiếm chém ta phượng ấu sao lo âu nhìn hắn một cái hắn quá xấu rồi a à cửu không có bị thương chứ như thế anh tuấn chó săn nhỏ cùng ngươi nũng nịu ai không mơ hồ coi như biết rõ hắn nói chuyện trà trung trà khí tại đổi trắng thay đen nàng cũng vui vẻ ở trong đó nhưng vừa rồi hắn một kiếm kia mũi kiếm quỷ quyệt nếu là cái kia quỷ tích đâm tới, cũng sẽ đã thương ngươi. Quân nghiên chính chuyên chú nhìn chầm chầm nàng, chân thành nói, hắn chém ta không quan hệ, ta da dày thịt béo, nhưng ta không thể để cho hắn thương ngươi. Phượng, ấu sao tâm một hồi phanh 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 cuồng loạn, thế này sao lại là cái gì trà xanh, đây là tỷ tỷ ngoan ngoãn tốt bạn trai A, quân thiên giận cánh tay phải, sưng phồng lên, một mảng lớn tiếng xanh, thống khổ ngồi sập xuống đất, còn không phải không bị cưỡng ép lấp một miệng rộng thức ăn cho chó hắn đường đường thái tử tại sao muốn chịu cái này uất ức khí quân nghiêng chính ngươi chờ kỳ hạn một năm đầy bản thái tử nhất định sẽ xé ngươi ấu sao hắn thật dữ tợn a a cửu không sợ ông ta phượng ấu sao giang hai cánh tay một chút cũng không tị hiềm địa cho tiểu bạn trai một cái gấu ôm quân thiên giận để cho ta chết đi a từ ngày đó bắt đầu đông cung dựng lên một đầu quy cũ mới, chiến thân vương cùng cậu không được đi vào, sự thật chứng minh, quân nghiên chính cái vốn không phải đến xem hoàng trưởng tôn, cũng không phải đi xem thái tử phi, hắn không chỉ không có trừ bệnh phòng thăm một mắt, thậm chí trong toàn bộ quá trình, liền một câu tràn diện ân cần thăm hỏi cũng không có, nguyệt thượng thư cũng tới thăm, bất quá không có ở lâu, đại biểu công bộ vấn an vài câu, liền đem quân nghiên chính lôi đi chiến thân vương điện hạ, ngài loại này trốn việc hành vi quá đáng xấu hổ. Thượng thư đại nhân, bản vương chỉ là tới thăm bệnh. Ta vậy mới không tin điện hạ chuyện ma quỷ. Nếu là thật lòng thăm bệnh, thái tử tay gãy là chuyện gì xảy ra? Nguyệt thượng thư tức giận đến trâu ri đều sai lệch. Ta nhìn ngươi chính là đến tìm phượng viện sứ chồng trước đánh nhau. Thượng thư đại nhân anh minh. Chiến thân vương da mặt dày so tường thành, Nguyệt thượng thư liên tiếp ba cái hít sâu, mới đem cái này đoàn hỏa đè xuống. Gia Cát Liên nổ bản vẽ đã xác định, hôm nay khai lò khởi công, ngươi xem như giám sát, vậy mà sáng sớm liền chạy, để cho công bộ nhiều như vậy quan viên cùng công tượng chờ. Bản vương tức phụ nhi cả đêm chưa về, bản vương đi xem một mắt thế nào. Phượng, ấu sao nhìn xem A cửu bị công bộ thượng thư cho bắt đi, thở dài một hơi mặc dù thật cao hứng người yêu đến xem nàng, nhưng mà lấy A cửu cái kia cố chấp tính khí, nhất định sẽ cùng thái tử ồn ào, đá gãy tay đó là nhẹ, đợi tiếp nữa, đoán chừng còn có thể phát sinh bạo lực sự kiện, bản cung gãy tay. Quân Thiên giận sâu kính tới một câu, a, à, Trần Ngự Y, ngươi giúp Thái Tử băng bó một chút. Phượng, ấu sao tùy ý chỉ phái cái Thái Y viện thuộc hạ. Quân Thiên giận gân xanh trên trán thình thịch mà nhảy, ngươi không phải nhàn rỗi, ngươi tới. Phượng ấu sao, nam nữ thụ thụ bất thân. Quân Thiên giận khí muộn, như cái cá nóc, ngươi cùng chiến thân vương như thế nào không biết nam nữ thụ thụ bất thân, ôm ôm ấp ấp, còn thể thống gì? Vậy không giống nhau. Phượng, ấu sao không chút lưu tình phản bác, ta thích hắn, ta nguyện ý. Quá tử khí phải đập vỡ cái bàn, kết quả tay gãy càng đau, cổ này khí, cuối cùng rơi tại mạnh trên thân, mạnh có cùng họ trần phải viện phán. Cùng tới vì thái tử trị liệu gãy xương sai chỗ tay phải, phải viện phán cho thái tử một lần nữa chính vị xương cổ tay, thoa thuốc, thanh nẹp cố định, một vòng một vòng mà băng vải cuốn lên mạnh, Ngự y nghe nói Thái tử phi dùng có độc hương phấn, là ngươi chế tác. Thái, tử âm trắc chắc, bỗng nhiên làm loạn, Mạnh có sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, bịch một tiếng liền quỳ xuống, trung giọng nói: "Thái tử điện hạ, vi thần oan uổng, vi thần chế tạo Ninh thị hương phấn, căn bản không có mạnh như vậy độc tính, tuyệt đối sẽ không dẫn đến người phụ nữ có thai xuất huyết nhiều, không có mạnh như vậy độc tính, vậy ngươi chính là thừa nhận có độc?" Thái tử cười lạnh không dứt, đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, ngươi dám can đảm tạo ra thứ có độc này, để cho Ninh Phi trình cho Thái tử Phi, các ngươi căn bản chính là tại hợp mưu mưu hại Hoàng trưởng Tôn. Mạnh có toàn bộ sợ choáng ván, hai chân run lập cập, không chỗ ở dập đầu cầu xin tha thứ, óc đều đập đổ máu, vi thần tuyệt đối không dám mưu hại Hoàng trưởng Tôn A. Không chịu chiêu. Kéo ra ngoài, trưởng trách 100, Mạnh có vốn cho rằng, lại là thái y viện viện sứ phượng ấu sao trước tiên thẩm vấn hắn hắn cũng nghĩ tốt giảo biện mượn cớ nhưng mà ai biết càng là thái tử trước tiên đối với hắn nghiêm hình bức cung không cần thái tử điện hạ tha mạng vi thần là vô tội a à, mạnh có kêu thảm hắn bị hai cái thần trụ cục vệ đè lên cưỡng ép đặt tại trên mặt đất căn bản phản kháng không thể trọng trọng quân trượng đánh gậy đã đập vào eo lưng của hắn bên trên đau cực kỳ liên tiếp mấy đánh gậy, hắn cái này eo liền không chịu nổi, da tróc thịt bông, 40 giây xích niên kỹ, vốn là có eo cơ vất vả mà sinh bệnh mau bệnh, nơi nào trải qua được 100 đánh gậy đánh đập, vô tội. Quân, thiên giận cười gần một tiếng, hắn bị quân nghiêng chính làm cho nổi giận trong bụng. Nhìn xem cái kia nghiêm tử nghiêm tử hung hăng đánh vào mạnh trên thân, máu tươi mờ mịt đi ra, đáy lòng của hắn dâng lên một cổ khác thường thoải mái, con vịt chết mạnh miệng, Sao dược sư nói thái tử phi dùng hương phấn có độc, đó chính là có độc, y thuật của nàng sẽ không sai. Mạnh có buồn bã nói, đó là nàng lời nói của một bên. A. À, trọng trọng quân trưởng, kém chút đem hắn hông xương sống tắt đức, thần trụ cột doanh, là cấm quân một chi, từ thái tử trưởng quản, trong đông cung thần trụ cột vệ, cũng là tinh binh, từng cái lực lớn vô cùng, võ công cao cường, làm càng. Quân Thiên giận nổi giận nói, mưu hại hoàng trưởng tôn lại vẫn dám giảo biện. Phượng, ấu gắn ở một bên nhìn xem, trên mặt không có một gợn sóng, ngạn ngữ nói thật tốt, ác nhân tự có ác nhân trị, giống mạnh ngự y loại này ưa thích sờ gian dùng mánh lới, liền muốn cường quyền nghiền ép, bạo lực trấn áp, mới có thể để cho hắn cúi đầu, nàng nhàn nhã uống trà, mạnh ngự y, ngươi khăn khăn cái này ninh thị hương phấn không độc, vậy không bằng, đem thái tử phi không dùng hết, toàn bộ ăn đến trong bụng A. Đang, tại bị ăn gậy mạnh có, tiếng la khóc im bặt mà dừng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin hướng về phượng ấu sao nhìn sang, giống như là nàng là cái gì độc xà mảnh thú, một trăm đánh gậy, hắn khẽ trắng môi, còn có thể miễn cưỡng ngạnh kháng, nhưng trắng bột chì mài đi ra ngoài đồ trang điểm, nếu đều để hắn nuốt đến trong bụng, vậy hắn đâu có mệnh tại. Thái tử phi cấp tính chì trúng độc là cái gì bộ dáng thê thảm, hắn nhưng là tận mắt thấy, ý kiến hay. Quân, thiên giận nghe nói như thế, lập tức ném lấy tán dương ánh mắt, khóe môi câu lên một đường cong khác thường, biện pháp này coi là thật tuyệt diệu, có ai không? Đi thái tử phi trong phòng ngủ, đem trên bàn trang điểm còn lại 40 hộp ninh thị hương phấn, toàn bộ lấy ra. Bản cung muốn tận mắt nhìn xem cái này mạnh ngự y nuốt vào, một hộp cũng không thể thiếu. Biết, cái kia hương phấn có vấn đề sau đó, hắn từng để cho đông cung cung tỳ kiểm kê qua, chuẩn xác mà nói, là còn lại 40 hộp linh nửa hộp, 40. Mạnh, có toàn bộ sợ choáng váng một trăm đánh gậy đánh xong hắn đã đi hai ba cái mạng eo lưng bộ một chút cũng là huyết lân lân trên quần áo nhuộm dần lấy huyết tinh nằm sấp động đều không động được quả nhiên là thê thảm phượng viện sứ ngươi thật độc hắn cực kỳ oán hận trừng phượng ấu sao hơi thở mong manh phản phất lệ quỷ một dạng ngươi là muốn để cho mạnh mổ chết sao phượng ấu sao lãnh đạm nói mạnh ngự y đây là nói đến lời gì ngươi không phải khăng khăng ninh thị hương phấn không độc sao? Tốt, an toàn đồ trang điểm, là có thể ăn đến trong bụng, ta linh dược các xuất phẩm liền có thể. Chẳng lẽ, mạnh ngự y là đối với tự mình luyện chế hương phấn không có lòng tin? Độc, luận, ác độc, nơi nào so hơn được với ngươi mạnh có, sầm quý phi thiên thu trên thọ yến, cái kia một gốc xà mắt cúc, còn không phải kiệt tác của ngươi, ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết thời điểm. Như thế nào không nghĩ tới sẽ có hôm nay, ngươi, mạnh có sắc mặt trắng bệch, ghé vào đông cung len Casemia màu xanh đậm trên mặt thảm, giống một cái hèn mọn mà bò sát, hai cái nhún máu tay, siết chặt thảm, hai má vô ảnh cũng không thịt, tức giận, cũng sợ cực kỳ, phượng ấu sao uống một ngụm xong tỉnh lục, lại đem sứ men xanh ly đặt ở một bên tử dương trên bàn gỗ, mạnh đại nhân, nhận cái tội có khó như vậy sao, hà tất tráng chống đỡ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao phó đồng đảng. Ta tin tưởng Thái tử Điện Hạ sẽ theo nhẹ xử lý, không đến mức gây họa tới cả nhà ngươi lão tiểu. Mạnh, có không chịu được sợ run cả người, đau đến phần eo phía dưới đều không tri giác, hắn bị uy hiếp, phượng ấu an phận rõ là tại lấy hắn một nhà lão tiểu tính mệnh, uy hiếp hắn, khai ra đồng đảng, xà mắt cúc bị nện nát ở cung trong ngõ, hắn cùng ninh gia độc kế bị nhìn thấu sau đó, phượng ấu sao bất động thanh sắc, mấy chục ngày không hề có động tĩnh gì, hắn cùng ninh gia liền buông lỏng xuống dưới. Tưởng nhầm phượng ấu sao là không nghĩ tới trên người bọn họ, sự thật chứng minh, tiện nhân kia là nín đại chiêu đâu. Vừa báo phục liền trả thù cái hung ác, điện, hạ, hết thảy 40 hộp ninh thị hương phấn, đều lấy ra. Thần trụ cục vệ nâng một cái gương hộp gỗ, nâng tới, bên trong chỉnh chỉnh tề tề, 40 hộp ninh thị hương phấn, hộp phấn bên trên có ninh thị cửa hàng hồng mẫu đơn nhãn hiệu, ba hộp đặt ở mạnh có mắt trước mặt, cách hắn miệng, chỉ có một tất khoảng cách, phượng ấu sao đưa tay ra, rất có lễ phép, mạnh ngự y, xin mời mạnh, có ánh mắt bên trong hiện ra hoảng sợ, vô ý thức muốn đi sau bò, làm gì eo phía dưới, thoáng hơi dùng sức, kéo xuống vết thương, liền kịch liệt đau nhức vô cùng, đau đến nước mắt đều khống chế không nổi xuất hiện, quân thiên giận nhíu mày, như thế nào? Mạnh đại nhân không phải muốn tự chứng thanh bạch sao, bây giờ cho ngươi cơ hội, ngươi còn không thật tốt bắt được. Khóe, mắt quét nhìn, quét về phía vợ trước, nàng khoan thai uống trà, môi anh đào khẽ nhúc nhích, dùng vân đạm phong kinh ngữ khí, nói xong tàn nhẫn nhất lời nói, thực sự là làm hắn, tim đập thình thịch. Hắn trước đó làm sao lại như vậy mù đâu, loại kia nhu nhu nhược nhược chỉ biết là tìm kiếm nam nhân che chở yếu đuối bạch liên hoa có gì tốt, nơi nào có nhúng máu chúa tể sinh tử mạng châu sa hoa mê người, phượng ấu yên tâm bên trong, dâng lên một cổ rất vi diệu cảm giác chọc người ghét chồng trước, cùng nàng liên thủ thẩm vấn phạm nhân thời điểm, ngược lại là ăn ý mười phần, nói đến, nàng và tô hoàng hậu liên thủ đối với mắng thái tử phi thời điểm cũng là không giống bình thường ăn ý còn không chịu ăn người tới cho mạnh ngự y mạnh róc hết thái tử kiên nhẫn đã đạt tới cực hạn không cần mạnh có phát ra điên cuồng mà kêu thảm hắn muốn chạy trốn làm gì chân bị đánh phế đi bò đều bò bất động bả vai bị thần trụ cục vệ cho án lấy cái cằm bị thần trụ cục vệ cho cưỡng ép đẩy ra nguyên hộp ninh thị hương phấn cứ như vậy trực tiếp đổ vào trong miệng của hắn ép buộc hắn nuốt xuống, mạnh có bị rót, không được khục hắt, bột phấn quá làm, chỉ khó mà nuốt xuống, hương vị cực kém, hắn hoảng sợ vừa thống khổ, đây quả thực là cực hình, so cái kia 100 đánh gậy còn khó hơn chịu, hắn nguyên bản còn muốn lấy, phía bên mình không thừa nhận, không đem sau lưng ninh phi, ổn định hầu phủ khai ra, nhưng mà việc đã đến nước này, tính mạng hắn hấp hối, cũng không thể kiên trì nữa, lại, liên tục bị cho ăn hai hộp trắng bột chì sau đó, mạnh có khóc lớn, ta chiêu ta nguyện ý triệu ra đồng đảng, hai hộp ninh thị hương phấn, trong đó một ba cũng là trắng chì, không phải thoa ngoài da, mà là khẩu phục, sẽ trực tiếp tiến vào hệ tiêu hóa, tạo thành tổn hại, mạnh có đến cùng là sợ chết, cố nén từ dạ dày truyền đến từng trận cảm giác nôn mửa, khó nhọc nói, hạ quan. Ba năm trước đây, liền phát minh cái này dùng trắng chì mài thành bụi phấn, gia nhập vào trong hương phấn biện pháp, nhưng mà... Cân nhắc đã có độc tính, cho nên một mực do dự, không có đầu nhập trong cửa hàng bán. Nhưng kể từ tháng trước, Phượng viện Sứ Linh Dược cắt đẩy ra hai kiểu diện sương, vỡ tung ninh thị son phấn cao thơm cửa hàng sinh ý, ổn định hầu phủ liền gấp, biểu muội tự mình đến Thái Y viện tìm ta, khẩn cầu liên tục, muốn ta đem trắng bột chị đưa vào sử dụng, đồng thời đổi tên ninh thị hương phấn, quả nhiên một lần là nổi tiếng, lệnh kinh đô các tiểu thư, phu nhân điên cuồng. Biểu muội Phượng, ấu sao sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng là ổn định hậu phu nhân mạnh có chút đầu chính là ta mặc dù họ mạnh nhưng từ nhỏ biểu muội tại trong nhà của ta lớn lên có chút thân hậu tựa như thân huynh muội nàng gả đi ninh gia sau làm chủ mẫu chưởng quản một bộ phận ninh trạch cửa hàng có nhất định quyền lên tiếng nàng đem ninh thị son phấn cao thơm cửa hàng cũng chia ta một thành tiền lãi chỉ cần ta trên danh nghĩa ngẫu nhiên cung cấp một cái đơn thuốc phượng ấu sao đôi mắt đẹp thành khe nhỏ, rất tốt, phía sau cá lớn, lôi kéo đi ra một cái, nhưng mà, còn chưa đủ, cái kia ninh phi đâu, có từng tham dự trong đó. Ninh thị hương phấn là sản phẩm mới, cần dựa vào trong cung đám nương nương, đánh ra danh khí. Điểm này, chắc hẳn phượng viện sứ cũng am hiểu sâu đạo này, mạnh có thở dài, ninh phi nương nương gặp thái tử phi quả thực ưa thích cái này hương phấn, liền dâng lên một chút, hy vọng Thái tử Phi hài lòng sau đó có thể giúp đỡ tuyên truyền một chút, danh tiếng liền lên tới, chính như Hoàng hậu nương nương trước đây thay Phượng viện sứ tuyên truyền diện sương đồng dạng. Làm càng. Thái, tử hừ lạnh một tiếng, giận không kìm được, Phượng viện sứ diện sương không độc, ngươi cùng ổn định hầu phủ làm ra trắng bột chì kịch độc, sao có thể đánh đồng. Mạnh, có cuối thấp đầu, không dám nói lời nào, đau đến toàn thân trung, Phượng ấu sao nói. Độc hại hoàng trưởng tôn, thái tử phi một án, việc này lớn, thái tử điện hạ, phải chăng nên báo cáo bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, lại đem có liên quan vụ án cả đám người, toàn bộ truy nã quy án, thật tốt thẩm tra. Quân thiên giận, đang có ý đó, dám can đảm mưu hại con ta, nhất định phải các ngươi trả giá giá thê thảm. Người tới, đi đem ninh phi, ổn định hầu phu nhân toàn bộ đều cho áp tới đông cung hậu thẩm. Là Thần trụ cột vệ chia làm ba nhóm lần, một nhóm đi mời Thái Hòa Đế, Tô Hoàng Hậu, một nhóm đi hậu cung đuổi Bắc Ninh Phi, một nhóm xuất cung, đi truy nã ổn định hầu phu nhân mà trong quá trình cái này chờ đợi, mạnh có trì trúng độc phát tác một bên cuồng thổ, một bên bị kinh phong tựa như rút, con người tán lớn, bờ môi hiện lên không bình thường trúng độc sắc, phượng ấu sao sợ hắn xem như người làm chứng. Còn không có chính thức bắt đầu thẩm vấn cái kia mấy cái cá lớn, liền đã cấp tính trì trúng độc chết, quyết định cho mạnh có tiêm vào một chi khu trì dược thủy thuốc thử, chuyên môn giải trì độc, cũng là đúng dịp Ninh Phi, ổn định hầu phu nhân, bị thần trụ cột vệ áp tiến đông cung thời điểm, vừa vặn nhìn thấy màn này, biểu ca. Ổn, định hầu phu nhân một mặt lo nghĩ, hốc mắt đều đỏ, phượng ấu sao, ngươi đối với biểu ca ta làm cái gì? Ngươi độc phụ này. Phượng, ấu sao mới tiêm vào một nửa giải dược, trong ống tim còn thừa lại nửa chi nghe ổn định hầu phu nhân như thế một ồn ào nàng không vui trị trực tiếp đem ống tim rút ra mạnh đại nhân đã ngươi biểu muội như thế lo lắng ngươi cảm thấy ta giải dược này không được sẽ hại ngươi vậy liền không cần a à. nói xong nàng còn cần còn lại giải dược ống tim vỗ vỗ mạnh có bên mặt mạnh có nữa chặt chân tay thuốc đã giảm bớt hắn chắc chắn là một năm đau đớn cũng không thể nào rút chính là còn muốn ói mạnh có thể tức điên lên a à, trừng ổn định hầu phu nhân một mắt nói giọng khàn khàn ngươi muốn hại chết ta sao vô tri phụ nhân ổn định hầu phu nhân bị mắng nàng lập tức bị khuất biểu ca ngươi sao có thể nói như vậy ta là vì cứu ngươi ai biết phượng ấu sao bên trong cho ngươi dùng thuốc gì nàng rõ ràng là mạnh có khí đến kém chút vĩnh lên đi qua hắn muốn bị người biểu muội này cho hại chết khắp nơi liên lụy hắn phượng ấu sao nói tiếp ổn định hầu phu nhân, cái này một chi dược tề A, à, vô cùng trân quý, đi qua nghiệm chứng, đã giải thái tử phi cùng hoàng trưởng tôn trì trúng độc, biểu ca ngươi hắn vừa mới nuốt sống các ngươi ninh gia hai hộp trắng bột chì, đã trúng độc, đây chính là ngươi không để ta cho hắn giải độc, có thể trách không được ta. Ổn định hầu phu nhân bờ môi hé mở, cơ hồ có thế nhét vào nửa cái trứng gà, ta, hỏng, một, bên ninh phi, nghiêm nghị nói, phượng ấu sao, ngươi nói bậy gì đấy chúng ta ninh gia hương phấn, làm sao có thể có độc, ngươi thiếu vu oan người. Theo bản cung nhìn, Thái tử Phi là uống ngươi cái kia không sạch sẽ thuốc dưỡng thai mới trúng độc, người nào không biết ngươi gả qua Thái tử, ngươi chính là ghen ghét Thái tử Phi, không nhìn nổi Thái tử Phi tốt, muốn hại Thái tử Phi hài nhi. Phượng ấu sao kinh ngạc liếc ninh phi một cái, thật không nghĩ tới, vị này nương nương, há miệng liền phun nước bẩn, quá hôi thối, ninh phi gặp nàng vẻ mặt này, đắc ý cười lạnh, cao giọng nói, như thế nào bị bản cung nói trúng chột dạ nếu bàn về độc hại thái tử phi cùng hoàng trưởng tôn động cơ giết người chư vị đang ngồi còn có ai hơn được phía trước giận vương phi trong đông cung hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc ngoại trừ thái tử mấy đạo hoài nghi ánh mắt nhao nhao rơi vào phượng ấu an thân bên trên liền ngay cả những thứ kia cái thần trụ cục vệ đông cung tỳ nữ đều cảm thấy ninh phi nương nương sự hoài nghi này có lý có cứ phượng ấu sao đích sắc hiềm nghi lớn ổn định hầu phu nhân vốn là trong lòng có quỷ, bây giờ gặp cô em chồng Ninh Phi ác liệt như vậy, chấn trụ tất cả mọi người, lập tức cưỡng thẳng lưng, phản phất tìm được chỗ dựa một dạng, phụ họa nói, đúng. Ninh Phi nói không sai, nhiều người như vậy dùng chúng ta ninh gia hương phấn đều không chỗ sai lầm, như thế nào đến Thái tử Phi ở đây liền xảy ra vấn đề đâu. Có thể thấy được vấn đề không tại ninh thị hương phấn, mà tại phượng ấu sao cho thái tử phi mở thuốc dưỡng thai, nàng là vừa ăn cướp vừa la làng, còn xin thái tử điện hạ minh giám. Ta ninh thị nhất tộc, đời đời thanh liêm, trong nhà lão thái thái chính là thái thượng hoàng thân phong nhất phẩm cáo mệnh, ninh gia làm son phấn cao thơm sinh ý, vẫn luôn là bán lương tâm. Mạnh có nhìn xem hắn người biểu muội này, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn một quyền đánh ở trên mặt thảm, còn lương tâm đâu, tối lương tâm sao, phượng ấu sao không những không giận mà còn cười, đi, tất nhiên ninh phi nương nương cùng ổn định hầu phu nhân, đều một mực chắc chắn ninh thị hương phấn tuyệt đối không độc. Như vậy, vẫn là dùng phương pháp của A. Thái tử gật đầu, người tới, cho ninh phi cùng ổn định hầu phu nhân cho ăn không độc hương phấn. Không, độc hai chữ, cắn đặc biệt trọng ổn định hầu phu nhân cực kỳ hoảng sợ, thái tử điện hạ, cái này. Nữ tử thoa mặt chi vật, sao có thể ăn đâu? Ninh, Phi cũng có chút luống cúng, lại cũng không còn trước đây vênh váo tự đắc, đừng, chỉ tiếc, hai người bọn họ muốn tránh, căn bản không trốn mất, hu hu, bốn, cái thần trụ cột vệ tiến lên, một trái một phải, áp chế lại hai nữ nhân, đẩy ra miệng của các nàng, mười phần thô lỗ đem hai hộp trắng bột chì, rót vào các nàng trong miệng, ép buộc các nàng nuốt xuống, khụ khụ khụ, Ninh Phi dãy dụa đến lợi hại nhất, thần trụ cột vệ đâm trắng bột chì, nàng liền dùng lưỡi cong lên, chống đỡ lấy một nửa đều bị nàng cho chống đỡ ra ngoài, còn lại một nửa, lại bị nàng liều mạng khục, dùng giọng khí, cho xông ra một bộ phận, cuối cùng vào bụng, bất quá một bốn, ổn định hầu phu nhân liền không có nàng thông minh như vậy, không nghĩ tới dùng lưỡi cản trở biện pháp, hai hộp trắng bột chì, cứ như vậy bị cưỡng ép đổ xuống, rót rơi lệ, bị phấn nghẹn phải mắt trợn trắng, bộ dáng mười phần thê thảm, số lớn trắng bột chì vào trong bụng, có kịch độc chì chui vào trong dạ dày mau mạch mạch máu cùng dạ dày lông tơ lập tức đưa tới mãnh liệt ứng kích phản ứng, ổn định hầu phu nhân điên cùng nôn ra một trận, vì bảo trì mảnh khảnh dáng người, nàng một mực một ngày chỉ dùng một bữa, lại lượng ít, từ hôm qua đến hôm nay, nàng còn không có ăn cơm xong, cho nên lúc này dạ dày là trống không, chỉ có thể phun ra một chút vị toan thủy cùng mật, chỉ có điều, nhổ ra thủy, hiện ra một loại không bình thường tông hắc sắc, phượng ấu sao liếc mắt nhìn, dạ dày chảy máu. Chì, trúng độc, đưa tới dạ dày mang dính tổn thương, đưa đến dạ dày chảy máu, dạ dày chảy máu, vệ đi ra ngoài bên trong dung vật, là tông hắc sắc, giống như ruột chảy máu, đưa đến tiêu ra máu, cũng phần lớn là tông hắc sắc ổn định hầu phu nhân nghe được dạ dày chảy máu, ba chữ này, lập tức liền dọa thảm rồi, nàng giống một cái thép lên gà, phát ra tiếng kêu chói tai, ta hộp máu, ta có phải hay không phải chết. Nước mắt tuôn ra, một bên thét lên, một bên vệ mang huyết dịch vị, đến cùng là không có kiến thức gì hậu trạch phụ nữ trẻ em trong đầu cứng nhắc ấn tượng chính là, loại kia học máu, không phải trọng thương ngã gục chính là bệnh nan y, phượng ấu sao thưởng thức nàng đáy mắt sợ hãi, tâm tình thật tốt, hầu phu nhân, các ngươi ninh thị hương phấn không phải không độc sao, yên tâm đi, không độc chi vật, sẽ không tới chết. Ổn định hầu phu nhân hỏng mất, cùng khóc lắc đầu, không. Sẽ chết, thật sự sẽ chết, quẹ, lại là một miệng lớn tông hắc sắc dạ dày bên trong dung vật, phun ra lần này nàng nhìn thấy một chút tông hắc sắc tại trong chất lỏng tan ra có thế rõ ràng nhìn ra là tơ máu một bên ninh phi triệt để bị một màn này làm cho sợ choáng váng dạ dày chảy máu thổ huyết thật sự có kịch độc ninh phi ngủ quan cơ hồ sợ hãi đến lệch vị trí nàng toàn thân run rẩy càng thêm kịch liệt mà dãy dụa đối với kiềm chế lấy nàng hai cái thần trụ cột vệ lại là điên cuồng đấm đá lại là nói chuyện đi cắn nghiễm nhiên một cái điên rồi đàn bà đanh đá, nơi nào còn có nửa điểm tầng phi đoan trang thuộc nghi, cái này hương phấn có kịch độc. Phượng ấu sao, ngươi thật là ác độc, ngươi muốn hạ độc chết bản cung. Ninh, phi âm thanh, đều vặn vẹo mà phá âm, bản cung không ăn. Ai cũng không thể cho bản cung đâm độc dược. Đi ra. Không được đụng bản cung. Mảnh, liệt cầu sinh dục, bộc phát ra lực lượng kinh người, Ninh Phi lại đem bên cạnh thần trụ cột vệ cánh tay, cho cắn xé ra một cái huyết lăng tăng mà giấu răng, thần trụ cột vệ bị đau, vô ý thức buông tay, Ninh Phi trên đầu búi tóc tán loạn, trâm cài trâm cài tóc rơi xuống đất, trâm hoa cũng méo sẹo, nàng liều mạng, dùng đầu hung hăng đụng một cái khác thần trụ cột vệ, tựa như một đầu liều lĩnh cầu sinh mẫu thú, liều mạng đụng chạm lấy song sắt, phượng ấu sao nhíu mày, giống như là tại động vật cảnh trong vườn bà Tinh Tinh lại để cho Đông cung thị vệ thêm một ly song tỉnh lục, cung phụng đến Đông cung trà mới, mùi vị quả nhiên không sai, quân thiên giận cũng là nhìn mà than thở, bản thái tử hồi nhỏ, gặp những thứ này hậu cung nương nương, công hầu phu nhân, đến cho mẫu hậu Thỉnh An thời điểm, không khỏi là trang điểm lộng lẫy, dung nhan đoan trang, cử chỉ thanh tao lịch sự, như vậy điên rồ tầm thường làm dáng, ngược lại là lần đầu thấy. Đây chính là các nàng chân diện một sao. Phượng ấu sao không có tiếp lời, nàng và thái tử trước mắt chỉ là hợp tác. Quan hệ còn chưa tốt đến có thể nhìn nhau nhất tiếu mẫn ân cừu trình độ, lực chú ý của nàng, tại trên thân Ninh Phi, Ninh Phi bối rối nổi điên phía dưới, cũng nhìn thấy phượng ấu sao, nàng chợt nhớ tới, thái tử Phi cũng là trì trúng độc, vốn nên một sắc lạng mệnh, lại bị phượng ấu sao nhặt về tính mệnh, mẫu tử bình an, này liền đại biểu cho, phượng ấu sao có trì trúng độc giải dược, Ninh Phi sung huyết đáy mắt, trong tuyệt vọng bắn ra một tia hy vọng, hai chân nàng đều mềm nhũn, căn bản không đứng thẳng, nàng cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều, liền quỳ mang bò, lấy hai tay cùng đầu gối vì chèo chống, mắt lệ uông uông, mặt không có chút máu mà bò tới phượng ấu sao dưới chân, tay phải chú tâm bảo vệ đồi mồi sang hô chỉ sáo, đều rơi trên mặt đất, nàng run rẩy đưa tay ra, cắt cao bắt được phượng ấu sao áo bào mép váy. Giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, cho bản cung giải dược. Ngươi có, Đúng hay không? Phượng, ấu sao vẫn như cũ không nói chuyện, nàng thưởng trà động tác ngừng một lát, lấy thần minh quan sát chúng sinh ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống lạnh lít Ninh Phi một mắt, có đôi khi, trầm mặc là có lợi nhất vũ khí, đủ để đem gần như tuyệt vọng người bức cho điên, Ninh Phi liền bị cái này trầm mặc lăng trì lấy, ngươi có Ninh thị hương phấn giải dược, ngươi chữa khỏi thái tử phi, ngươi khẳng định có. Danh cho bản cung, bản cung trúng độc, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? phượng ấu sao nhấc lên sứ trắng chén trà nắp, nhẹ nhàng thổi lấy bỏng trà, trong suốt bích lục lá cây, ở trong nước giãn ra, như giả thú cái vuốt, nàng thanh âm êm dịu, lại ẩn chứa để cho người ta không rét mà run kinh dị, Ninh Phi nương nương nói cái gì đó, ngài không phải thăng thăng thái tử phi trúng độc là uống ta thuốc dưỡng thai, mà không phải là dùng Ninh Thị Hương phấn sao. Nếu như thế, ngươi sợ cái gì, ngươi sẽ không trúng độc. Ninh Phi tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, ma quỷ. Phượng ấu sao, ngươi chính là cái ma quỷ. Đều, đã đến lúc nào rồi, không cho nàng giải dược, còn cố ý dùng nàng mà nói, kích động trả thù nàng, Phượng ấu sao một hồi vui vẻ cười khẽ, tiếng cười kia truyền vào Ninh Phi trong lỗ tai, phản phất ma quỷ đối với sắp chết con mồi tinh thần dày vò, làm nàng càng ngày càng sợ hãi tuyệt vọng, Ninh Phi bịt kín lỗ tai, nhưng tiếng cười kia lại vô khổng bất nhập, tựa như mà chui vào trong đầu của nàng, đừng cười, cầu ngươi cho ta thuốc giải A, à. ô ô, vị này, cuối cùng một tia tự tôn cũng bị xé nát, nàng sụp đổ khóc lớn, ninh thị hương phấn có kịch độc, ninh thị hương phấn có kịch độc, được rồi. Hu hu, ninh phi không có bắt được đáp lại, phượng ấu sao còn không nguyện ý đem giải dược cho nàng, vì cái gì chung quanh an tĩnh như vậy, A, à, đúng rồi, nhất định là nàng còn không có để cho phượng ấu sao hài lòng, nàng đưa tay phải ra, ba, phải một tiếng, hung hăng quạt chính mình một bạc tai. Là miệng ta tiện, không nên vừa vào cửa liền oan uổng ngươi, ta ăn nói, bị chuyện, thái tử phi trúng độc, không phải ngươi mở thuốc dưỡng thai có vấn đề, mà là ninh thị hương phấn có kịch độc, là ninh gia hám lợi đen lòng, là ta đem có độc hương phấn, hiến tặng cho thái tử phi, ta có tội, bên trái một cái tác, bên phải một cái tác, một bên khóc, một bên đánh. Một bên sám hối, như thế hèn mọn mà cầu xin, chỉ là vì một chi trì trúng độc giải dược, nhưng chung quanh, vẫn như cũ yên tĩnh lấy. Giống như chết yên tĩnh, Ninh Phi cuối cùng phát hiện khác thường, nàng chậm rãi nâng lên cái kia trương bị chính nàng phiến sưng khuôn mặt, phát hiện đang ngồi phượng ấu sao, thái tử, đứng mấy cái thần trụ cột vệ, quỳ mạnh có, ổn định hầu phu nhân, toàn bộ đều nhìn về chính sảnh cửa lớn phương hướng, Ninh Phi cổ giống hư con rối, từng điểm từng điểm, cũng chuyển hướng chính sảnh đại môn phương hướng, nàng nhìn thấy một cái giận đùng đùng vàng sáng thân ảnh, một bộ long bào thái hòa đế, màu vàng sậm long văn trường bào ống tay áo là màu đen, hắn một tấm khuôn mặt tuấn tú đen thui, con mắt hẹp dài, bên trong có u minh lệ hỏa đang thiêu đốt, liệu nguyên cả một cái đông cung, Ninh Phi choáng váng, nàng. Triệt để mềm nhũng, linh hồn run rẩy, trong đầu chỉ có hai chữ, xong, nàng không nghĩ tới, hoàng đế sẽ bỗng nhiên xuất hiện, nàng chỉ là muốn sám hối tội lỗi, lấy lòng phượng ấu sao, hướng phượng ấu sao cầu xin một chi trì trúng độc giải dược, ai biết hết thảy tội ác toàn bộ bị cửa ra vào thái hòa đế nghe được toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thái hòa đế tựa như một vị mặt mũi tràn đầy sát, khí quân chủ, bóp kẻo kẹt vang dội nắm đấm, gánh vác ở phía sau, từng bước từng bước, hướng về đông cung chính sảnh trung ương đi đến, trong sảnh hết thảy mọi người, nhao nhao quỳ xuống hành lễ, ngô hoàng vạn tuế. Thái tử cùng phượng ấu sao, cũng không ngoại lệ, phượng ấu sao biết đạo thái hòa đế sẽ đến, nhưng chưa từng nghĩ, đối phương tới thời cơ, vậy mà dạng này trùng hợp. Quả thực là trời trợ giúp nàng A, không cần nàng lại hướng hoàng đế lại nói ra cái gì, hoàng đế liền sẽ tự động định tội cho Ninh Phi, quả nhiên, Thái Hòa đế đi tới Ninh Phi trước người, ngừng, vân văn gia hô long hoa nâng lên, bành, một cước đá vào trên thân Ninh Phi, nổi giận quân vương, một mặt căm hận mà nhìn chầm chầm vào bị hắn đạp đến trên mặt đất hộc máu nữ nhân, Ninh Phi, ngươi quá làm cho trẫm thất vọng, dám can đảm cho Thái tử Phi hạ độc, mưu hại hoàng trưởng tôn, gan chó thật lớn. Một cước này đạp trắng chắc, quân thị hoàng tộc tử đệ, từ tiểu tập võ, Thái Hòa đế mặc dù đã là trung niên, nhưng lúc còn trẻ cũng là võ công cao cường, đó là trẫm thứ nhất cháu trai. Ngươi độc phụ này. Tiện tỳ, trẫm hậu cung vậy mà ra như ngươi loại này bại hoại. Thái Hòa đế hung tợn nhục mà, lý trí hoàn toàn biến mất, thế hệ này quân thị hoàng tộc dòng giỏi tàn lụi, trước đây tổ tông hoàng đế, hơn 30 tuổi liền đã mấy cái cháu, hắn đều 40, đến bây giờ chỉ có một cái còn chưa xuất thế hoàng trưởng tôn, còn kém chút chết yểu, lại thêm gần nhất mắc phải bệnh tim, có một lần tim đau thắt kém chút chết, quỷ môn quan đi một lượt, hắn càng thêm khẩn cấp cảm thấy dòng dõi truyền thừa tầm quan trọng. Đối với Thái tử Phi trong bụng cái này càng ngày càng xem trọng, Ninh Phi cái này không hề nghi ngờ, là tại trên hắn lôi khu yếu hại làm càng làm ác, bệ, hạ tha mạng, khụ khụ, Ninh Phi một cước này vừa vặn đá vào dạ dày bên trên, nàng vốn là có cường độ thấp trì trúng độc, dạ dày màng dính bị tổn thương, thái hòa đế một cước này lại đá vào ống đau chỗ, trực tiếp liền nôn ra máu, tình huống thậm chí so ổn định hầu phu nhân dạ dày chảy máu còn nghiêm trọng hơn, thần thiếp. Thần thiếp biết tội, nhưng, thần thiếp cũng dùng cái kia trắng bột chì, thần thiếp ngay từ đầu cũng không tri kỳ có độc, phốc, lại nôn một nguồn máu lớn, ngươi không biết có độc. Hừ. Thái, hòa đế hiển nhiên là không tin, nghiêm nghị tuyên án, kể từ hôm nay, Ninh Phi xuống làm yên tĩnh đẹp đẽ người, đầy vào lãnh cung, vĩnh thế không thể ra. Ninh, Phi khó có thể tin thê lương hô một tiếng, hoàng thượng. Nàng vốn là nhị phẩm Phi tử, bốn Phi một trong, trực tiếp bị giáng cấp trở thành bác phẩm mỹ nhân, hậu cung những nữ nhân kia sợ không phải đến cười đến rụng răng, lãnh cung, đó là chỗ của người ở sao, trong lãnh cung bao nhiêu oan hồn A à. cho tới nay, đều chỉ có nàng đem thủ hạ bại tướng, cho lộng vào lãnh cung phần, nghĩ không ra có một ngày cũng đến phiên nàng ở đến loại kia âm u lạnh lẽo chỗ khủng bố đi, còn vĩnh thế không thể ra. Đây là để cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong a. À. Hoàng thượng, thần thiếp cùng ngài hơn 20 năm vợ chồng, ngài vẫn là thái tử thời điểm, thần thiếp cả cho ngài, một ngày vợ chồng bắt Nhật Ân a, à. thần thiếp còn cho ngài sinh một đứa con gái. Thần thiếp nếu là cả một đời u tỉnh lãnh cung, liền sẽ không thấy được Vân phù, nàng liền muốn lấy chồng ở xa a. À. Ninh phi tê tâm liệt phế cầu khẩn, ý đồ dùng nhiều năm vợ chồng tình cảm cùng được sủng ái nhất vân phù công chúa, gọi lên Thái Hòa Đế trong lòng một tia mềm mại, có thế từ nhẹ xử phạt, làm gì, Thái Hòa Đế cười lạnh một tiếng, nếu không phải con gái của ngươi vân phù, sắp lấy chồng ở xa Tây Bình Vương, trẫm cũng không phải là cả một đời đem ngươi tù tại trong lãnh cung, ngươi liền một bộ toàn thay cũng sẽ không có. Ninh Phi rùng mình một cái, đáy mắt tia sáng, triệt để phai mờ, chết không toàn thay, thì ra. Bệ hạ đã cho nàng lưu lại một tia mặt mũi, Vân Phù công chúa là lấy chồng ở xa trấn An Tây Bình Vương quân cờ, quân cờ mẹ đẻ nếu như trước khi xuất giá, bị ngũ mã phanh thay, chuyện đi thật khó nghe, cho nên dứt khoát tại lãnh cung cầm tù cả một đời, nàng cười thảm, hành một cái phủ phục đại lễ, đa tạ bệ hạ long ân. Hơn 20 năm, hoàng đế chưa bao giờ từng từng thích nàng, hoàng đế một lòng yêu chỉ có Sầm Quý phi tỷ tỷ, Vân Phù công chúa được sủng ái cũng không phải là bởi vì chính mình cái này mẹ đẻ mà là bởi vì đòi sầm quý phi cùng sầm vương niềm vui chung quanh không ít người đối với ninh phi ném lấy ánh mắt đồng tình phượng ấu sao mặt không biểu tình nữ nhân này không đáng thông cảm xà mắt cút một chuyện ninh phi tham dự trắng bột chì một án ninh phi là đồng lõa còn có trước đây cửa cung mượn xe một chuyện nàng rõ ràng cấp bậc lễ nghĩa có thừa lại gặp ninh phi lòng tiểu nhân oán hận từng việc từng việc này từng kiện đều không phải là một câu thần thiếp biết tội, có thể tiêu trừ phạm sai lầm, thì phải bỏ ra đại giới, hại người, liền muốn ngồi tù thứ tội, giam cầm lãnh cung cả một đời, đồng đẳng với cả đời giam cầm. Phượng ấu sao cảm thấy, cái này xử phạt cũng thật hợp lý, ít nhất Ninh Phi sau này không có khả năng lại có cơ hội làm ác, Phượng ấu sao suy nghĩ một chút, cảm thấy liền xem như cả đời giam cầm tù phạm, cũng có thể chạy chữa, nàng tại Ninh Phi bị kéo xuống phía trước, cho nàng đánh một chi giải trì dược tề, Ninh Phi nguyên bản vốn đã lòng như cho nguội, nhưng nhìn đến Phượng Ấu Sao cho nàng giải dược thời điểm, vẫn là hiện ra vẻ kinh ngạc, ngươi, Phượng Ấu Sao vẫn như cũ trầm mặt, Ninh Phi tâm tình cực độ phức tạp, nàng vốn cho là, muốn cho nhất nàng chết, chính là Phượng Ấu Sao, nàng đã trúng trì độc, lãnh cung không người chiếu cố, đoán chừng không chịu được lâu liền sẽ bị chậm rãi hạ độc chết. Bây giờ lại bỗng nhiên có lý giải thuốc, ngươi có thể giúp ta chiếu cố vân phù sao? Ninh, Phi cũng không biết chính mình thế nào, đầu óc giống như là rút, cũng có thể là là ăn trắng bột chì, đầu óc bị độc choáng váng, trời xuôi đất khiến địa, liền đối với chính mình đã từng coi là kẻ thù sao dược sư, đưa ra một cái yêu cầu như vậy, phượng ấu sao tim vào xong cái kia một chi giải trì tề, dùng bông y tế đè xuống vết châm, ánh mắt lạnh như băng, quét nàng một mắt, Ninh Phi bị ánh mắt này, thấy có chút xấu hổ vô cùng, xin lỗi, ta. Ta không nên đưa ra loại này vô lý thỉnh cầu, nhưng ta cả đời này, không có gì bất ngờ xảy ra, đều khó có khả năng gặp lại vân phù, nàng gã xa như vậy, Tây Bình Vương là lớn nhất khác phái vương, nghe đồng tính khí nóng nảy, lại huyết tinh thị sát, ta sợ vân phù gã đi ăn thiệt thòi, vân phù giống như, vẫn rất thích ngươi. Nàng, không phải không tính nhiệm sầm quý phi, chỉ là sầm quý phi đối với vân phù yêu thích, là có hạn. Quý phi nương nương 90% trở lên tinh lực đều tại sầm vương trên thân mà phượng ấu sao ngay cả mình cùng ổn định hầu phủ đều có thể đấu đổ rõ ràng là cái thực lực dọa người nữ ma đầu cùng nữ ma đầu này đối nghịch hạ tràng sẽ như chính mình đồng dạng thê thảm nhưng nếu là nữ ma đầu này quan hệ tốt sẽ có được nàng phù hộ ninh phi nghĩ tới vũ nghiêm hầu nghĩ tới cửu hoàng thúc hai cái này vốn nên kẻ chắc chắn phải chết hiện nay đều sống được thật tốt rất rõ ràng cùng phượng ấu sao nữ ma đầu này thoát không khỏi liên quan Phượng ấu yên tâm bên trong lướt qua một tia lo lắng, thế giới này không phải không phải đen tức là trắng, cũng không có tuyệt đối ác nhân, tuyệt đối người lương thiện, giống như yên tĩnh đẹp để người loại này ác độc, dưới tuyệt cảnh, vẫn như cũ không quên vì con gái ruột trù tính, thậm chí không tiếc vứt bỏ tự tôn, ăn nói khép nép cầu khẩn nàng cái này ngày xưa cừu địch, nương nương không cần như thế, công chúa điện hạ tự có phúc khí của nàng. Một, mã thì một mã, phượng ấu sao cũng không chán ghét quân vân phù, tương phản vị công chúa điện hạ kia, nàng vẫn rất yêu thích tính cách hồn nhiên ngây thơ, nụ cười thanh thuần, một mắt liền có thể nhìn tới thực chất, giống như là treo ở chân trời một khối sạch sẽ mây, ninh phi, sầm quý phi đều đem chính mình xem như cừu địch, vân phù tại hai vị mẫu phi hung đúc phía dưới, vậy mà không có bị ô nhiễm, cùng các nàng thông đồng làm bậy, cùng một ruột, đúng là hiếm thấy yên tĩnh đẹp để người nghe nói như thế, trong nháy mắt lệ nóng doanh trồng, cám. Cám ơn ngươi. Cảm kích nhiệt lệ, dọc theo gương mặt lăn xuống yên tĩnh đẹp để người bình thường trở lại, nàng hướng về phía phượng ấu sao cung cung kính kính thi lễ một cái, trong mắt tràn đầy ấy náy, tự trách, đồng thời còn có một phần đối với hy vọng yên tĩnh đẹp để người, nên lên đường, đừng lề mề. Thái giám âm dương quái khí thúc dục là Khi, sư bốn phi một trong, trước tiên bây giờ lãnh cung khí nữ, liền một cái phẩm cấp thấp tiểu thái giám, đều có thể không đem nàng để vào mắt nếu là đặt tại trước đó nàng tất nhiên sẽ xấu hổ giận dữ không chịu nổi, sẽ mang trong lòng oán hận, nhưng, rất kỳ quái, nàng bây giờ trong lòng một bộ hòa bình, khóe môi mang theo thỏa mãn mỉm cười, bước vào cái kia hôi bại lụi bại lãnh cung, yên tĩnh đẹp để người đi ở cung trên đường, tà dương kéo ra khỏi một cái bóng, giống như gầy cao quỷ ảnh, nàng bước vào lãnh cung, bành, lãnh, cung đại môn, tại phía sau của nàng. ầm vang khép kín, yên tĩnh đẹp để người nghe được trong lãnh cung, điên bị điên nữ nhân tiếng cười, nàng tới cùng các nàng làm bạn, như trong địa lao chiếu không tới dương quan chuột, cả một đời chỉ còn lại hắc ám, phụ hoàng, trắng bột chì một án, liên lụy rất rộng, như thần cho là, ổn định hầu phủ cũng cần nghiêm trị. Thái, tử không có quên cùng phượng ấu sao ở giữa giao dịch, nàng giúp hắn bảo thủ hoàng trường tôn cơ hình bí mật, hắn thì giúp nàng đối phó ninh gia cái kia quái vật khổng lồ, yên tĩnh đẹp đẽ người. Chỉ là trong đó một cây cái đinh mà thôi, ổn định hầu phủ, truyền thừa 300 năm đại tông tộc, một mực là kinh đô nhất lưu thế gia mỗi một thời đại đều có người ở trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng đời đời thừa kế tước vị ổn định hầu bị phái đi lăng châu làm tri châu không ở kinh thành trong kinh hầu phủ có ninh gia lão thái thái cùng hầu phu nhân chống đỡ thái hòa đế vừa mới xử phạt yên tĩnh đẹp đẽ người tức giận trong lòng huyên tiết một bộ phận lúc này cuối cùng có thể ngồi xuống nhưng sắc mặt vẫn là tối đen vô cùng độc hại hoàng trưởng tôn trắng bột chì chính là ổn định hầu phủ cửa hàng làm ra đồ chơi trẫm tự nhiên muốn truy cứu trách nhiệm của họ ổn định hầu phu nhân cùng mạnh có này đối biểu huynh muội nghe lời này một cái dọa đến hồn nhi tất cả giải tán ninh phi a à không phải yên tĩnh đẹp để người hạ tràn nhiều thê thảm a à, đó là đẫm máu ví dụ bọn hắn chắc chắn cũng trốn không thoát hai người này bây giờ đều trúng trì độc tình trạng cơ thể rất kém cỏi mạnh ngự y vẫn còn hảo ít nhất tiêm vào nửa ống tiêm giải dược ổn định hầu phu nhân tình huống tương đối nghiêm trọng, dạ dày chảy máu, điên cuồng rút gân, đầu ván mắt hoa, bệ hạ tha mạng, mạnh có không chỗ ở dập đầu, hối hận không thôi, vi thần cũng là bị buộc, là ổn định hầu phủ cái kia bên cạnh người, bị phượng viện sứ đoạt sinh ý, cửa hàng nhanh đảo bế, ép buộc vi thần giao ra cái này tan lương tâm đơn thuốc. Việc đã đến nước này, chỉ có thể vung nồi, tận lực ra vẻ mình vô tội xem có thể hay không miễn cưỡng nhặt về một đầu mạng nhỏ ổn định hầu phu nhân khó có thể tin nhìn xem mạnh có biểu ca ngươi sao có thể nói như vậy ổn định hầu phủ lúc nào buộc ngươi đại gia không phải thương lượng với nhau sao ngươi cũng là người tham dự muốn đem hắc qua toàn bộ ném cho ninh gia không có cửa đâu mạnh có cãi lại nói nếu không phải là các ngươi ổn định hầu phủ lần lượt vừa đấm vừa xoa ta có thế đi vào khuôn khổ sao ổn định hầu phu nhân khí cấp bại phôi, ngươi cũng cầm chia hoa hồng. Lúc này ngược lại là muốn đem tự mình khai ra. Ha ha! Sinh, tử mấu chốt bên trên, cái gì thanh mai trúc mã, bất quá là nhựa plastic biểu huynh muội tình, phượng ấu sao khoái trá thưởng thức hai người này chó cắn chó, nàng phát hiện hôm nay là một ngày tốt ngày tốt lành, khoái hoạt liên tiếp không ngừng, thu lưới, những thứ này cá lớn cá con, một cái cũng đừng nghĩ chạy, hai, vị chớ ồn ào, bệ hạ nhất là công chính, tuyệt sẽ không oan uổng các ngươi, phạm vào bao lớn tội, liền gánh chịu bao lớn trách phạt. Cái, kia, theo phượng viện sứ nhìn, hai người này đến tục cùng ai tội nghiệp lớn hơn một chút, Thái Hòa đế nhìn về phía phượng ấu sao, ngươi là quân lâm y thuật lợi hại nhất người, đối với độc, ngươi so trẫm giải. Cái, này phượng mệnh nữ tử, cứu hoàng trưởng tôn mệnh. Hoàng đế đối với nàng là càng xem càng thuận mắt, phượng ấu sao con mắt nhíu lại, thẩm vấn nói, cái này ninh thị son phấn cao thơm cửa hàng, ai làm chủ, cùng mạnh ngự y hợp mưu thương nghị trắng bột chì chia hoa hồng, lại là ninh gia cái nào mấy người. Ổn định hầu phu nhân sắc mặt khó coi, nắm đấm siết chặt, là ta cùng lão, thái thái đằng sau hai chữ, còn chưa kịp phun ra, liền nghe được ngoài điện truyền đến một đạo âm thanh trung khí mười phần, là cái lão thái bà, ninh thị son phấn cao thơm cửa hàng, tự nhiên do ninh thị chủ mẫu làm chủ vận doanh. Đông cung trong chính sảnh người, nhao nhao nhìn về phía cửa ra vào người đến chính là một thân đỏ thẩm cáo mệnh phục tóc trắng tơ bạc chống gậy tinh thần khỏe mạnh ninh gia lão thái thái nàng chảy lấy tối cổ tấm búi tóc kiểu dáng trên trán một đạo màu đen bôi tráng bôi tráng trung ương một cái cây huyết thạch cây huyết thạch có thể nhìn thấy từng chiếc tơ máu chính là cực trân phẩm mặc dù đã sáu bảy chục tuổi nhưng mà hai con ngươi không hiện vẫn đục chân cứng trắng cái kia gỗ đào quải trượng bên trên khắc in phật gia châm ngôn quải trượng chính là một cái trang trí, lão thái thái đi đường mang gió, đoán chừng sống thêm cái 20 năm không có vấn đề, kinh đô nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ổn định hầu phủ trụ cột, phượng ấu sao lập tức cảnh giới lên, cái này tiểu lão thái thái mặc dù dáng người nhỏ, nhưng lại toàn thân tràn đầy khí thế, không thể coi thường, nghe đồng ninh lão thái thái là cái nhân vật hung ác, truyền ngôn quả nhiên không giả, lão thái thái này tới thực sự là quá kịp thời, mới mở miệng. Liền nói ổn định hầu phu nhân là trưởng gia chủ mẫu, đây rõ ràng là tại bỏ xe giữ tướng chuẩn bị đem ổn định hầu phu nhân đẩy đi ra gánh tội thay bảo vệ toàn bộ hầu phủ bà bà ổn định hầu phu nhân vừa nghe thấy lời ấy lúc đó sắc mặt liền trắng bệch như chết người mặt tràn đầy đau lòng cùng tuyệt vọng ngài như thế nào nàng còn tưởng rằng bà bà là tới bảo đảm chính mình chưa từng nghĩ là tới đưa đao ổn định hầu phủ lão thái thái căn bản vốn không để ý tới con dâu quay người lại hướng về phía Thái Hòa Đế cung kính hành lễ, mệnh phụ bái kiến bệ hạ, vạn tuế kim sao. Thái Hòa Đế nhìn thấy cái này lão thái thái, nộ khí nội liễn chút, nên lão phu nhân xin đứng lên, người tới, cho lão phu nhân ban thưởng ghế ngồi. Phượng, ấu sao có chút ngoài ý muốn, người nhà họ ninh, dưới loại tình huống này, lại còn có thể được bệ hạ ban thưởng ghế ngồi, vị này thà lão thái thái, lại có lớn như vậy giá đỡ, có thể để cho bệ hạ đều đối nàng lễ nhượng ba phần, thái tử dường như nhìn ra nghi ngờ của nàng, thấp giọng giải thích nói, nàng cùng đã qua đời hoàng tổ mẫu, là hơn 40 năm khuê trung mật hữu, tình như thân tỷ muội Phụ hoàng tuổi nhỏ lúc đời, cũng phải qua chiếu cố cho nàng, phượng ấu yên tâm bên trong lột bột rồi một lần, chiêu cùng thái hậu đã chết, thái hòa đế đối với vong mẫu rất là hoài niệm, nhân thể chắc chắn sẽ nhớ tới tình cũ, coi như ninh gia phạm tội, cũng sẽ cho ninh lão thái thái lưu hai phần chút tình mọn, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, thái tử phi trúng độc, hoàng trưởng tôn gặp nạn, mệnh phụ đau lòng vạn phần, ấy nấy cực kỳ, ninh lão thái thái tựa như không thấy phượng ấu sao một mắt, toàn bộ nhiệt tình, đều làm cho ở hoàng đế trên thân, càng không ngừng bán thảm, đánh cảm tình bài, ta già, đem trưởng nhà quyền lực cho tiểu bối, ngóng trong tiểu bối có thế có tiền đồ, đứng lên ninh gia, kết quả bọn tiểu bối đều làm cho người rất thất vọng vậy mà để cho ninh thị song phấn trong cửa hàng chảy ra loại kia chứa độc hương phấn tới. Thang, thở khóc lóc, tình cảm thắt sâu, diễn kỹ nhất lưu, dăm ba câu, đem chính mình cái này sau lưng chân chính ninh gia người cầm quyền, hái sạch sẽ, thái hòa đế thở dài nói, ninh lão thái thái chớ có khí đã thương thân thể, ninh gia tiểu bối đích xác quá không ra gì chút, làm hại trẫm kém chút mất đi hoàng trưởng tôn. Đích, thật là một đám đáng chết đồ chơi, bệ hạ cứ việc xử trí nên lão thái thái dơ lên cái kia gỗ đào quải trượng, hung hăng liền hướng ổn định hầu phu nhân cùng mạnh có trên thân, ném tới, các ngươi tạo nên ninh thị hương phấn, kém chút hại chết bệ hạ kim tôn huyết mạch. Kỳ tội nên trảm. Gỗ, đào quải trượng cùng lão thái thái các loại cao, cũng nặng lắm, cứ như vậy ném qua đây, quải trượng đầu thú, đập bể ổn định hầu phu nhân đầu, Máu tươi từ thái dương cốt cốt chảy ra, ổn định hầu phu nhân ủy khuất bưng kính vết thương, bà bà đây là muốn nàng đi chết a à, cái gì kỳ tội nên trảm, cái này bà già đáng chết, trước đây mấy người bọn họ cùng một chỗ mưu đồ trắng bột trì sự tình, là thuộc cái này bà già đáng chết tích cực nhất, hiện tại lại đảo ngược, xảy ra vấn đề, sự việc đã bại lộ, để cho nàng cái này làm con dâu một mình gánh chịu toàn bộ trách, trên đời này sao có thể có nhẫn tâm như vậy bà bà, thái hòa đế dương mắt, quét ổn định hầu phu nhân một mắt. Trong con người một mảnh thanh minh, lại nhìn một chút ninh gia lão thái thái, nói, mưu hại hoàng tự, đích thật là kỳ tội nên trảm, trẫm không xuất thế hoàng tôn tất nhiên thấy hồng, như vậy hung thủ kia, cũng phải thấy máu. Là mệnh phụ cái này tham tiền con dâu, cùng nàng cái kia ngự y biểu huynh đồng mưu, bệ hạ cứ việc xử trí, ninh gia lão thái thái bày ra một bộ dáng vẽ quân pháp bất vị thân, ổn định hầu phu nhân hét lên một tiếng, bà bà. Mạnh có cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến một bước này hắn bị ninh gia lão thái thái đẩy đi ra làm dê thế tội ninh lão phu nhân trước đây vi thần lấy ra bí truyền ngài cũng không phải như thế ngậm miệng ninh lão thái thái nghiêm nghị cắt đứt hắn nhặt lên gỗ đào quải trượng một côn một côn mà hướng mạnh có trên lưng rút ngươi cái này đầy mình ý nghĩ xấu người khác họ chính là một cái bạch nhãn lan những năm này ninh gia đem ngươi đưa vào thái y viện ngươi không có ơn tất báo lại cống hiến ra loại kia ác độc trắng bột chì đơn thuốc, muốn đem Ninh gia kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Ninh, lão thái một bên đánh, một bên tiến đến kêu oan con dâu bên tai, dùng vẻn vẹn hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, ngươi nhận phía dưới, Ninh phủ mới có thể bảo trụ, lão thân cam đoan cái này ổn định hầu phủ sau này cũng là thế vũ. Ổn Định hầu phu nhân chấn động, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đúng vậy a, à, nếu như ổn định hầu phủ trên dưới toàn bộ hoạch tội, cái kia con độc nhất ninh thế vũ, cũng sẽ biến thành tù nhân, tiền đồ hủy tận ổn định hầu phu nhân cảm xúc gần như sụp đổ, nàng che miệng, nước mắt mãnh liệt, không có lựa chọn, liền xem như vì thế vũ, nàng cũng phải, mạnh có là cái đại nam nhân, chịu lão thái thái đánh, lại gánh tội, trong lòng tràn đầy là lệ khí, đang chuẩn bị phát tác, cá chết lưới rách, đem toàn bộ ninh gia đều kéo xuống nước, trong lúc đột ngột, trong lòng bàn tay của hắn, bị ninh lão thái thái lấp một tờ giấy đi vào, sau một lát, bệ, hạ, vi thần nhận tội, là vi thần hám lợi đen lòng, cùng biểu muội hợp mưu, tại ninh thị son phấn trong cửa hàng trắng trợn bán kịch độc trắng bột chì. Ô ô, bệ hạ, là tội phụ quản lý cửa hàng không làm, hết thảy đều là lỗi của ta, cùng ninh gia những người khác không quan hệ. Mạnh, có cùng ổn định hầu phu nhân, song song quỳ xuống dập đầu. Nhận xuống tất cả tội danh, phượng ấu sao nhíu mày, tình huống, không thể khống nửa đường dết ra cái thà lão thái thái muốn đem trắng bột chì sự kiện đến ổn định hầu phu nhân mạnh ngự y ở đây kết thúc thái hòa đế trầm giọng nói đã nhận tội đem ổn định hầu phu nhân cùng mạnh ngự y ép vào tử lao ngày mai ngọ môn chém đầu ổn định hầu tước vì ninh tử tước công hầu bá tử tước là tước vị tứ đẳng ninh gia trực tiếp từ hầu gia trẻ thành lớp thấp nhất tử tước này bằng với là để cho ninh gia từ kinh đô nhất lưu thế gia trực tiếp rớt phá đến mặt đẳng thế gia thậm chí còn không bằng trước đoạn thời gian phong cái kia thương nhân an khang bá tước chức cao ninh gia lão thái thái nụ cười trên mặt đều có chút nhịn không được rồi ống tay áo phía dưới móng tay đều đào được trong thịt vẫn là không người quỳ xuống tạ chủ long ân cái này ninh gia thật đúng là xuất huyết nhiều a à, mà hết thảy này cũng là phượng ấu sao đưa đến ninh gia lão thái thái khóe mắt quét nhìn quét về nàng âm trầm thù này nàng nhớ kỹ phượng ấu sao cũng không sợ, ánh mắt trực tiếp nên đón tiếp lấy, nửa phần không lộ e sợ, cách một ngày, ổn định hầu phu nhân cùng mạnh có ngọ môn chém đầu, phượng ấu sao còn cố ý đi xem, a à, cửu bồi tiếp, hắn dắt tay của nàng, một cùng nàng mười ngón đang xen, lòng bàn tay của nàng lộ ra hơi lạnh, quân nghiêng chính liền đem lòng bàn tay mình nhiệt độ, truyền lại cho nàng, xoa nắng nàng lạnh ngọc một dạng làn da, loại này đau phủ chặt đầu tràn diện, cảm thấy nói sợ, lần sau đừng tới phượng ấu sao lắc đầu, ta không sợ. Đao phủ đao rơi xuống ổn định hầu phu nhân cùng mạnh có đầu, giống bóng da, lăn ở trên pháp trường. Rất nhiều người che mắt thét lên, phượng ấu sao chỉ là nhìn xem, mặt không chút thay đổi nói, ta vốn cho rằng, có thể một lưới bắt hết bọn họ, lực lượng của ta, vẫn là quá nhỏ bé. Ninh, lão thái thái rõ ràng mới là chủ mưu, lại bằng vào chiêu cùng thái hậu quan hệ cùng cây độc thủ đoạn, ung dung ngoài vòng pháp luật, quân nghiên chính chắn trước người của nàng, mở ra hữu lực cánh tay, đem nàng đầu nhẹ nhàng đặt tại trên bả vai của mình, cho nàng một cái có thể dựa vào lồng ngực, mắt đen tựa như địa ngục minh uyên, ngươi yên tâm, bọn hắn một cái đều chạy không được, còn lại đều giao cho ta, ấu sao. Phượng ấu sao cảm thấy hơi mệt, nàng hơi hơi nhắm mắt lại, dựa nghiêng ở tình nhân đầu vai, vòng lấy hắn kiên cố hữu lực hẹp eo, ngửi ngửi trên người hắn làm cho người an tâm hương vị, ngươi đã làm được rất tuyệt. Quân Nghiên chính ôm nhu an ủi, cái cầm nhẹ cọ sát đỉnh tóc của nàng, là Ninh gia lão thái bà kia quá hữu tâm kế, đối phó loại lòng dạ này cực sâu đồ vật, ta am hiểu nhất, ngươi cái gì cũng không cần lo lắng, chờ vi phu tin tức tốt, phượng ấu sao sững sờ, vi phu, xưng hô thế này, cơ hồ là trong nháy mắt, một cổ sóng nhiệt liền vọt tới trên mặt, trắng nõn như ngọc khuôn mặt nhỏ, giống như khói phi lộ ra nhiếp nhân tâm phách phấn, trái tim đang cuồng loạn, huyết dịch nghịch lưu, phượng ấu sao vốn là tâm tình không thế nào tốt, hơi có chút tan, nhưng mà bị người yêu dạng này ôm ấp lấy, nghe hắn một tiếng kia âm thanh dỗ ngon dỗ ngọt, nghe một câu kia, vi phu, tất cả hỏng bét cảm xúc, toàn bộ quét sạch sành xanh, đừng, đừng loạn kêu. Thoáng, một cái xưng hô vượt qua, nàng căn bản thích ứng không tới, quân nghiên chính lại đặc biệt không biết xấu hổ, cười hắc hắc, nơi nào kêu loạn vốn chính là phát dắt được trong ngực người yêu muốn đẩy hắn ra hắn vội vàng nắm chặt cánh tay đem người vững vàng cho trói buộc chặt căn bản vốn không cho nàng cơ hội đào tẩu phượng ấu sao có chút không tiếp nổi hắn một chiêu này sắc mặt càng ngày càng hiện lên màu ửng đỏ làm sao lại là a hai người bọn họ xác định tâm ý còn không có bao lâu đây lúc này mới vừa mới tiến yêu nhau giai đoạn liền muốn thẳng đến hôn nhân điện đường quân nghiên chính thật sâu ngắm nhìn nàng coi như đây là máu tanh pháp trường coi như bên cạnh có rất nhiều người hắn đen như mực hai mắt sâu vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy một mình nàng cái bóng rất nhanh liền đúng rồi ấu sao ta đã chờ quá lâu hắn là động trước tâm cái kia so với nàng sớm động tâm khoảng chừng hơn một năm phía trước một năm kia nhiều thầm mến cùng tương tư đơn phương tất cả bên trong mùi vị không cách nào lời nói đó là tương đối dày vào người đồng thời lại hiện ra vẻ khổ sở ngọt đánh thắng trận về kinh đô sau đó hai người lại dắt tay đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn rốt cuộc đến lòng của nàng, từng bước từng bước, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ nàng chịu một chút vĩ khuất, chỉ sợ nàng có một tí một hào khó chịu, tấu sao, tháng 6 kết thúc. Quân, nghiêng chính khóe môi độ công càng sâu, tham luyến mà cọ sát đỉnh tóc của nàng, đã là tháng 7. Ta, đã lấy được tam thúc đồng ý, thất tịch hôm đó, liền chính thức tới cửa cầu hôn, sau 7 ngày, ngươi chính là ta danh chính ngôn thuận chiến thân vương phi, chúng ta sẽ vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ, sinh con, tốt nhất hài tử đều lớn lên giống ngươi, cảnh tượng đó, quân nghiên chính cái là hơi tưởng tượng một chút, liền sẽ hưng phấn mà toàn thân run rẩy, trong lòng nóng bỏng, như cái người điên, khống chế không nổi lòng tràn đầy cuồng nhiệt cân, thời gian trôi qua thật nhanh, phượng ấu sao đồng thời không có cảm thấy cảm giác đến, tháng 7 có cái gì khác thường. Tự nhiên cũng không biết hắn chuẩn bị thất tịch cầu hôn, ngừng tạm nàng nhỏ giọng oán trách câu về sau cũng không cần như vậy gọi a à. ấu sao ngươi nhìn đầu đường viên kia đoàn tụ cây hoa nở thật xinh đẹp trên nhánh cây còn có vừa so sánh dực điểu đâu quân nghiên chính cắt đứt nàng cố ý ngăn chặn thanh âm của nàng đồng thời tương đương bá đạo dắt nàng mềm mại tay nhỏ đi vi phu dẫn ngươi đi xem phượng ấu sao cứ như vậy bị hắn cho kéo đi trong lòng thầm mắng một câu da mặt dày còn gọi ánh mắt lại không khống chế được theo dõi hắn dắt chính mình cái kia trắng nõn thon dài đại thủ bên trên, tùy ý hắn lôi kéo chính mình đẩy ra đám người, một đường chạy chậm hướng phía trước, một chớp mắt kia, tháng bảy gió, mang theo đoàn tụ hương hoa, từ gương mặt vất qua, phượng ấu sống yên ổn ra một loại cảm giác, hy vọng hắn có thể một mực dắt chính mình, vĩnh viễn không buông ra, nàng thiếu niên, đã lớn lên, có thủ hộ năng lực của nàng, nào có cái gì chim liền cánh, cái này gọi lam chim khách. Chạy, tới dưới cây hợp hoang, Phượng ấu sao cười chỉ hướng trên cây, cười hắn, ngốc hay không ngốc, chim liền cánh là trong truyền thuyết chim chóc, là hư cấu đi ra ngoài, cũng không phải là chân thực tồn tại. Quân, nghiêng 90 điểm kiên trì, thậm chí còn bị khuất bẹp hạ miệng, không, chính là chim liền cánh. Nàng như thế nào cuối cùng sát phong cảnh, đang vi phu trong mắt, đó chính là. Ngươi, nghiện rồi đúng không? Phượng ấu sao trừng hắn, đưa tay ra, nếu lấy lỗ tai của hắn, nhéo nhéo, đau, a à, cửu đáng thương nhìn thấy nàng, cũng không né, tùy ý nàng đem lỗ tai của mình cho vặn đỏ lên, tức phụ nhi nhẹ một chút. Phượng ấu sao, không cho phép nũng nịu. A, à, cửu không nghe thấy tựa như, từng điểm từng điểm dời đến trước người nàng, cúi đầu xuống, đặt tại trên vai của nàng, sát bên nàng cọ, trong cổ họng phát ra một tiếng tiểu động vật một dạng lẩm bẩm âm thanh, phượng ấu sao khuôn mặt bạo hồng, cái này, ai chịu nổi, làm nũng muốn mạng người, cách Nửa cái đường phố, một bên là thức ăn cho chó hiện trường, một bên khác nhưng là huyết tinh pháp trường, là luyện ngục nương. Nương a, không nên rời bỏ ta. Ninh, gia Ninh thế tử, khóc đến không thành hình người, đi cho ổn định hầu phu nhân nhặt xác, nâng mẹ ruột chết không nhắm mắt đầu, cẩn thận ôm vào trong ngực, hai mắt đỏ bừng, tơ máu bò đầy trong mắt, bi thương như hắc ám nước biển một dạng đem hắn bao phủ, thế vũ a, đem mẹ ngươi đầu, thả ra a. Ninh lão thái thái một bộ bạch y, vụng trộm lau, chùi đi nước mắt, tiến lên đỡ thương yêu nhất cháu trai, ngươi dạng này ôm, mẹ ngươi cũng sẽ không sống lại, vẫn là để nàng nhập thổ vi an a. À. Không, ta không thả. Ninh Thế Vũ giống như là gặp ma, toàn thân cao thấp chiến tranh cân não lật, mặc cho ổn định hầu phu nhân cổ chỗ đứt máu tươi, dụng đỏ hắn một tiếng màu trắng áo tan, nương là thay chúng ta cả nhà chết. Hắn ngồi sổng ở tại chỗ, giống như là ngây dại ông chặt mẫu thân đầu, huyết thủy cùng nước mắt hội tụ tại một chỗ, tựa như lệ quỷ. Ninh lão thái thái vốn là tiến lên đỡ Ninh Thế Vũ, lại bị cảm xúc kịch liệt Ninh Thế Vũ bị đẩy một cái, suýt nữa ngã nhào trên đất. Ninh lão thái thái mười phần chấn kinh, sắc mặt biến hóa. Thế Vũ đây là, quán nàng cái này tổ mẫu, để cho con dâu đi thay toàn bộ Ninh gia gánh tội thay, là nàng ý tứ không tệ, nhưng mà không thể để cho Tôn Nhi oán hận chính mình. Thế Vũ, mẹ ngươi là một cô gái tốt tại đông cung nàng vì ngươi vì phụ thân ngươi vì toàn bộ ninh gia nghĩa vô phản cố chống đỡ hết thảy ninh lão thái thái buồn từ trong tới diễn kỹ cũng là nhất lưu cảm xúc sung mãn nước mắt nói đến là đến đều do cái kia phượng ấu sao chính là không buông tha chúng ta ninh gia nàng bức bách mẹ ngươi nuốt vào mấy hộp ninh thị hương phấn đem mẹ ngươi bức đến không ngừng thổ huyết chính là không buông tha mẹ ngươi nhất định phải trị ta mẹ ngươi mưu hại hoàng trưởng tôn tội a à. vừa có oán hận, vậy liền đem phần này oán hận giá trị, đều đẩy lên tiểu tiện nhân kia trên người, một chiêu này, quả nhiên hữu hiệu, chỉ thấy trên mặt đất ôm huyết nhân đầu ninh thế vũ, nghe nói như thế, hai mắt đỏ thẩm tựa như tu la ác quỷ đồng dạng, ngửa đầu phát ra thống khổ tru lên, phượng ấu sao? Phượng ấu sao? A a a! Ngươi dám đối với ta như vậy nương, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định phải nhường ngươi nợ máu trả bằng máu khe lương nguyền rủa âm thanh quanh quẩn ở trên không đung đưa đoạn đầu đài phía trên người chung quanh sớm đã tán đi chỉ còn lại có nhặt xác người thế vũ đứa nhỏ ngốc đừng khóc đã thương thân thể sau lưng của ngươi vĩnh viễn có tổ mẫu tổ mẫu sẽ giúp ngươi báo thù ninh lão thái thái bu lại vây quanh ở nàng cháu ngoan không chỗ ở vuốt tôn nhi lưng an ủi cuối cùng ninh thế vũ buông lỏng tay ra đem người của mẫu thân đầu bỏ vào quan tài hắn cũng không sợ cứ như vậy hướng về phía ổn định hầu phu nhân cái kia hình dung đáng sợ thi thể, lại khóc một hồi, nên lão thái thái cả sai vặt đi tới, có chuyện hồi báo, lão, phu nhân, án lấy chỉ thị của ngài, tiểu nhân vừa rồi trộn đi theo phượng ấu an hòa chiến thân vương đằng sau, hai người bọn hắn đi tây nhai đầu dưới cây hợp hoang, cũng không làm cái gì, chính là dưới ban ngày ban mặt, ôm ôm ấp ấp, giống hai cái giả uyên ương tựa như, dính nhau cái không xong. Hừ, có tổn thương phong hóa ninh lão thái thái mười phần khinh thường đáy mắt xẹt qua nồng nặc khinh bỉ phượng ấu sao tác phong không quy phạm hoàn toàn không cố kỵ danh tiếng cùng mặt mũi làm cho người buồn nôn vừa nghĩ tới ninh gia là bị tiện nhân như vậy cho đấu suy sụp nàng liền giận không chỗ phát tiết lão phu nhân nói là cái này họ phượng chưa từng có qua danh tiếng nhất quán câu lan tác phong cả sai vặt kia cũng cực kỳ chán ghét trước đó đuổi ngược thái tử khóc lóc vang nài mà lấy lại thái tử bị thái tử bỏ lại không khuôn mặt không có da mà lấy lại chiến thân vương loại nữ nhân này là phải bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước ninh lão thái thái nghe dễ nghe thưởng gã sai vặt này một thỏi bạc đi đem khâm thiên giám trương thiên sư mời đến ninh gia gặp đại nạn này là nguy rồi tiểu nhân trương thiên sư chắc có biện pháp giúp ninh gia xua tan vận rủi ninh lão thái thái rất mê tín đồng thời nàng và cái này trương thiên sư cũng là nhiều năm bằng hữu cũ hồi nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hai nhà lại là thế giao, nhiều năm như vậy, phần tình nghĩa này, chưa từng từng đứt đoạn, thậm chí, thế vũ cái kia không thiên giám quan ở kinh thành, cũng là trương thiên sư giúp một tay, hơn nữa, trương thiên sư giúp ninh gia nhà sửa đổi phong thủy, cũng cho ninh lão thái thái đưa phù triện, làm qua pháp, đổi qua mệnh cách ổn định hầu phủ bản hiệu, bị tháo xuống, lại không ổn định hầu, chỉ có ninh tử tước. Tôn này đắt tiền bản hiệu bọn hắn ninh gia cũng không khuôn mặt treo, đổi lại lụa trắng làm cảo, quan tài dừng ở trong viện, bởi vì ổn định hầu phu nhân là hoạch tội chi thân, tử hình phạm nhân, cho nên linh đường cũng không có bố trí, cũng không có tổ chức lớn tan sự mà ninh gia bởi vì trắng bột trì sự tình, lưu lạc đến nước này, đã là mang tội chi thân, đồng lưu ngày xưa đều tránh không kịp, đầu óc nước vào mới có thể tới phúng viếng một cái tội phạm tử hình thi thể, cũng chỉ có trương thiên sư, nguyện ý lên môn tới, ninh lão phu nhân, nén bi thương. Trương. Thiên sư một bộ đạo bào, râu tóc bạc phơ, một tiếng thật dài thở dài, không được lắc đầu, người chết không thể sống lại, Ninh phủ cũng là chú định có này một kiếp. Thiên mệnh không thể trái a. À? Ninh, lão thái thái đem Trương Thiên sư mời vào trong phòng, cái gì thiên mệnh không thể trái. Vì cái gì nói như vậy? Lão thái thái không hiểu, lần trước ta liền viết một phong thư, để cho thế vũ mang cho ngươi để cho ninh gia không cần cùng phượng mệnh nữ tử khắp nơi đối chọi gây gắt, sẽ hỏng khí vận. Trương Thiên Sư thẳng lắc đầu, ninh lão thái thái sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là thuận miệng một khuyên. Tự nhiên không phải. Trương, Thiên Sư vô cùng phiền muộn, phượng ấu sao chính là phượng hoàng vu phi, thẳng lên thanh vân, cửu cửu cử cực quý chi mệnh, lão đầu tử tính toán cả đời mệnh, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng loại này đặc biệt mệnh cách, phong mang quá mạnh, đánh đâu thắng đó ninh lão thái thái có chút không cao hứng so với ta mệnh cách còn đắt hơn nàng là phú quý vượng phu mệnh cách nhưng hưng gia trạch vinh quang sùng bái không giống nhau phượng ấu sao là trời sinh phượng mệnh người phú quý vượng phu mệnh lại là hậu thiên trương thiên sư ngừng tạm mấp mấy môi không có lại tiếp tục đó là hắn đời này đã làm cực ít thiệt thòi tâm sự một trong vì thanh mai trúc mã đổi mệnh cách ca. ninh lão thái thái cười lạnh một tiếng nói như vậy Phượng ấu sao Phượng hoàng mệnh cách, đích thật là giỏi hơn ta." Trương Thiên sư nói, "Ngươi cả đời này cũng coi như là vinh quang giàu sang. Kinh đô rất nhiều quý phụ nhân, chỉ có ngươi được nhất phẩm cáo mệnh phong hào, cùng chiêu cùng thái hậu là khuê trung mật hữu, lo liệu Ninh phủ hơn nửa cuộc đời, vượng cả một cái gia tộc, danh lợi, phú quý, nên có đều có." Ninh lão thái thái đen khuôn mặt, nhưng bây giờ lại đều đã mất đi. "A, à, Vũ, ngươi nhanh 70 tuổi." hưởng thụ người nàng phú quý vượng phu mệnh cách ước chừng 50 năm, cũng gần như đủ. Trương Thiên Sư nội tâm một mực rất ấy nấy, hắn đã từng giúp A Vũ đổi mệnh, đổi mệnh cách, là chuyện thương thiên hại lý, 50 năm qua đi, Trương Thiên Sư còn có thể mộng thấy, cái kia ngã vào trong vũng máu, hai mắt chỉ còn lại có tròng trắng mắt, đau đớn kêu trên thiếu nữ, thiếu nữ kia bị lượt đoạt mệnh cách sau đó, đã thương hồn phách, đã thành một cái ngu dại điên rồ, sợ là sống không được 50 năm, không, đủ, nên lão thái thái ánh mắt ngoan lệ tất nhiên đổi cho ta vì cái gì lão thiên còn muốn thu hồi đi còn cố ý để cho cái kia phượng mệnh tiện nhân nhiều lần xuất hiện tại trước mặt ninh gia trương thiên sư thầm nghĩ khả năng là báo ứng a a vũ vợ ngươi chết mạnh ngự y cũng đã chết hai người bọn hắn đỉnh tất cả tội con của ngươi mặc dù bị nạo tước vị nhưng nhiều năm như vậy ninh gia cũng rất có tích lũy ninh gia chỉ cần an phận thủ thường vẫn như cũ không gặp qua cùng khổ thời gian, chuyện này liền đến ở đây ngừng a. À. Không được. Ninh lão thái thái đột nhiên đưa tay ra, cắt cao bắt được Trương Thiên sư tay áo, trong lòng của nàng hiện ra một cái hắc ám ý niệm, cái chi phượng ấu sao trời sinh phượng hoàng mệnh cách thì sao, ngươi không phải sẽ đổi mệnh sao? Đem nàng phượng mệnh, đổi cho Thanh Tuyết. Nàng, già, muốn phượng mệnh cũng vô dụng, không có khả năng làm hoàng hậu, còn không bằng cho nên Thế Vũ muội muội Ninh Thanh Tuyết, Ninh gia sau này cũng có thể có cái hy vọng trở thành phượng mệnh hoàng hậu mẫu tộc, lại độ vinh quang đứng lên, Trương Thiên Sư khó có thể tin nhìn xem nàng, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi, "A à, Vũ, ngươi điên rồi." "Ta không điên." Ninh, lão thái thái rất chân thành, càng ngày càng cảm thấy có thể thực hiện, đáy mắt khó nén tham lam, Thanh Tuyết còn chưa gả nhân gia, dùng lúc trước biện pháp, đem phượng ấu sao mệnh cách đổi cho nàng. Mặc kệ về sau thái tử, sầm vương, chiến thân vương, ai làm hoàng đế, phượng mệnh nữ tử đều tất định là sao? Lão phu sẽ lại không làm chuyện như vậy. Trương Thiên sư cũng tức giận, một cái hung hăng hất ra Ninh lão thái thái tay, âm thanh khàn giọng, mặt mũi tràn đầy đau đớn, 50 năm trước ta liền đã thề, đó là một lần cuối cùng. Ngươi, không phải một mực rất ưa thích Thanh Tuyết sao? Nói dung mạo của nàng giống lúc còn trẻ ta Ninh lão thái thái đổi một ngữ khí, bắt đầu dùng nhu tình thế công, nàng là lão tam nữ nhi duy nhất, nàng liên tiếp trương thiên sư, khóe mắt trưng trưng, vĩ quốc nói, lão tam thế nhưng là ngươi, trương thiên sư phản phất bị bỏng đến một dạng, đột nhiên đứng lên ống tay áo phía dưới tay, đang rung, hắn cùng với A Vũ, một mực có tư tình, cũng có một con tư sinh, chính là ninh gia tam gia, là A Vũ cùng hắn cùng đi suối nước nóng đạo quán tế bái tam thanh tổ sư gia lúc, mang thai, thanh tuyết nếu là được phượng ấu sao phượng hoàng mệnh cách ngươi chính là tương lai hoàng hậu thân tổ phụ liền xem như vì chúng ta huyết mạch duy nhất đổi lại một lần vừa vặn rất tốt trương thiên sư xoắn suýt ca vũ với hắn đó chính là thanh mai trúc mã ánh trăng sáng mối tình đầu hai người bởi vì một chút nguyên nhân riêng phần mình thành hôn gây dựng gia đình nhưng vẫn như cũ trong lòng đều chứa lẫn nhau phần cảm tình này chưa từng có nhạt qua hắn vì a vũ nghịch thiên đổi mệnh vì con cháu của nàng hậu đại trù tính nàng đã từng trong bóng tối mấy lần đã giúp phu nhân của mình trương phu nhân có một lần không cẩn thận va chạm chọc giận đã qua đời chiêu cùng thái hậu nếu như không phải a vũ hỗ trợ cầu tình phu nhân có thể muốn bị thái hậu giết chết nhiều năm như vậy hai người hai bên cùng ủng hộ ninh gia cùng trương gia thậm chí còn có nghi tử càng có hơn cái tôn nữ trương thiên sư trước đó vẫn cảm thấy hai người lẫn nhau yêu nhau không nhất định phải cùng một chỗ chỉ cần đối phương trải qua hảo cần đối phương thời điểm mãi mãi cũng tại, như vậy là đủ rồi. Nhưng hôm nay xem ra, A Vũ tự hồ đã xa xa không thể thỏa mãn với đó, cướp đoạt người khác mệnh cách, quá mức âm hiểm. Chuyển vần, báo ứng xác đáng. Hai, chúng ta cũng là nửa thân thể tiến đất người, còn có cái gì có thế sợ, chẳng bằng triệt để không thèm đếm xỉa, vì hậu thế liều một phen mệnh, tranh một chuyến tương lai, nên lão thái thái càng ngày càng nắm chặt tình nhân tay, ngươi đừng sợ, coi như xuống địa ngục ta cũng bồi tiếp ngươi cùng một chỗ chúng ta đến phía dưới còn tiếp tục làm bạn câu nói sau cùng đem trương thiên sư tâm cho ấm lửa nóng niệm cả đời thanh mai trúc mã chết cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ đến âm tàu địa phủ cùng hắn làm bạn đó chính là hứa hẹn sau này cho hắn làm quỷ vợ nghĩ như vậy gặp báo ứng sau khi chết xuống địa ngục cũng không phải đáng sợ như vậy chuyện trương thiên sư thành công bị thuyết phục trên mặt đã lộ ra đạt được ước muốn nụ cười kích động ôm ấp lấy thà lão thái thái hảo a vũ ta giúp ngươi đến phía dưới chúng ta kết minh hôn ninh lão thái thái đầu đặt tại trương thiên sư trên bờ vai nụ cười trên mặt hơi có chút miễn cưỡng cái gì minh hôn bất minh cưới nghe thì trách làm người ta sợ hãi nàng là ninh gia lão phu nhân sau khi chết tất nhiên cũng muốn cùng phu quân hợp tán bài vị cùng phu quân cùng một chỗ đặt ở tổ tông trong đường để cho ninh thị hậu nhân tế bái cái này. A nha, ngươi, cái kia phu quân qua đời mười mấy năm, đoán chừng cũng sớm đã đầu thai chuyển thế, không ở bên dưới, sẽ không quấy rầy đến chúng ta. Trương Thiên Sư rõ ràng hiểu rất rõ nàng, biết trong nội tâm nàng lo lắng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta là Thiên Sư, tinh thông quỷ thần sự tình. Ninh lão thái thái lúc này mới yên tâm, hảo. Hai, người, liền nói xong như vậy, Ninh lão thái thái nhưng có chút chờ không nổi, ta đáp ứng sau khi chết ở cùng với ngươi, ngươi chừng nào thì, cho thanh tuyết đổi tôn quý nhất phượng mệnh. Trương, thiên sư nghiêm mặt nói, phải chọn một cái nàng lạc đàn thời gian, đem nàng bắt đến tam thanh đạo quán sau suối nước nóng chỗ, ta từ bước trận, vẽ phù, bất quá, ở trước đó, ta cần tắm rửa trai giới chính ngày làm chuẩn bị, hắn vừa nói, một bên nhanh chóng bóp lấy tính cái gì, trong lúc đột ngột, sắc mặt hắn đại biến, không tốt, đợi không được chính ngày. Ninh lão thái thái không hiểu, thế nào? Nàng biết, đổi mệnh nhất thiết phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ, án lấy chương trình tới xử lý, nếu như tắm rửa trai giới thời gian không đủ, chuẩn bị thiếu thốn, có thể sẽ chỗ sai lầm, trương thiên sư biến sắc lại biến, đợi không được mùng 9 tháng 7, mùng 7 tháng 7 hôm đó, lão phu tính ra trong kinh có chuyện lớn muốn phát sinh, cùng phượng mệnh nữ tử có cực lớn liên quan. Ninh lão thái thái rất khẩn trương, có thể tính xuất cụ thể sao? trương, thiên sư ngưng thần bấm niệm pháp quyết, cưỡng ép nhìn trộm thiên cơ, sắc mặt đều hơi trắng bệch, nàng. Hồng Loan tinh động. Sợ là, có hôn nhân sự tình. Ninh, lão thái thái là người thông minh, phỏng đoán nói, Tết thất tịch, Hồng Loan tinh động, hôn nhân đại sự, chẳng lẽ Phượng Ấu sao lại muốn thành cưới, không đúng, thật thành thân sẽ không tới bây giờ còn chưa động tĩnh, khả năng lớn hơn tính chất là ban hôn trương thiên sư nhìn về phía nàng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý phượng ấu sao mặc dù cùng chiến thân vương thân mật nhất nhưng bệ hạ không vui chiến thân vương tuyệt đối sẽ không đem phượng mệnh nữ tử ban hôn cho hắn bệ hạ thiên ái từ đầu đến cuối cũng là sầm vương điện hạ sầm vương tự hồ đối với phượng mệnh nữ tử cũng có ý định hai người bọn họ khả năng lớn nhất a à, có trò hay để nhìn nên lão thái thái nhìn có chút hả hê bệ hạ đem tiện nhân kia ban hôn cho sầm vương chiến thân vương có thế đồng ý trương thiên sư nghiêm mặt nói không vui cũng vô dụng bệ hạ chính là thiên tử là người mang long vận người hắn ý chỉ chính là thánh chỉ không thể làm trái trương thiên sư cũng không cho rằng một nữ nhân tại hoàng quyền nam quyền lớn hơn trời quân lâm quốc có thế chống cự được thiên uy hôn sự này nhưng không phải do trẻ tuổi bọn tiểu bối thiên tử nói mới tính nên lão thái thái suy nghĩ một chút có đạo lý bệ hạ lập tức liền muốn bỗng đã uyên ương thật hả giận nàng từ trên xuống dưới nhà họ ninh bị phượng ấu sao làm hại thảm như vậy cuối cùng có thế ra một mụn ác khí tắm rửa trai giới chín ngày quá lâu đổi bảy ngày a hảo ngay tại tết thất tịch hôm đó thừa dịp loạn đem phượng ấu sao bắt đi a vũ ngươi đem thanh tuyết sớm một đêm đưa đến tam thanh đạo quán bên trong hai cái lão bất tử lập mưu ác độc kế sách một ngày trương thiên sư dùng chu sa tinh huyết thủy ngân vẽ ra hai trương dịch mệnh thần phù lại chế được hai cái màu trắng con rối bên trái vải trắng ngẫu sau lưng dán vào phượng ấu sau ngày sinh tháng đẻ bên phải miếng vải đen ngẫu sau lưng thì dán vào ninh thanh tuyết ngày sinh tháng đẻ sự tình xấu chính là ở chỗ chỗ này dưới tình huống bình thường một người ngày sinh tháng đẻ hết sức trọng yếu là không thể dễ dàng cho người khác nhất là muôn ngàn lần không thể cho loại kia hiểu huyền môn bói toán chi thuật người mà Trương Thiên Sư chính là quân lâm quốc huyền môn nhân vật thủ lĩnh, phượng ấu sau ngày, sinh tháng đẻ, là khi gả cho thái tử quân thiên giận, đưa ra đến thâm thiên giám, đối với bác tự đo lường tính toán thời điểm, bị Trương Thiên Sư trắc ra phượng mệnh, nhớ cho kỹ, thanh, tuyết, lấy một giọt máu cho lão phu. Trương Thiên Sư sắc mặt nghiêm túc, nhưng đối với Ninh Thanh Tuyết tiếng nói, lại ôm nhu dị thường từ ái, Ninh Thanh Tuyết một bộ thanh y, nàng mười phần thon gầy, làn da như trắng mãn nải nho. Cái mũi của nàng đặc biệt cao thẳng, chân núi bộ vị cứng rắn, cùng Trương Thiên Sư lỗ mũi trâu này lão đạo cái mũi, cơ hồ dáng dấp giống nhau như đúc hảo. "Ngài, mời ngài." Ninh Thanh Tuyết khéo léo đưa ra một đoạn cổ tay trắng, một bộ tùy ý trước mắt vị này huyền môn cường giả xử trí bộ dáng, tổ mẫu đã nói cho nàng biết, Trương Thiên Sư sẽ cho nàng đổi một cái phượng tại cửu thiên tuyệt hảo mệnh cách, chỉ cần thành công, nàng chính là đời tiếp theo hoàng đế hoàng hậu, nàng gã nam nhân thì sẽ là thiên mệnh sở quy hoàng giả không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc ninh thanh tuyết cũng giống vậy nàng tại ninh gia là không bị coi trọng ninh tam gia độc nữ một mực rất tự ti ninh tam gia dưới gối không con không có thi đậu khoa cử công danh không giống ninh gia đại gia nhận tước vị vị còn làm đại quan nhi ninh tam gia vô thanh vô tức ninh thanh tuyết cũng vô thanh vô tức kết quả chính là âm thầm như vậy tam phòng bỗng nhiên liền muốn ra một cái ngày hôm sau phượng hoàng mệnh cách Ninh Thanh Tuyết cái này là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Trương Thiên Sư dùng một cái khắc phù văn cổ xưa đồng tiền kiếm, phá vỡ Ninh Thanh Tuyết tay, đồng tiền kiếm chính là huyền môn chí bảo, từ 108 mai cổ xưa nhất đồng tiền cùng dây đỏ tích lũy ở chung với nhau, phù văn hỗn loạn, cổ vận du trường, rõ ràng nhìn xem lưỡi dao rất cùng, còn mang theo màu xanh đồng, hết lần này tới lần khác chính là sắc bén cực kỳ, đem hắn cháu gái ruột làn da, rạch ra một cái vệt máu, tí máu tươi giống đứt dây hạt châu, lăn xuống xuống, đem viết có phượng ấu sống yên ổn thần bác tự con rối đó tiểu nhân, sinh sinh từ màu trắng nhuộm ra từng mảnh huyết hồng, cuối cùng, trương thiên sư án lấy ninh thanh tuyết sau bàn tay, ba, phải một chút, đặt tại con rối trên lưng, lưu lại một cái đỏ tươi huyết thủ ấn, con rối đó búp bê, vốn là đang cười, bị huyết thủ ấn như thế vỗ sau đó, vậy đơn giản đường công phát họa đi ra cười. Đều lộ ra có mấy phần quỷ dị dữ tận, rõ ràng là giữa ban ngày, để cho người ta nhìn xem, đều cảm thấy âm trầm đáng sợ, hàng khí sưu sưu, trương thiên sư đem một trương dịch mệnh phù, dính vào huyết thủ ấn con rối búp bê sau lưng, nghi thức bước đầu tiên, huyết khôi, đã hoàn thành một nửa, nghĩ biện pháp lấy một chút phượng ấu sao huyết cho ta. Ninh, thanh tuyết gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trương thiên sư nói, lòng bàn tay vết thương còn đau phải không? Nhanh đi tìm tộc y lấy chút thuốc, băng bó một chút. Ninh, thanh tuyết lắc đầu, không đau một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại ta biết phượng ấu sao tam thẩm chính là vũ nghiêm hầu phu nhân cái kia không thể sinh con thạch nữ trương thiên sư có chút kinh ngạc ngươi lại vẫn nhận biết vũ nghiêm hầu phu nhân nghe nàng và phượng ấu sao quan hệ không tệ ngươi có thể từ nàng vào tay lấy tới một điểm phượng ấu sao huyết ninh thanh tuyết mỉm cười mộ song nhi còn không có lập gia đình thời điểm ta từng cùng nàng cùng một chỗ tại trong mộ đại tế tử thiết lập học viện nữ, cùng một chỗ có đi học, quan hệ cũng không tệ lắm. Khi đó học viện nữ bên trong những cái kia kinh đô quý nữ, phần lớn trào phúng mộ song nhi là cái sẽ không để trứng gà mái, nàng mỗi ngày đều sẽ chịu khi dễ, ta cùng với nàng là trước sau bàn, trong học viện chỉ có ta nguyện ý cùng nàng nói mấy câu, nàng rất tin tưởng ta, coi ta là bằng hữu. Khi, đó Ninh Thanh Tuyết, cũng là tự ti, nàng cảm thấy mộ song nhi có thiếu hụt, là trong nước bùng người, chính mình là vô dụng thà tam tiểu thư, hèn mọn nhát gan, hai người bọn họ là giống nhau, nhưng về sau mộ song nhi vận khí tốt, bị bệ hạ chỉ cưới cho trọng thương ngã gục vũ nghiêm hầu, mộ song nhi quá may mắn, vũ nghiêm hầu vậy mà không có chết, thân thể dần dần chuyển biến tốt, trong kinh đô còn thường xuyên có hai người vợ chồng hòa thuận. Phu thê tình thâm truyền ngôn, cái này khiến Ninh Thanh Tuyết ít nhiều có chút không cam lòng, một cái thạch nữ, đều có thể trải qua so với nàng hảo đều có thể được một cái soái khí có tiền phu quân như thế nào hết lần này tới lần khác liền tự mình còn tại ninh gia ngã ngửa sau nửa canh giờ ninh thanh tuyết ngồi ninh phủ xe ngựa đến nhà bái phỏng vũ nghiêm hầu phủ nàng vừa mới xuống xe mộ song nhi nhận được tin tức liền cao hứng đi ra ngoài tự mình nên đón thanh tuyết đã lâu không gặp ngươi thật đúng là có tâm đặc biệt sang đây xem ta vũ nghiêm hầu phu nhân ninh thanh tuyết cuối cuối thân thể thấy cái lễ ninh gia đã xuống dốc không có bị xuống làm tử tước phía trước cũng cùng mộ song nhi phu quân một dạng là hầu tước hiện nay sinh sinh thấp người một mảng lớn thanh tuyết muội tử mau dậy đi giữa chúng ta không cần những thứ này nghi thức xả giao mộ song nhi là cái tâm tư thuần thiện không có tâm cơ trước đó cùng nhau đi học thời điểm còn giúp đỡ lẫn nhau sớm qua là bằng hữu ninh thanh tuyết mặc chính là màu trắng thanh y trên đầu ghim màu ngà sữa hoa lụa một cây đũa gỗ tựa như cây trâm, ăn mặc vô cùng một mặt, một mặt là tam phòng không có tiền, một mặt khác là mẹ cả chết, nàng còn tại hiếu kỳ, lại nhìn mộ song nhi trên thân, hậu cung phi tử đều xuyên không hơn cống phẩm, thanh loan mềm gấm, mặt phỉ vòng tay, thế nước cực thông thấu, hồng ngọc, hồng sang hô cây trâm trâm cài tóc, thậm chí ngay cả mặt dày bên trên, đều có mấy trăm lượng bạc một khỏa đông châu trong viện cái bàn đồ uống trà bày cũng là từng khúc kim tơ vàng gỗ trinh nam, tơ vàng gỗ trinh nam trong hộp cơm, tràn đầy ninh thanh tuyết thèm rất lâu đều không nở mua quý giá đồ ăn vặt, vũ nghiêm hầu phu nhân trải qua thực sự là giống như thần tiên thời gian, làm cho người hâm mộ. Ta, vẫn thích ngươi giống như kiểu trước đây, bảo ta một tiếng xong nhi tỷ. Tam thẩm không khỏi cảm thán, bây giờ cũng có vẻ xa lạ. Ninh, thanh tuyết một mặt hổ thẹn, cúi đầu lã chả trực khóc, ninh gia làm ra trắng bột chì, làm sai chuyện, còn kể tội trên quý phủ phượng cô nương, ta đến cùng là ninh gia người, làm sao có ý tứ lại để ngài một tiếng xong nhi tỷ. Phượng ấu sao bây giờ, đang tại vũ nghiêm hầu trong phủ, nàng vừa rồi, đang phụng bồi tam thúc, tại hậu viện làm phục kiện, tam thúc hai chân, bây giờ không cần người đỡ, cũng đã có thể đi cái 15 phút, chỉ là còn không thể động võ. Còn không thể vận hành chân khí, phượng ấu sao vì hắn thiết kế một loạt khôi phục động tác huấn luyện cũng là hiệu quả rõ rệt, chung quanh khi không có có người, tam thúc thậm chí có thể trực tiếp đem quải trượng vứt bỏ, lúc đi bộ, cùng người bình thường nhìn xem không hề khác gì nhau, sinh hoạt hàng ngày không bị ảnh hưởng, cùng tàn phế, tê liệt, loại này chữ, cũng lại treo không mắc câu, phượng ấu sao chỉ đạo tam thúc làm xong phục kiện, liền đi tiền viện xem, cái này vừa liếc mắt, liền thấy tam thẩm đang lôi kéo một cái chưa từng thấy qua một mặt gầy yếu cô nương, tha thiết mà an ủi, nhìn ra được. Cái kia gầy yếu cô nương hẳn là tam thẩm tương đối quan tâm bằng hữu, phượng ấu sao nghe được tam thẩm âm thanh thanh tuyết muội tử. Ngươi mặc dù cũng họ Ninh, nhưng Ninh gia làm chuyện xấu, cùng ngươi cũng không quan hệ a. À. Ngươi một cái không được sủng ái tam phòng tiểu nha đầu, Ninh gia chuyện gì tốt đều không tới phi ngươi, đủ loại sinh ý cũng không để ngươi một cái nữ hài tử đụng, làm chuyện xấu chính là khác người nhà họ Ninh. Nhà chúng ta ấu sao là phi thường người hiểu chuyện, xưa nay sẽ không liên lụy vô tội hai người các ngươi niên kỹ tương tự, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi dẫn tiến nhận thức một chút. Thật sự sao, Ninh Thanh Tuyết ngẩng đầu lên, con mắt sợ hãi, nàng kỳ thực đã thấy phượng ấu sao, trong tay áo một cây châm, ẩn dấu dấu, nàng mục đích của chuyến này, là lấy đi phượng ấu sao huyết, cho Trương Thiên Sư làm huyết khôi, thi pháp đổi mệnh dùng, tự nhiên. Mộ song nhi cười hít mắt đáp ứng, ấu sao là ta đã thấy dễ nói chuyện nhất cô nương. A, à. Ninh thanh tuyết vốn là ngồi ở trên ghế bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi giơ tay lên thời điểm trong lòng bàn tay phía trước không có băng bó vết thương đã nứt ra máu tươi lại cốt cốt chảy ra thế nào ngửi thấy mùi máu tươi phượng ấu sao đi ra phía trước nàng cũng không biết ninh thanh tuyết là mang ác liệt mục đích tới chỉ cho là ninh thanh tuyết là tam thẩm bằng hữu đến thăm tam thẩm tam thẩm bằng hữu tại trong nhà nàng đổ máu nàng tự nhiên muốn giúp đỡ trị liệu một chút ta xem một chút ninh cô nương không? Không có việc gì, không cẩn thận quấn tới vết thương. Ninh Thanh Tuyết cúi thấp đầu, nắm tay hướng về trên ghế sau lưng phóng, phượng ấu sao không thích né tránh, giấu bệnh sợ thầy bệnh nhân, vô ý thức liền tóm lấy Ninh Thanh Tuyết tay, giấu ở cái ghế trong khe hở châm, cực nhanh đâm phượng ấu sao bắt tới tay một chút, thấm ra một giọt máu tươi, mà lúc này Ninh Thanh Tuyết trong tay áo, còn cất giấu một cái viết chính mình ngày sinh tháng đẻ màu đen con rối búp bê, nó cười quỷ quyệt. Đầu sợi sốt xếp khóe môi, nhiễm phải phượng mệnh nữ tử dọc máu kia. Đến đây đã hết tập 13, nếu yêu mến kênh, các bạn cho mình xin một like nhé. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh, bấm đăng ký để nghe những chương tiếp theo cùng mình. Cảm ơn và yêu thương các bạn.